Trương 2621 Thái Bình Thành. Dương Khai rời khỏi khách điếm, cẩn thận nghĩ lại, chợt nói, đây chẳng phải là thành trì của nữ nhân gọi là Nghiêm Tuyết Mạn kia ở hay sao? Lúc trước ba người kia chặn đường, muốn mua lại lâu thuyền của cơ giao, lão giả kia đã giới thiệu một nam một nữ đi cùng, tên nam tử kia chính là thiếu các chủ Huyền Lôi Các, mà nữ nhân kia chính là Thiên Kim thành chủ Thái Bình Thành. Hôm qua lúc vào thành, Dương Khai mãi nghĩ tới tình trạng của cơ giao, nên cũng không để ý tên thành cho tới lúc này mới biết đây chính là thái bình thành cũng thật trùng hợp tuy nhiên dương khai cũng không có gì lo lắng chỉ là một thành trì nhỏ bé còn chưa có tư cách khiến hắn kiêng kỵ hắn dẫn theo cơ giao hướng ra ngoài thành mà đi không sau đã đi tới cửa thành cửa thành có không ít người đang xếp hàng chờ ra khỏi thành mà ở nơi này cũng có không ít võ giả đang giới nghiêm mỗi một người ra khỏi thành người đều phải tiếp nhận những võ giả kia thẩm tra hử dương khai nhìn thấy một màn này Mày khỏi nhíu này, không biết đây là quy củ vốn có của Thái Bình Thành hay là đã xảy ra chuyện gì. Sư Tôn, sẽ không phải là chuyện liên quan đến ba người hôm qua kia chứ?" Cơ Dao bỗng nhiên thấp giọng hỏi một câu, "Có khi nào bọn chúng đang tìm chúng ta hay không?" "Sao có chuyện trùng hợp như vậy?" Dương Khai khẽ cười, nói, "Hôm qua chúng ta vào thành cũng không kinh động đến bất kỳ kẻ nào, có lẽ đây là quy củ riêng của thành trì này." Cơ Dao nhẹ nhàng gật đầu. Hai người cũng không ỷ vào tu vi cao thâm mà xông qua cửa thành nếu đã tới địa bàn của người ta, tuân theo quy củ của người ta cũng không có vấn đề gì. Lập tức hai người liền đàng hoàng xếp hàng phía sau đoàn người, chờ ra khỏi thành. Võ giả trấn giữ cửa thành kiểm tra rất cẩn thận, còn có từng luồng thần niệm ẩn núp đang dò xét những người chuẩn bị ra khỏi thành kia. Từng người một sau khi được võ giả kiểm tra không có vấn đề gì liền cho qua, đội ngũ cũng từ từ đẩy tới. Đồng gia chủ. Bỗng nhiên, từ bên trong một căn nhà gần cửa thành truyền ra thanh âm của một người. Vẫn chưa tìm được sao? người còn lại lên tiếng hỏi thăm dường như chính là đồng gia chủ gì đó tạm thời vẫn chưa phát hiện người lên tiếng lúc đầu trả lời nhưng xin đồng gia chủ yên tâm ba cửa thành khác đều đã đóng cửa khẩn cấp nếu tôn phu nhân muốn ra khỏi thành nhất định sẽ đi qua cửa này chỉ cần nàng xuất hiện chắc chắn chúng ta sẽ phát hiện ra làm phiền ô thống lĩnh ai thật là gia môn bất hạnh đồng gia chủ kia than thở tên ô thống lĩnh chợt khẽ cười nói đồng gia chủ theo ô mỗ biết phu nhân một mực hiền thục thường cùng ngày sánh đôi ra vào thái bình thành khiến người khác ao ước sao chỉ trong một đêm lại náo loạn đến mức này thậm chí đồng gia chủ còn không tiếc mượn lực lượng phủ thành chủ chúng ta tìm nàng nghe ô thống lĩnh hỏi vậy người bên trong nhà lập tức trở nên trầm mặc dường như có chút khó nói ô thống lĩnh lại nói nếu đồng gia chủ không tiện nói coi như ô mỗ chưa hỏi ai đồng gia chủ nặng nề thở dài một tiếng mở miệng nói tục ngữ có câu việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài vốn đồng mỗ muốn dàn xếp ổn thỏa, không làm lớn chuyện, nhưng ngu phụ lại cứ ép ta. Thật ra cũng không có gì không tiện nói, chỉ vì ngu phụ kia nhất thời nổi lòng tham, đánh cắp chấn tộc chi bảo của đồng gia ta mà thôi. Đánh cắp? Ô thống lĩnh thất kinh, không phải chứ? Tôn phu nhân ở đồng gia dưới một người trên vạn người, hơn nữa Vu Mỗ còn nghe nói, dường như Tôn phu nhân xuất thân là người của đại tông môn, đồng gia có vật gì đáng giá mà lại có thể khiến cho nàng không nói, mà lấy như vậy đồng mỗ cũng không biết có phải là nàng ăn nhiều mỡ heo bị lú lẫn hay không không ngờ lại làm ra loại chuyện xấu hổ này đồng gia chủ vô cùng đau đớn nói sau đó lại nghiêm nghị nói ô thống lĩnh mong ngài hãy nể tình ngày xưa đồng gia đối đãi với người không tệ sau khi tìm được ngu phụ kia thì lặng lẽ bắt nàng lại chớ để kinh động đến người khác nhất là không thể kinh động đến nghiêm thành chủ ô thống lĩnh trả lời ta hiểu rồi xin đồng gia chủ yên tâm hai người này ở bên trong phòng thấp giọng trò chuyện với nhau thanh âm tuy nhỏ nhưng dương khai lại nghe được rõ ràng ngược lại hắn cũng không có ý định nghe lén chỉ là vô ý nghe được mà thôi tuy nhiên nhờ vậy mà hắn đã hiểu được vì sao thái bình thành này lại phải giới nghiêm thì ra là có chủ mẫu của một gia tộc ăn trộm một món bảo vật chấn tộc khiến gia chủ gia tộc kia đuổi bắt còn mượn đến lực lượng của phủ thành chủ đây chính là việc xấu trong nhà qua ngữ điệu bất đắc dĩ và đau lòng của đồng gia chủ kia dương khai cũng thầm buồn cười đoán rằng lúc này có lẽ hắn cũng đang sứt đầu sứt chán một phen Vừa muốn đoạt lại đồ vật mất trộm, lại vừa muốn giấu chuyện rèm pha này xuống, cũng không biết vật bị mất cắp kia là gì, không ngờ lại khiến cho chủ mẫu của gia tộc nổi lên lòng tham. Đội ngũ tiếp tục đi đẩy dần tới phía trước, không lâu sau, Dương Khai và cơ giao đã đến trước cửa thành. Đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài thành bay tới một luồng sáng, nhắm thẳng hướng cửa thành bắn tới. Kẻ nào, trước cửa thành thái bình thành, không được cản rỡ. Một tên võ giả bảo vệ cửa thành hét lớn một tiếng, đồng thời phi thân ra chặn đường. Luồng sáng kia chợt ngừng lại, lộ ra hai bóng người một nam một nữ. mắt chó của người bị mù rồi hay sao? không nhìn cho rõ một chút xem bổn thiếu là ai, đã dám hô to gọi nhỏ. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng. Tên võ giả bảo vệ cửa thành chăm chú nhìn lại, lập tức run lên, vội vàng nói, thì ra là bạch thiếu gia cùng nghiêm tiểu thư. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một nam một nữ này, không ngờ chính là hai kẻ đã chạm trán với dương khai hôm qua, bạch lộ và nghiêm tuyết mạn không biết hai người bọn họ vừa từ đâu về, có điều án lão ở bên cạnh họ hôm qua lại không thấy bóng dáng đâu. Cút ngay. Dường như tâm trạng Bạch Lộ đang rất kém, vừa dứt lời liền phát ra một chưởng đánh tới tên võ giả chặn đường kia, khiến tên kia bay ngược trở về, miệng phun máu tươi giữa không trung, thê thảm vô cùng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Bạch Lộ và Nghiêm Tuyết mạn vọt thẳng qua cửa thành, hạ xuống đất, ánh mắt dương dương tự đắc, như thể là con trời vậy. Tuy nhiên rất nhanh Đồng tử Bạch Lộ đã co rút lại, thân thể run lên bần bật, hoảng sợ nhìn về một hướng. Trên hướng đó, Dương Khai đang hờ hững nhìn hắn. Hôm qua bị mất mặt trước Dương Khai, thiếu chút nữa còn phải bỏ mạng, sao Bạch Lộ có thể quên được Dương Khai chứ? Lúc này mới chỉ qua một ngày, không ngờ lại lần nữa chạm mặt hắn ngay trước cửa Thái Bình Thành này. Mạnh như án lão, đế tôn cảnh còn bị một trưởng của hắn đánh nát cánh tay, cảnh tượng đó vẫn như cũ rõ ràng ở trước mắt, khiến Bạch Lộ thật sự kiêng kỵ Dương Khai, hắn không kiềm chế được ngay cả thân người cũng trùng xuống khí thế không còn sót lại chút gì làm sao vậy nghiêm tuyết mạn ở bên cạnh hắn đã nhận ra dị thương không khỏi khẽ hỏi một câu vừa hỏi vừa theo ánh mắt của hắn nhìn tới ngay sau đó gương mặt xinh đẹp cũng trắng bệch như tuyết vội tránh mắt đi hướng khác không nghi ngờ gì nàng cũng đã thấy được dương khai đi mau bạch lộ khẽ quát một tiếng thu hồi ánh mắt rồi kéo theo nghiêm tuyết mạn chạy thục mạng nháy mắt đã vọt vào bên trong thành khiến đám võ giả phủ thành chủ ngạc nhiên không thôi, hai mặt nhìn nhau, không biết tại sao hôm nay Bạch Thiếu gia cùng Nghiêm tiểu thư lại như vậy. Tại một góc đường, Bạch Lộ và Nghiêm Tuyết Mạn thò đầu ra, lén lút nhìn về phía cửa thành. Nghiêm Tuyết Mạn run giọng nói, hai người kia sao lại ở chỗ này? Bạch Lộ xanh mặt nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Hôm qua ăn phải quả đắng, khiến đôi nam nữ này thật sự đã sợ hãi không nhẹ, giờ phút này gặp được Dương Khai tựa như chuột thấy mèo vậy, chỉ hận không thể lập tức tìm một cái động chui vào trốn bỗng nhiên nghiêm tuyết mạn như nhớ lại cái gì đó co mày nói không đúng nha nơi này chính là thái bình thành bổn tiểu thư sao phải sợ bọn họ chứ không được ta phải nhanh đi nói cho phụ thân để phụ thân ra tay dạy dỗ bọn chúng nói rồi nàng liền định chạy tới phủ thành chủ tìm phụ thân của mình bạch lộ kéo nàng lại trầm mặt nói ngươi ngực lớn như vậy mà không có đầu óc hay sao hả người nào người nào ngực lớn mà không có đầu óc nghiêm tuyết mạn cả giận nói Bạch Lộ nói, tu vi của án lão và cha ngươi sàn sàn như nhau, ngay cả án lão cũng không địch lại một chiêu của tên nam nhân kia, ngươi cảm thấy phụ thân ngươi tới, có thể làm gì được người ta sao? Đến lúc đó cha ngươi chết, cũng đừng ở trước mặt bổn thiếu khóc nhè. Nghiêm Tuyết Mạn vừa nghe, lập tức gương mặt xinh đẹp trắng bệch lại, thầm nghĩ cũng đúng, ngay cả án lão cũng bị người kia dùng một chiêu đánh rớt cánh tay, thì phụ thân mình sao có thể là đối thủ chứ? Nếu nàng gọi phụ thân tới, chỉ sợ người bị thua thiệt chính là phụ thân. Vậy phải làm sao đây? Nghiêm Tuyết Mạn vội vàng nói, nếu không ngươi đi kêu Bạch Bá Phụ đến đây, Bạch Bá Phụ có tu vi Đế Tôn lưỡng tầng cảnh, xử lý tên kia sẽ không thành vấn đề. Bạch Lộ lắc đầu nói, chuyện án lão ta vẫn còn không biết làm sao bẩm báo với phụ thân, Đế Tôn cảnh của Huyền Lôi các không nhiều lắm, án lão bị thương nặng như vậy, nếu phụ thân ta biết, nhất định sẽ lột ra ta. Lại nói tiếp, chuyện này cũng là do ngươi cả, tự dưng lại đòi mua lâu thuyền của người ta làm gì, làm hại án lão mất cả cánh tay. Bị hắn chỉ trích hai hốc mắt nghiêm tuyết mạn thoáng đỏ lên run giọng nói họ bạch kia lúc ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt với bổn tiểu thư sao không nói những lời này bây giờ lại chỉ trích ta ngươi có còn một chút lương tâm hay không nói rồi nàng liền khóc thút thít bạch lộ cảm thấy thật phiền phức nhưng lại không thể không lên tiếng an ủi được rồi được rồi đừng khóc nữa chuyện hôm qua là ta sai được chưa không liên quan tới ngươi khốn kiếp ngươi khốn kiếp ngươi khốn kiếp ngươi nghiêm tuyết mạn la hét không ngừng đập tới đừng làm rộn Bạch Lộ nào có tâm tư gì cùng nàng đùa dưỡng chứ, liền vội vàng bắt lấy tay nàng nói, trước tiên tiễn hai ôn thần kia đi quan trọng hơn, nhìn bộ dáng bọn hắn dường như đang muốn ra ngoài thành. Hích, đang nói, đột nhiên Bạch Lộ kéo Nghiêm Tuyết Mạn vội vàng rụt lại, bởi vì hắn thấy không ngờ Dương Khai đang quay đầu lại, nhìn về phía hai người bọn hắn tủm tỉm cười, thiếu chút nữa khiến hắn sợ vỡ mật. Nơi cửa thành, Dương Khai đang xếp hàng chờ ra khỏi thành, cười suỵ một tiếng. Thật ra hắn cũng không ngờ tên Bạch thiếu gia và Nghiêm Tuyết Mạn lại có phản ứng như vậy, tuy nhiên điều này cũng bất phiền toái, nếu bọn chúng thật sự không biết điều, muốn gọi cường giả tới báo thù, Dương Khai cũng không ngại đại náo ở chỗ này một trận. Khụ khụ khụ. Một trận ho khan kịch liệt chợt truyền đến, một lão ẩu xếp hàng phía trước đột nhiên lảo đảo muốn ngã, nhưng lại kín đáo ngước về sau một cái, mới ngã xuống đất. Cơ Dao nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy bà ta, ân cần hỏi han, "Bà bà, ngươi không sao chứ?" Ủng hộ kênh qua linkhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Bà lão đó lại ho kịch liệt vài tiếng, ho đến thôn thiên ám địa, dường như muốn ho cả tim phổi ra ngoài vậy, thật lâu sau mới bình ổn hơi thở lại, quay đầu yếu ớt nói, không sao không sao, chỉ là lớn tuổi thôi, cảm ơn tiểu cô nương. Cơ dao lắc lắc đầu, còn chưa kịp thả tay, bắp chân bà lão đó lại mềm nhũn ra. Cơ dao luống cuống, vội vàng kéo lấy lão, cao mày nói, bà bà, ta đỡ người vậy. Bà lão nói, cảm ơn nhiều, tiểu cô nương tâm địa thiện lương, ngày sau nhất định gặp lành khụ khụ cơ dao mỉm cười nói sư tôn thường dạy đệ tử chúng ra khi ra ngoài phải kính dạy yêu trẻ chỉ là nhấc tay làm chút chuyện mà thôi bà lão khẽ cười nói tiểu cô nương không tệ tôn sư cũng dạy bảo rất tốt không biết cô nương xuất thân từ môn phái nào cơ dao lắc đầu cười không đáp ánh mắt dương khai lóe lên mỉm cười nói kính dạy yêu trẻ tất nhiên là cử chỉ tốt đẹp nhưng đi lại ở bên ngoài cũng phải cẩn thận quan sát không nên dễ dàng bị người ta lừa gạt phải biết rằng trên đời này đa số người đều âm hiểm độc ác, người lừa ta gạt, nói không chừng một ngày nào đó mình làm chuyện tốt nhưng lại bị người có tâm lợi dụng. Vậy thì xem như là trợ trụ vi ngược rồi, bà bà người nói phải không? Thân mình bà lão vô ý thức run rẩy một cái, cười nói, vị tiểu ca này nói không sai. Cơ giao nghiêm túc gật gật đầu nói, đệ tử ghi nhớ rồi. Đệ tử. Bà lão nghe vậy chấn kinh, mơ hồ ý thức được sư tôn mà cơ giao, nói lúc trước lại chính là nam nhân đang đứng bên cạnh nàng. Điều này không khỏi khiến lão cảm thấy có chút khó tin. Vòng tai của bà bà người rất tinh xảo. Dương Khai đột nhiên lại nói một câu không đầu không đuôi. Bà lão cả kinh, vô ý thức sờ vào vành tai, nhưng nơi đó đâu có vật gì, cười gượng nói, "Tiểu ca tuổi còn trẻ sao lại hoa mắt rồi? Bà lão ta đã chừng này tuổi sao còn không biết xấu hổ đi đeo vòng tai gì đó?" Dương Khai nói, "Hôm nay không đeo, hôm qua chắc là có đeo chứ." Lỗ tai của bà còn rất rõ ràng, không giống dạng lâu năm không đeo trang sức trong lời nói của hắn đầy ý công kích. Cho dù cơ giao là ngốc tử cũng có thể nhận ra có chỗ không đúng, trong lòng vừa động, lặng lẽ thúc dục đến nguyên tràn vào trong cơ thể của bà lão. Ngay sau đó, sắc mặt cơ giao đột nhiên phát lạnh, bắt lấy cánh tay của bà lão, lạnh lùng nói, ngươi là ai, tại sao muốn lừa gạt ta? Trước đó nàng còn chưa có chú ý, hiện giờ kiểm tra một phen nàng mới phát hiện. Sinh cơ trong thể nội của lão bà nhìn, như bệnh nặng sắp chết này lại vô cùng giạt rào, cái bề ngoài già nua này hiển nhiên không phải là diện mạo thật của lão, toàn bộ đều là ngụy trang gia. Điều này làm cho cơ giao rất tức giận. Vừa nãy nàng còn có lòng tốt dìu đỡ người này, nào biết bà lão này lại có ý đồ khác, thật sự là chọc tức nàng mà. Tu vi của bà lão không cao, chỉ có đạo nguyên tam tầng cảnh, bị cơ giao bắt lấy, làm sao còn động đậy được nữa. Một thân nguyên lực đều bị áp chế trong cơ thể không phát ra ngoài được. Lần này lão thật sự hoảng sợ rồi, nhìn về phía cơ giao cầu xin, tiền bối, ta không có ác ý, chỉ là bất đắc dĩ mới nghĩ ra hạ sách này, mong tiền bối đại nhân đại lượng, không nên vạch trần ta. Thần sắc cơ giao biến đổi, liếc võ giả giới nghiêm ở nơi của thành một cái, nói, bọn họ đến đây là vì người. Bà lão không lên tiếng gật gật đầu. Tại sao lại nghĩ tới lợi dụng ta? Cơ giao lạnh giọng hỏi. Lão giả nói, lúc trước khi bạch thiếu gia cùng nghiêm tiểu thư vào thành giường như rất kiêng kỵ các ngươi. Do đó, Dương Khai nhướng mày lên, nói, đồng phu nhân rất tinh mắt, chuyện nhỏ như vậy cũng bị ngươi nhìn ra bà lão đó nghe vậy thân mình run lên bần bật vô cùng sợ hãi nhìn dương khai nói ngươi biết ta sao đồng phu nhân cơ dao cũng nhíu mày không hiểu sư tôn của mình làm sao một câu đã nói ra thân phận của bà lão như nàng được biết mình cùng với sư tôn là lần đầu tiên tới thái bình thành cũng không có quen biết ai ở đây dương khai nói không biết nhưng lại nghe người khác nói qua một số chuyện của ngươi bọn hắn nói ta cái gì Lão bà run giọng hỏi, bộ dạng như rất muốn biết. Dương Khai thản nhiên nói, gia chủ phu nhân của đồng gia, lấy trộm bảo vật trấn tộc của gia tộc, gia chủ phẫn nộ, mời cường giả phủ thành chủ giới nghiêm tại đây để lùng bắt. Nếu có phát hiện liền lặng lẽ truy bắt, lấy trộm bảo vật trấn tộc của gia tộc. Bà lão nghe vậy không ngừng cười khổ. Tội danh này, thiếp không dám nhận. Cơ giao co mày nói, chẳng lẽ sư tôn ta nói sai? Đồng phu nhân lắc đầu nói, bảo vật trấn tộc gì đó ta chưa từng thấy qua, đồng gia căn bản cũng không có vật này thiếp gà vào đồng gia nhiều năm nay lại là gia chủ phu nhân nếu có bảo vật trấn tộc gì đó thì ta sao có thể không biết thế tại sao bọn họ lại bêu xấu ngươi như vậy cơ giao tò mò không thôi đồng phu nhân nói là bởi vì bọn họ muốn bắt được ta cơ giao dường như muốn hỏi thêm nữa nhưng dương khai đã phất tay một cái nói đồng phu nhân chuyện của ngươi ta không có hứng thú ta cũng không tính toán việc ngươi lợi dụng bọn ta để ra ngoài thành ngươi tự cầu phúc đi vị đại nhân này Đồng phu nhân nhìn về phía Dương Khai khẩn cầu nói, chuyện này là thiếp sai, thiếp chỉ cầu xin đại nhân có thể mang ta rời khỏi Thái Bình Thành, đại ân đại đức này ngày sau thiếp nhất định báo đáp. Dương Khai cười lạnh nói, ngươi lấy gì để báo đáp, bổn thiếu không muốn nhảy vào vũng nước đục của người khác. Đại nhân, người nói thêm một chữ nữa, bổn thiếu sẽ lập tức bắt ngươi ném ra ngoài đấy. Dương Khai lãnh lẽo nhìn nàng. Đồng phu nhân dùng mình một cái, nàng cũng không có hoài nghi năng lực của Dương Khai, cơ giao thân là đệ tử của hắn cũng có thể kiềm chế nàng trong nháy mắt, vậy Dương Khai là sư tôn sao có thể thua kém được. Nàng vốn hy vọng có thể thuyết phục Dương Khai, giúp đỡ nhưng chỉ có bản thân mình nghĩ vậy mà thôi. Đồng phu nhân thất hồn lạc phách xoay người, đứng ngay giữa đội ngũ, nàng ta quả nhiên không dám nói thêm gì nữa. Sư tôn, thuật dịch dung của người này thật cao minh. Cơ giao thầm truyền âm cho Dương Khai, trước đó nếu không nhờ Dương Khai phát giác ra, thì sợ là nàng cũng không bao giờ nghĩ tới một bà lão như vậy, lại là dịch dung ra cái này cũng không phải là bí thuật gì mà thuần túy là thuật dịch dung, thuật này không phải ai cũng biết. Dương Khai khẽ gật đầu nói, đích thật cao minh, nếu như ta để ý kỹ thì chỉ sợ cũng rất khó chú ý đến nàng ta. Chính là nhờ, vào lúc trước nghe được một chút đối thoại giữa ô thống lĩnh cùng đồng gia chủ, thêm vào lỗ tai trên hai tai của bà lão còn rất rõ ràng nên Dương Khai mới có thể nổi lên lòng nghi ngờ đối với nàng. Sư tôn, chúng ta thật sự khoanh tay đứng nhìn sao? Dường như nàng ta có chuyện gì đó khó nói, dương khai thản nhiên nói người trên đời có nhiều gian trá chúng ta cũng không biết chuyện này ai đúng ai sai tùy tiện nhúng tay vào có thể là đang vẽ đường cho hưu chạy đấy vâng cơ dao gật đầu trong lúc hai người nói chuyện đội ngũ xếp hàng đã tới chỗ bà lão một võ giả bảo vệ cửa thành phất tay về phía bà lão bà lão run rẩy loạn choạng đi tới võ giả đó mở một cái túi trên tay ra đặt trước mặt bà lão để cho bà ta nhìn chỉ liếc một cái sắc mặt bà lão đột nhiên đại biến ngay sau đó, bên trong cái túi đó truyền ra tiếng xèo xèo, dường như là yêu thú nào đó đang kêu. Thân hình bà lão thoát một cái, nào còn bộ dáng run rẩy loạn choạng gió thổi có thể ngã như lúc trước nữa, mà khỏe mạnh đến không ngờ, trực tiếp lao ra ngoài cửa thành. "Bắt lấy bà ta." Võ giả đó quát to một tiếng. "Nếu đã xuất hiện rồi thì hãy lưu lại đi." Một thanh âm của người khác truyền ra, tiếp đó là một giải đao mang xé nát hư không chém về nơi bà lão nhất định chạy qua. Bà lão lại biến sắc, hiểu được nếu mình mạnh mẽ chạy tiếp thì tuyệt đối sẽ bị thương do đó nàng bắt buộc phải lùi về sau vài bước soạt 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 từ bốn phía xuất hiện từng đạo thân ảnh phóng nhanh về phía bà lão sau khi bị chỉ hoãn một chút đợi đến lúc bà lão đó lấy lại tinh thần thì đã bị những người này bao vây lại ai cơ dao thấy một màn này không khỏi than một tiếng nàng biết rằng bà lão đó đã không có hy vọng chạy thoát rồi bà lão chỉ có tu vi đạo nguyên tam tầng cảnh những người bao vây lại có năm sáu người là đạo nguyên tam tầng cảnh Mỗi người đều không kém so với lão, thêm vào người đông thế mạnh. Nếu như còn để bà lão chạy thoát, vậy mới thật là chê cười, là trưởng lão của Đồng gia. Không sai, quả thật là các trưởng lão của Đồng gia. Kỳ quái, bọn họ xuất hiện ở đây làm gì? Bà lão đó lại là người như thế nào, sao lại trêu chọc đến Đồng gia? Tiếng nghị luận truyền ra từ đám võ giả gần đây, bọn họ cảm thấy tò mò đối với một màn trước mắt này. Nhưng mấy tên trưởng lão của Đồng gia tuy đang bao vây bà lão, nhưng lại không có vội vàng ra tay hiển nhiên đều biết rõ thân phận của bà lão, ánh mắt nhìn về phía bà lão đều vô cùng phức tạp. Dù sao người này cũng là gia chủ phu nhân, địa vị không dưới bọn họ. Lại có hai người từ bên cạnh xuất hiện, đi tới cửa thành, những võ giả bảo vệ cửa thành thấy được hai người này thì rối rít ông quyền hành lễ, "Chào Ô Thống lĩnh, chào đồng gia chủ." Dương Khai nhìn thoáng qua hai người này, một người mặc giáp đen, uy phong lẫm lẫm, một người mặc trường bào màu xanh, vẻ mặt không giận mà oai. Hai người đều là đạo nguyên tam tầng cảnh người mặc giáp đen nhất định là ô thống lĩnh rồi, người còn lại tự nhiên là gia chủ của đồng gia. Bà lão xoay người, ánh mắt tập trung trên người gia chủ đồng gia, cắn răng nói, để ta đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đồng gia chủ chậm rãi lắc đầu nói, người biết đây là chuyện không thể nào. Cầu xin ngươi hãy để ta đi. Hôm nay không thoát được, ngày mai ta cũng sẽ trốn tiếp, ngươi không ngăn được ta. Đánh gãy hai chân của ngươi, phế tu vi của ngươi, ngươi chạy như thế nào? đồng gia chủ lạnh lùng nói bà lão nghe vậy cả người chấn động không dám tin nói chúng ta đã làm vợ chồng trăm năm thật sự phải tuyệt tình như vậy sao vợ chồng bà lão vừa nói ra lời này những võ giả vây xem đều giật mình không thôi thầm nghĩ gia chủ phu nhân của đồng gia không phải xinh đẹp như hoa sao lúc nào lại biến thành bà lão rồi trong lúc nhất thời mọi người bàn tán sôi nổi hẳn lên khiến sắc mặt của đồng gia chủ vô cùng khó coi bà lão đang đứng ở giữa không trung đưa tay quét lên mặt một cái Xóa đi ngụy trang, lộ ra dung mạo xinh đẹp như hoa. "Hí, thật sự là Đồng phu nhân, sao lại như vậy? Hắc hắc, Đồng gia đây là đang náo loạn sao? Có cho hay để nhìn rồi, gia chủ phu nhân dĩ nhiên lại muốn trốn khỏi Đồng gia." Đồng gia còn dốc hết toàn lực ra đây ngăn cản, cũng không biết có nội tình gì. Có thể vị Đồng phu nhân này đã tìm được niềm vui mới, cho nên muốn rời khỏi Đồng gia chủ. Nhưng Đồng gia chủ làm sao đồng ý liền dẫn người đi bắt nàng về. Huynh đài nói cũng có lý trong lúc nhất thời mọi người đều tỏ vẻ đồng tình nhìn về phía đồng gia chủ dường như trên đầu của hắn đã thành một màu xanh mượt vậy khiến cho sắc mặt của đồng gia chủ càng thêm âm trầm quát lớn nữ nhân ngu ngốc xem chuyện tốt là ngươi đã làm này đồng phu nhân đang ở giữa không trung thần sắc thê lương nhìn đồng gia chủ bi thương nói đồng hải ngươi thật sự không nghiệm một chút tình vợ chồng sao Ra mặt đồng hải hơi co quắp trong mắt lóe lên một tia dãy ruộng thở dài nói thiên hà nếu ngươi còn niệm một chút tình vợ chồng thì ngoan ngoãn theo ta về đồng ra đi. Từ nay về sau không bao giờ rời Thái Bình Thành nữa, hai vợ chồng chúng ta sẽ ở bên nhau suốt quãng đời còn lại. Đồng phu nhân lệ rơi lã trã, lắc đầu nói, đồng hải, ngươi biết lý do ta phải rời đi, ta cũng biết lần này ta đi là làm cái gì, ngươi không nên làm khó ta. Đồng hải lạnh lùng nói, ngươi làm vậy là bức đồng ra đi vào tuyệt lộ đấy. Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi. Từng giọt nước mắt của đồng phu nhân lăn theo gò má rơi xuống. Gương mặt tràn ngập vẻ tự trách cùng áy náy, dường như đã làm ra chuyện gì làm cho người thần đều phẫn nộ, khiến cho những người đang vây xem cũng hồ đồ không hiểu, hoàn toàn không biết rốt cuộc chuyện ra sao. Theo ta quay về, chuyện hôm nay ta không truy cứu nữa, Đồng gia cũng sẽ không truy cứu. Ngươi vẫn là chủ mẫu của Đồng gia. Đồng Hải nâng tay hướng về phía Đồng phu nhân tỏ ý, nước mắt Đồng phu nhân rơi như mưa, nhưng lại lắc đầu không ngừng. Nhu tình trên mặt Đồng Hải từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng sau đó thả xuống cánh tay đang đưa ra, bình tĩnh nói, ngũ phụ thạch thiên hà, gả vào đồng gia đã trăm năm chưa từng ra ngoài. Không sinh hậu nhân là tội lớn, lại còn yêu thích hư vinh, đã thành bản tính, bại hoại nề nế nếp gia đình đồng gia, còn không biết liêm sỉ, lấy trộm bảo vật chấn tộc của đồng gia, làm người không biết xấu hổ. Hôm nay đồng hải ta lấy thân phận gia chủ đồng gia tuyên bố trục xuất thạch thiên hà ra, khỏi đồng gia, vợ chồng từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan. Lời này vừa ra, xung quanh ồn ào hẳn lên. Đặc biệt là những võ giả vốn sống trong Thái Bình Thành, người nào cũng trợn to con mắt ra, vẻ mặt khó tin. Tuy bọn họ còn chưa thấy qua vị đồng phu nhân, nhưng cũng có nhiều lời đồn đãi trong thành. Nói rằng vị đồng phu nhân này là một người rất tốt, tâm địa từ bi thiện lương, thường hay cứu tế người nghèo trong thành. Nhưng không ngờ từ trong miệng của gia chủ đồng ra, thì nàng lại trở thành loại người không biết liêm sỉ, ham thích hư vinh. Nhưng lời đồn dù sao cũng là lời đồn, trượng phu của người ta cũng đã nói vậy rồi, còn có thể là giả sao? Hơn nữa, nàng còn trộm bảo vật trấn tộc của đồng gia nữa. Đây đã không phải là nhân phẩm tồi tệ có thể hình dung ra được rồi, quả thực chính là đạo đức suy đồi. Trong lúc nhất thời, mọi người xì xào không dứt, không biết tại sao vị đồng phu nhân này, sống tốt không muốn lại muốn làm ra chuyện như thế. Thảo nào có nhiều trưởng lão của đồng gia cùng lúc xuất hiện như vậy. Đổi lại bất cứ một nam nhân nào khác cũng sẽ không chấp nhận một nữ nhân như vậy, làm vợ của mình. Học, một tiếng vang nhỏ truyền ra thạch thiên hà đang đứng ở giữa không trung phun ra một ngụ máu tươi sắc mặt hồng nhuận máu tươi làm ướt vạt áo ở ngực trông rất bắt mắt thân hình nàng hơi lảo đảo che lấy ngực tựa như đang chịu nỗi đau bị vạn kiến cắn tim vậy nàng nhìn đồng hải ở phía dưới ánh mắt tuyệt vọng căn bản không nghĩ tới đồng hải thật sự tuyệt tình như vậy một ngày làm vợ chồng tình nghĩa mãi mãi nàng cùng đồng hải hai người đã có trăm năm làm vợ chồng rồi năm đó nàng thể chết cũng muốn ở bên cạnh đồng hải Nàng không tiếc đắc tội sư tôn, bị trục xuất khỏi sư môn của mình. Sau cùng tuy đã được như ý nguyện nhưng nàng đã trăm năm không có quay về sư môn, rất nhiều sư tỷ sư muội nhớ mong trong lòng cũng chưa từng gặp lại. Nàng một mực ở trong đồng gia, ở bên cạnh đồng hải, vốn tưởng rằng đời này của mình đã tìm được lang quân như ý, nhưng không nghĩ tới cuối cùng mình lại bị hắn mạnh mẽ đâm một đao vào tim. Người nam nhân mà nàng xem như là trời, như là đất, là duy nhất trong kiếp này lại cắm một đao thật mạnh vào tim của mình. Sư tôn, chuyện này hình như không đơn giản như thế. Cơ giao quan sát được một lúc, đột nhiên nhẹ giọng nói với Dương Khai. Dương Khai bĩu môi nói, chuyện nhà người ta, để ý nhiều như vậy làm gì? Mặc dù hắn nói như vậy nhưng trong lòng cũng thổn thức không dứt. Ánh mắt tuyệt vọng của Thạch Thiên Hà như bị che phủ bởi một tầng mây đen thật dày, không thấy được một chút ánh sáng, hiển nhiên là nàng ta đang cực kỳ đau lòng. Dừng một chút, Dương Khai nói, Giao Nhi, muốn giúp nàng không? Cơ giao nói, đều nghe sư tôn. Ai? Dương Khai nhịn không được thở dài một hơi. Tuy rằng hắn cũng không quá nguyện ý nhúng tay vào chuyện hôm nay, nhưng những người đồng gia này rõ ràng có chút quá đáng rồi. Đặc biệt là Đồng Hải, vợ chồng hai người cũng đã sống cùng với nhau trăm năm, còn không hiểu nhau sao? Cho dù có chút xô xát, mọi người ngồi xuống nói chuyện không phải được rồi sao? Cần gì phải đến nỗi trục xuất người ta ra khỏi đồng gia ngay trước mặt bao nhiêu người, còn thôi vợ nữa chứ. Cái này kêu nàng ta sau này làm sao gặp người? Nam nhân này không có chút trách nhiệm nào, Mắt của Thạch Thiên Hà cũng bị mù rồi hay sao lại đi theo loại nam nhân như thế? Ha 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 ha. Ở trên không trung, Thạch Thiên Hà đột nhiên cười lớn y như phát điên vậy. Máu tươi ngay khóe miệng vẫn đang chảy xuống, khiến người xem nhìn thấy mà giật mình. Trong giọng cười tràn đầy chua xót, khiến người nghe được trong lòng đều run lên. Đồng Hải, Thạch Thiên Hà đột nhiên quát to một tiếng, "Vì đồng gia, ngươi có thể không tiếc làm đến bước này, quả nhiên xứng với chức gia chủ của ngươi." Nhiều lời vô ích Đồng Hải không muốn dây dưa thêm nữa, võ giả vây xem nhiều như thế, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ mất hết mặt mũi của hắn cùng đồng ra. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên nói, các vị trưởng lão, ra tay đi. Mấy trưởng lão kia nghe vậy sắc mặt đều trầm xuống, mở miệng nói, đắc tội. Sau khi dứt lời liền vội vàng thúc giục nguyên lực đánh về phía Thạch Thiên Hà. Con! Một tiếng kiếm minh vang lên, không biết từ lúc nào trên tay của Thạch Thiên Hà đã cầm một thanh trường kiếm băng hàn. Trường kiếm vừa ra, nhiệt độ bốn phía giảm xuống, một cỗ ý cảnh băng hàn đột nhiên tràn ngập ra, kiếm quang lóe lên, không trung bỗng nhiên rơi xuống rất nhiều bông tuyết bao phủ mấy tên trưởng lão của Đồng gia. Từng phiến bông tuyết giống như từng thanh lợi khí giết người, khiến cho sắc mặt của đám trưởng lão Đồng gia đều biến đổi, không dám vọng động. Tuyết rơi sao? Không đúng, đây là bí thuật của nàng ta, là băng hệ bí thuật. Không ngờ thực lực của vị Đồng phu nhân này lại cao như vậy. Một đám người ngạc nhiên kêu lên. Đồng Hải ở một bên nhìn thấy chiêu thức của Thạch Thiên Hà, sắc mặt lập tức trầm xuống, có chút bối rối quát lớn, ngu phụ, ngươi còn muốn chống lại sao? Mà ô thống lĩnh kia thì cao mày nói, đồng gia chủ, chiêu thức mà tôn phu nhân. À không, phụ nhân đó thì triển sao cảm giác có chút giống với bí thuật của băng tâm cốc. Đồng hài cười lớn nói, ô thống lĩnh nói đùa, ngu phụ này từ nhỏ đã tu luyện công pháp băng hệ, có nắm giữ một ít bí thuật uy lực không tầm thường. Nhưng cùng với băng tâm cốc không có quan hệ gì cả. Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, dường như một khi nhắc lên quan hệ cùng băng tâm cốc sẽ bị tai vạ đến nơi vậy ô thống lĩnh không nghi ngờ gì khẽ gật đầu nói vậy thì tốt ngươi cũng biết tình cảnh hiện giờ của băng tâm cốc rồi nếu phụ nhân này thật là đệ tử của băng tâm cốc vậy đồng gia các ngươi tiêu rồi chán của đồng hải lập tức dịn ra mồ hôi lạnh cười khan nói nàng là nàng hiện giờ không có bất kỳ quan hệ gì đến đồng gia ta tuyết nhược thanh thiên cơ dao đột nhiên kêu to một tiếng nhíu chặt mày lại Nhìn chằm chằm vào Thạch Thiên Hà ở trên không trung đang cố hết sức ra chiêu, cơ giao lấy tư cách là tam đệ tử của Băng Vân, có thể nói nàng cực kỳ quen thuộc với đủ loại bí thuật của Băng Tâm Cốc. Kiếm chiêu của Thạch Thiên Hà vừa xuất là nàng lập tức nhận ra đây là Tuyết Nhược Thanh Thiên của Băng Tâm Cốc, bí thuật mà chỉ có đệ tử của Băng Tâm Cốc mới có thể tu luyện, hơn nữa phải là đệ tử Hạch Tâm mới được. Trên không trung, Thạch Thiên Hà một chiêu đẩy lùi đám trưởng lão của Đồng gia. Ngay lúc muốn chạy đi thì đám trưởng lão đó lại bám dính theo như thuốc bôi da chó khiến cho thạch thiên hà không thể không xoay kiếm lại đâm ra nhiều đóa hoa kiếm hoa kiếm đó giống như lê hoa nở rộ ngay giữa không trung đẹp mắt tráng lệ nhưng lại ẩn giấu sát khí không thể tưởng tượng thân mình của thạch thiên hà xuyên qua những lê hoa này thân ảnh thoát ẩn thoát hiện thừa cơ trốn chạy băng tuyết lê hoa kiếm cơ dao lại kêu to một tiếng nếu trước đó nàng đã nhận ra bí thuật tuyết nhược thanh thiên nhưng vẫn chưa dám khẳng định thạch thiên hà là đệ tử của băng tâm cốc thì hiện giờ nàng đã có thể hoàn toàn khẳng định rồi nếu không phải là đệ tử băng tâm cốc làm sao có thể nắm giữ hai chiêu bí thuật này nàng rất là giật mình không nghĩ tới mình mới vừa về bắc vực còn chưa đến tông môn thì đã gặp được một đệ tử của băng tâm cốc ở thái bình thành này vào lúc này một tên trưởng lão của đồng gia đang ra sức đột phá kiếm chiêu của thạch thiên hà nhằm thu hút lực chú ý của nàng ta một trưởng lão khác thì lắc mình đến phía sau của thạch thiên hà một trưởng đánh về phía lưng của nàng tuy rằng thực lực của thạch thiên hà không tầm thường nhưng dù sao song quyền khó địch tứ thủ sau hai ba chiêu nàng liền bị đánh đến quần áo rách dưới, dù cho cảm nhận được sau lưng có kinh khí đánh tới nhưng lại vô lực, trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Chết! Chính vào lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng kêu nhẹ. Mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, sau lưng thạch thiên hà bỗng nhiên hiện ra một nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ, thần sắc lạnh như băng. Nữ nhân đó chỉ tiện tay vỗ ra một trưởng liền đánh cho một tên trưởng lão đạo nguyên, tam tầng cảnh của đồng gia nổ thành một đoàn xương máu nàng thân là tam đệ tử của Băng Vân, bối phận trong tông môn cực kỳ cao. Hiện giờ lại có người ngay trước mặt nàng khi dễ đệ tử của Băng Tâm Cốc, hơn nữa còn lấy nhiều khi ít. Cơ giao sao có thể nhẹ tay nương tình, một trưởng giết luôn tên trưởng lão đó của đồng gia. Nàng lại đưa tay ra kéo Thạch Thiên Hà ra sau lưng bảo vệ, bàn tay ngọc liên tục vỗ ra phía trước. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lên không dứt, mấy đoàn xương máu vỡ toạc ra trên không trung, Mấy tên trưởng lão của Đồng gia vây công Thạch Thiên Hà toàn bộ đều nổ thành xương máu, thi cốt không còn, không có chút lực đánh trả nào. Đế Tôn Cảnh, một tiếng thét vang lên làm cho mọi người ồn ào hẳn lên. Thạch Thiên Hà vốn đang lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, những người vây xem cũng tưởng nàng khó thoát khỏi kiếp nạn lần này, nhưng không nghĩ tới đột nhiên chạy ra một nữ nhân đế tôn cảnh, vô cùng xinh đẹp với khí chất lạnh như băng. Nữ nhân đó từng trưởng từng trưởng giết sạch trưởng lão của Đồng gia, khiến cho thế cục xoay chuyển. Sắc mặt Đồng Hải trắng bệch, suýt ngã ngồi ra đất. Lần này vì truy bắt Thạch Thiên Hà, Đồng gia bọn họ điều động toàn thể trưởng lão đạo nguyên tam tầng cảnh, dù sao chuyện tình trọng đại, không được phép sơ sẩy, vốn tưởng có thể an bài ổn thỏa, không ngờ tới bây giờ bị người ta tận diệt. Đồng gia một hơi mất nhiều chiến lực cấp cao như thế, nhất định sẽ thế lực gia tộc xuống dốc không phanh, đến lúc đó có thể sẽ bị các đại gia tộc khác trong thành nuốt mất. Đồng Hải gần như không thể tiếp thụ được sự thật này, đầu óc choáng váng. Kẻ nào Vu thống lĩnh cũng cả kinh biến sắc, hắn thân là thống lĩnh hộ vệ Thái Bình thành, lúc nào trong thành có thêm một vị đế tôn cảnh mà hắn lại không biết, tội không tròn chức này rất nặng. Hơn nữa, cơ giao cho hắn áp lực còn lớn hơn cả thành chủ đại nhân. Tức là, nữ nhân lạnh băng này còn lợi hại hơn cả thành chủ. Cường giả đế tôn lưỡng tầng cảnh trở lên. Vu thống lĩnh toát đầy mồ hôi lạnh. Ở trong góc, Bạch Lộ cùng Nghiêm Tuyết Mạn nhìn thấy mọi chuyện xảy ra, đều sợ hãi không thôi. Vốn bọn họ tưởng Dương Khai cùng cơ giao, chỉ có Dương Khai làm sư tôn mới là đế tôn cảnh, giờ mới biết cơ giao này cũng là cường giả đế tôn cảnh. Hôm qua Nghiêm Tuyết Mạn còn muốn mua lâu thuyền của người ta, giờ nghĩ lại, hôm qua người ta đã nương tay, bằng không hai người nào còn mạng sống. Thái Bình thành thống lĩnh ô trấn bái kiến đại nhân, không biết tôn tính đại danh đại nhân. Vu Thống lĩnh vừa lau mồ hôi lạnh, vừa nhẹ nhàng bước ra, chắp tay hỏi cơ giao, thần sắc cung kính. Ở trước mặt một vị cường giả mơ hồ là đế tôn lưỡng tầng cảnh, hắn không dám làm càn. Dù sao thành chủ đại nhân cũng chỉ mới đế tôn nhất tầng cảnh thôi. Nếu thật chọc giận vị cường giả này, đại khai sát giới, vậy thì thái bình thành xong rồi. Nói xong, cơ giao lại như không nghe, chỉ quay đầu nhìn Thạch Thiên Hà. Thạch Thiên Hà cũng ngây người, trên tay nắm chặt trường kiếm, nhìn xung quanh, chỉ thấy các trưởng lão đồng giao vừa rồi còn làm khó mình, giờ đã chết sạch sẽ. Tiền bối. Thạch Thiên Hà xúc động, nhìn cơ giao, cảm kích nói, cảm tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Trước đó nàng cho rằng mình chết chắc nào biết ngay lúc mấu chốt được quý nhân giúp đỡ, gặp giữ hóa lành, trong lòng Thạch Thiên Hà tràn đầy cảm kích biểu lộ. Ngươi là đệ tử Băng Tâm Cốc? Cơ Dao nhíu mày hỏi. Một lời này, như ném tảng đá lớn xuống mặt hồ phẳng lặng, dấy lên sóng gió tận trời. Cái gì? Chủ mẫu đồng gia là đệ tử Băng Tâm Cốc? Thiệt hay đùa? Không phải chứ? Nếu thật là vậy, chẳng phải đồng gia xong đời rồi. Khó trách đồng gia chủ không tiếc trục xuất phu nhân ra khỏi đồng gia, còn muốn đoạn tuyệt quan hệ, thì ra nàng là đệ tử băng tâm cốc. Đồng gia chủ thật là quyết đoán, nếu là người khác, thật không nỡ trục xuất phu nhân xinh đẹp như vậy khỏi gia môn. Mọi người xì xào nói chuyện lan tràn, làm cơ giao cùng Dương Khai nhíu mày không thôi, không hiểu sao lại thế này. Nghe lời cơ giao hỏi, Thạch Thiên Hà cười khổ, đệ tử không dám tự xưng đệ tử băng tâm cốc, từ trăm năm trước Thiên Hà đã bị sư tôn trục xuất sư môn. Trục xuất sư môn, người phạm phải lỗi gì? Cơ giao ngẩn ra liền hỏi, Đệ tử băng tâm cốc, nếu không phải lạm lỗi lớn, sẽ không đến mức bị trục xuất sư môn. Thạch Thiên Hà tràn đầy chua xót, liếc nhìn Đồng Hải phía dưới. Cơ giao thầm hiểu ra, hừ lạnh, thì ra là bởi vì một nam nhân. Ngươi đúng là có mắt như mù, không tiếc bị trục xuất sư môn cũng đi theo hắn, giờ thì sao? Hắn lại trục xuất ngươi khỏi đồng gia. Vừa nghe vậy, Thạch Thiên Hà lại đỏ mắt, rõ ràng bị chọc vào chỗ đau trong lòng, nhất thời không lời đáp lại. Xong rồi, xong rồi đồng hải nghe được cơ giao cùng thạch thiên hà nói chuyện thần tình trở nên già đi nhiều người lào đảo muốn ngã hắn biết lần này đồng gia thật sự xong rồi không nói tổn thất trưởng lão thảm thiết thế lực gia tộc giảm mạnh chỉ riêng bị người ta cậy ra quan hệ giữa thạch thiên hà và băng tâm cốc đã đủ làm đồng gia không thể sống yên sau hôm nay thái bình thành sẽ không còn chỗ cho đồng gia dung thân dù cho các đại gia tộc trong thành không hợp nhau xử lý thành chủ cũng sẽ không tha cho đồng gia cho dù trăm năm trước thạch thiên hà đã bị trục xuất băng tâm cốc nhưng dù sao nàng đã từng là đệ tử băng tâm cốc, hiện tại toàn bộ bắc vực, phàm là dính dáng một chút quan hệ với băng tâm cốc, đến nay đều không có kết cục tốt lành. Lại là băng tâm cốc. Dương Khai cũng kinh ngạc. Hắn nghe trộm được đối thoại giữa Vu Thống Lĩnh và Đồng Hải, Vu Thống Lĩnh nói đồng phu nhân xuất thân đại tông môn gì, hắn còn không để ý, giờ mới biết thì ra là băng tâm cốc. Ở bắc vực, băng tâm cốc quả thật coi như thế lực hạng nhất, đệ tử trong cốc gã cho đồng gia nho nhỏ ở Thái Bình Thành. Đối với đồng gia lại là vinh quang to lớn, ngươi là đệ tử môn hạ của ai cơ giao lại hỏi thạch thiên hà nhỏ giọng đáp bẩm tiền bối sư tôn vãn bối họ an tục danh nhược vân ngươi là môn hạ đệ tử của đại sư tỷ cả người cơ giao chấn động an nhược vân cường giả đế tôn lưỡng tầng cảnh xếp hàng lớn nhất trong các đệ tử của băng vân chính là đại sư tỷ của mọi người trong những năm băng vân mất tích cũng chính là an nhược vân thay mặt quản lý băng tâm cốc chống đỡ một vùng trời có thể nói võ giả bắc vực đều biết cái tên an nhược vân bởi vậy nghe Thạch Thiên Hà nói sư tôn của nàng là An Nhược Vân, toàn trường kinh hãi, không thể ngờ vị tiền chủ mẫu đồng gia này có lai lịch lớn đến vậy. Ánh mắt nhìn lại Đồng Hải, đều không khỏi phức tạp hơn, đệ tử của An Nhược Vân, gả cho hắn, Đồng Hải này có tài đức gì? Đáng tiếc, vinh quang ngày xưa giờ lại thành bùa đòi mạng của Đồng gia. Đại sư tỷ, Thạch Thiên Hà cũng ngẩn ngơ, ngây người nhìn cơ dao tiền bối là, người này gọi sư tôn mình là đại sư tỷ, vậy đương nhiên cũng là người băng tâm cốc, trong đầu nàng xẹt qua dung mạo các sư thúc trong cốc, lại không ai phù hợp với người này, không khỏi tràn đầy khó hiểu. Ta là tam sư thúc của ngươi, cơ giao nhàn nhạt, nhạt nói. Thạch thiên hà nghe vậy, ánh mắt sáng người kinh hô, ngài là... Cơ giao sư thúc. Lúc nàng vào băng tâm cốc, cơ giao đã sớm mất tích, nàng chưa gặp qua cơ giao cũng bình thường. Nhưng trong những ngày sống ở cốc, cũng từng nghe sư tôn nhắc tới vị sư thúc mất tích đã lâu. Các sư thúc trong cốc vẫn luôn ngóng trông an nguy của nàng, đáng tiếc không ai biết nàng đi đâu. Băng Tâm Cốc cũng nhiều lần phái người ra ngoài tìm, nhưng vẫn bặt tâm. Không ngờ, hôm nay ở Thái Bình thành lại để nàng đụng phải. Nhất thời, Thạch Thiên Hà mừng rỡ không thôi, ưu thương trong lòng cũng vì gặp được cơ giao mà nhạt đi nhiều, vội quỳ xuống hô, "Băng Tâm Cốc khí đồ Thạch Thiên Hà, bái kiến Tam sư thúc." "Dậy đi." Cơ giao nhấc tay liền nâng Thạch Thiên Hà dậy, hừ lạnh, thân là đệ tử của đại sư tỷ, lại vì một nam nhân mà làm trái tỷ ấy, nếu ta là đại sư tỷ, trực tiếp giết ngươi cho xong, nào còn cho ngươi sống đến nay." Thạch Thiên Hà cười khổ, không nói gì. Cơ Dao nói, "Nhưng mà đại sư tỷ tha mạng cho ngươi, ta cũng không tiện nhúng tay. Hôm nay nếu ngươi bị trục xuất đồng gia, vậy sẽ không còn là người đồng gia hắn nữa, theo ta về băng tâm cốc tạ tội với đại sư tỷ. Sống hay chết, tùy theo ý đại sư tỷ." Thạch Thiên Hà rơi nước mắt, cảm tạ Tam sư thúc, cơ dao quay lại, lạnh lùng nhìn Đồng Hải mất hồn mất vía nói thiên hà tuy là khí đồ băng tâm cốc nhưng không phải ai cũng ăn hiếp được nàng từ bỏ sư môn đi theo ngươi ngươi đối xử tốt với nàng thì cũng thôi hiện tại lại bội tình bạc nghĩa ngươi chết không hết tội nói rồi nhẹ nhàng vỗ một trưởng xuống dưới đừng mà thạch thiên hà cả kinh lách người chắn trước mặt cơ dao quỳ xuống cầu xin tam sư thúc xin đừng giết hắn cầu xin ngài đừng giết hắn trong tay cơ dao tuôn trào đế nguyên dồn mà không phát trừng thạch thiên hà tức giận Đến lúc này ngươi còn che chở cho hắn. Thạch Thiên Hà lắc đầu, khóc nói, năm đó hắn cứu ta một mạng, giờ xin tam sư thúc tha cho hắn một mạng, coi như đệ tử trả lại hắn một mạng, vậy đã thanh toán xong với hắn, sẽ không còn qua lại nữa. Cơ giao giận không thể át, hận không thể một trưởng đánh chết sư diệt mù quáng này, bàn tay tuôn trào đến nguyên hồi lâu, cuối cùng không nỡ xuống tay, dù sao vận mệnh của Thạch Thiên Hà đã đủ long đong. Bất đắc dĩ, cơ giao quay lại hỏi Dương Khai, sư tôn, ý ngay thế nào? dương khai nhàn nhạt, nhạt nói tội chết có thể miễn tội sống khó tha vừa nói xong người đã đến trước mặt đồng hải một trưởng đánh lên ngực hắn đồng hải hoàn toàn không hề phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài đụng vào dãy nhà phía sau ngất đi dương khai đã ra tay cơ dao tự nhiên không có ý kiến lập tức tán đi đế nguyên đi thôi dương khai phất tay dẫn đầu bay lên không cơ dao vội bay theo thạch thiên hà quay đầu liếc đồng hải chết ngất bên dưới cuối cùng cũng quay đầu nhanh chóng biến mất trong ánh mắt mọi người đến lúc này các võ giả ở cửa thành mới thầm thở ra có một vị đế tôn cảnh ở đây bọn họ không dám thở mạnh một hơi chọc vị cường giả này mất hứng cô ta là người băng tâm cốc ở trong góc bạch lộ thần sắc hưng phấn như phát hiện bí ẩn kinh thiên nhanh chóng suy xét một hồi lên tiếng tuyết mạn người mau đi báo cho phụ thân người biết nói là có đế tôn cảnh băng tâm cốc đi đến thái bình thành hơn nữa vừa rời đi bảo hắn huy động người đuổi theo nhớ kỹ, bảo hắn đừng bứt dây động rừng, chỉ cần bám theo là được. Vậy còn ngươi? Nghiêm Tuyết Mạn nhìn sang, "Ta phải về Huyền Lôi Các, báo cho cha ta biết chuyện bên này, ta tin tưởng cha ta sẽ rất hứng thú với nữ nhân đó." Nói rồi, hắn lóe lên lao về chỗ đặt pháp trận không gian trong Thái Bình Thành, thông qua đó hắn có thể trực tiếp về Huyền Lôi Các, bởi vậy không cần nhiều thời gian là sẽ báo được tin. Người băng tâm cốc lại dám chạy ra ngoài, lần này có hy vọng báo thù rồi trong lòng bạch lộ cười lạnh không thôi, nghĩ tới cảnh tượng cha mình ra tay, bắt lấy một nam một nữ kia, trong lòng sảng khoái vô cùng. ủng hộ kênh qua linh linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên bầu trời, ba người bay về phía trước. Có lẽ vì tiếc rèn sắt không thành thép, cơ giao thỉnh thoảng căm tức lướt Thạch Thiên Hà, còn Thạch Thiên Hà vừa gặp đại biến, dù giữ được tính mạng, nhưng cũng mất hồn mất vía, thần sắc u buồn. Nếu không phải còn một phần tâm nguyện chống đỡ, chỉ sợ đã không thiết sống nữa. Sư tôn, lúc nãy ngài nên giết tên nam nhân bội tình bạc nghĩa kia, làm sao lại tha mạng cho hắn? Bay nửa ngày, cuối cùng cơ giao không nhịn được hỏi, vừa nói còn bừng bừng sát khí, hiển nhiên còn để ý chuyện đồng hải bị thương chứ không chết. Dương Khai im lặng lắc đầu. Sư tôn, Thạch Thiên Hà nghe vậy lại kinh ngạc, nhìn Dương Khai, thế mới chắp tay nói, Thiên Hà bái kiến tiền bối, không biết tiền bối xưng hô thế nào. Nàng vẫn luôn mơ mơ màng màng, đến giờ mới nhớ tới hỏi thân phận dương khai hơn nữa nghe tam sư thúc xưng hô thạch thiên hà cảm thấy có cổ quái tam sư thúc là đệ tử băng tâm cốc sư tôn của nàng không phải là tổ sư khai phái băng tâm cốc hay sao làm sao lại đi gọi một nam nhân là sư tôn cái gì tiền bối đây là tổ sư gia ngươi đúng là có mắt như mù mà cơ giao nghiến răng nói trong lòng hận không thôi năm đó vì một nam nhân mà bị đại sư tỷ trục xuất sư môn hiện tại tổ sư ra trước mắt mà nàng còn không nhận ra vậy không phải có mắt như mù còn gì đại sư tỷ sao lại thu nhận đệ tử như thế tổ sư gia thạch thiên hà cả kinh mở to mắt nhìn dương khai không biết sao hắn lại là tổ sư gia dương khai lặng lẽ truyền âm thiên hà những năm qua tam sư thúc của ngươi ở bên ngoài dường như bị kích thích gì đầu óc có chút vấn đề nhận nhầm ta thành băng vân tiền bối ta cũng không nói rõ sợ nàng lại nổi điên lần này muốn đưa nàng về băng tâm cốc đến lúc đó gặp được băng vân tiền bối nàng sẽ tự nhiên hiểu ra bây giờ ngươi cứ giả vờ giả vịt đừng làm lộ ra thạch thiên hà kinh ngạc không thôi không thể ngờ tới vị tam sư thúc nhìn rất bình thường này lại có vấn đề về đầu óc nhận nhầm một nam nhân làm tổ sư gia vấn đề này thật không nhỏ nàng cũng thông minh nhanh nhạy bởi vậy nhanh chóng điều chỉnh tâm tình cung kính hành lễ đệ tử kém cỏi tổ sư đừng trách hừ cơ dao lạnh lùng hừ một tiếng như rất không thích nàng Hạch Thiên Hà cười khổ không thôi, nhưng lại nhanh chóng đổi sắc, nói: Tổ sư, có phải ngài và Tam sư thúc vừa mới trở về Bắc vực? Dương Khai ngạc nhiên: Sao ngươi lại biết? Thạch Thiên Hà nói: Vậy các người không biết chuyện Tông môn? Cơ Giao nhíu mày: Tông môn đã xảy ra chuyện gì? sắc mặt Hạch Thiên Hà tái nhợt nói: Tông môn bị bao vây rồi. ở Bắc vực, rất nhiều sư tỷ muội xuất giá ra ngoài đều chịu khổ chúng độc thủ, cơ nghiệp bên ngoài cũng bị phá hủy hiện tại băng tâm cốc còn bị người bao vây nguy ở sớm chiều cái gì dương khai cùng cơ dao nghe vậy sắc mặt đại biến cơ dao giận dữ kẻ nào làm vấn tình tông trong mắt thạch thiên hà lóe lên tia thủ hận vấn tình tông cơ dao sắc mặt trầm xuống giận dữ quát thật to gan vì sao bọn họ dám hạ độc thủ với băng tâm cốc ta dương khai nhíu mày chợt hiểu được chuyện này có khi liên quan tới mình nghĩ vậy hắn hỏi thiên hà kể rõ ràng từ đầu đến cuối chuyện này chúng ta thật không biết tông môn có biến cố này vâng thạch thiên hà liền kể lại chuyện mấy năm qua ở bắc vực mấy năm trước chuyện lớn ở tinh giới là mở ra toái tinh hải phong huyền tông chủ vấn tình tông đột nhiên dẫn người tới băng tâm cốc ngày đó cường giả vấn tình tông tụ tập mạnh mẽ chèn ép băng tâm cốc không biết xảy ra xung đột gì cường giả hai bên đại chiến ở ngoài băng tâm cốc kết quả lưỡng bại câu thương từ sau đó, băng tâm cốc cùng vấn tình tông liền như nước lửa. Theo thời gian trôi qua, ân oán hai phái ngày càng lớn, ngày càng sâu, rất nhiều đệ tử băng tâm cốc xuất giá đều bị người vấn tình tông tìm ra, sát hại tàn nhẫn. Các cơ nghiệp bên ngoài cũng bị phá hủy, những thế lực liên quan tới băng tâm cốc cũng bị chèn ép hãm hại. Đến nửa năm trước, vô số cường giả vấn tình tông theo tông chủ phong huyền dẫn đầu, chiếm giữ băng luân thành, phong tỏa xung quanh băng tâm cốc, có xu thế hủy diệt băng tâm cốc băng luân thành là tòa thành gần băng tâm cốc nhất cũng là cơ nghiệp từ khi khai phái là đầu mối trọng yêu liên hệ với bên ngoài hiện tại cả băng luân thành cũng bị chiếm đủ thấy tình cảnh nguy hiểm của băng tâm cốc từ ngày đó đến nay đã là nửa năm cũng may băng tâm cốc có đại trận hộ tông mới chống đỡ được đến nay vấn tình tông cùng băng tâm cốc đều là tông môn hạng nhất ở bắc vực thực lực không kém bao nhiêu nếu không có ân oán không thể hóa giải hai bên không thể nào khai chiến thiên hà ngươi có biết nguyên do trong đó Dương Khai sầm mặt hỏi. Thạch Thiên Hà nói, ban đầu mọi người đều không biết, về sau mới dần truyền ra lời đồn, sở dĩ vấn tình tông quyết liệt như thế, là bởi Phong Khê, con trai của Phong Huyền bị người ta giết trong toái tinh hải. Cơ giao cười lạnh, tài không bằng người, bị giết cũng thôi, chẳng lẽ giết Phong Khê là đệ tử băng tâm cốc ta? Thạch Thiên Hà lắc đầu, vậy thì không, nghe nói là một nam nhân tên Dương Khai. Mà Dương Khai kia có quan hệ mật thiết với tổ sư, Phong Huyền muốn tìm ra tung tích Dương Khai, chỉ có thể tập trung vào tổ sư. Đáng tiếc tổ sư không nói. Phong Huyền thẹn quá thành giận, không tiếc tạo ra đại chiến giữa hai tông, muốn báo thù rửa hận cho con mình. Dương Khai, cơ rào nhướng mày, mơ hồ cảm thấy cái tên này hơi quen. Dương Khai thấy thần sắc của nàng không đúng, lau mồ hôi lạnh, vội chuyển đề tài. Cho dù vấn tình tông không kém, nhưng Phong Huyền cũng chỉ là đế tôn tam tầng cảnh, làm sao lại dồn ép băng tâm cốc đến thế này? thạch thiên hà lắc đầu cụ thể thì ta không rõ đệ tử chỉ biết là hiện tại sư môn nguy ở sống tối ánh mắt dương khai lóe lên đột nhiên nói ngươi muốn rời đồng gia ra, ra khỏi thái bình thành chính là muốn về sư môn góp một phần sức thạch thiên hà chua xót đáp phải tuy rằng đệ tử bị sư tôn trục xuất sư môn nhưng nói tới cùng vẫn là đệ tử băng tâm cốc hiện tại sư môn gặp nạn đệ tử làm sao khoanh tay đứng nhìn chỉ là đồng gia không muốn thả ta đi bởi vì một khi ta bại lộ thân phận đệ tử băng tâm cốc, nhất định sẽ liên lụy đồng gia. Hiện tại ở Bắc vực, không ai dám có dính dáng gì tới băng tâm cốc. Cơ Dao sững sờ nhìn nàng, gật đầu, khó cho ngươi còn có lòng như vậy. Trước đó nàng còn tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy sư điệt Thạch Thiên Hà thật hết thuốc chữa, vì một nam nhân mà bị trục xuất sư môn, trăm năm sau lại bị nam nhân kia trục xuất gia tộc, uổng cho có mắt không tròng. Nhưng giờ xem ra, sư điệt này vẫn còn có chỗ tỏa sáng, ít ra khi tông môn gặp nạn, nàng lại muốn trở về góp một phần lực lượng biết rõ bên đó khói lửa sơ sẩy sẽ tan sát nhưng vẫn không lùi bước trở về không phải ai cũng làm được thạch thiên hà lắc đầu sư môn nuôi dưỡng dạy dỗ thiên hà sống là người băng tâm cốc chết là quỷ băng tâm cốc cơ dao gật đầu được chỉ bằng tâm trí này đại sư tỷ nhất định sẽ lại thu ngươi vào môn hạ thật sao thạch thiên hà mừng rỡ nhìn cơ dao cơ dao khó có khi toát ra mỉm cười yên tâm nếu nàng không thu ta sẽ không nhận nàng là đại sư tỷ nữa Thạch Thiên Hà hoảng sợ, vội nói: "Không dám, không dám, Tam sư thúc đừng nói đùa. Sư tôn, hiện giờ tông môn gặp nạn, chúng ta phải mau trở về, một mình đại sư tỷ khó mà chống đỡ được." Cơ Dao quay sang Dương Khai. Dương Khai gật đầu: "Ừ, nhưng phải xử lý xong cái đuôi đằng sau mới được, xem ra có người chú ý chúng ta." "Hả?" Cơ Dao nghe vậy, quay đầu nhìn phía sau, chỉ thấy ở chân trời có một mảnh chấm đen nhanh chóng phóng về phía này, rõ ràng là nhắm về phía bọn họ. Thạch Thiên Hà biến sắc hỏng rồi nhất định là chúng ta bại lộ thân phận ở thái bình thành dẫn tới người ta chú ý thiên hà ngươi có biết là ai tới dương khai quay lại nhàn nhạt hỏi thạch thiên hà nhíu mày nói nếu như đệ tử không đoán sai hẳn là người huyền lôi cát huyền lôi cát khoái miệng dương khai nhếch lên toát ra một chút đùa cợt thạch thiên hà nói thái bình thành và huyền lôi cát có quan hệ mật thiện có pháp trận không gian liên thông nhau dễ dàng qua lại mà hiện tại huyền lôi cát đang quy phục vấn tình tông chúng ta bại lộ thân phận khẳng định huyền lôi các sẽ không ngồi mặc kệ nhất định muốn bắt chúng ta đi vấn tình tông lĩnh công vậy phải xem bọn họ có bản lĩnh này không dương khai cười lạnh các chủ huyền lôi các là tu vi gì các chủ huyền lôi các bạch du là đế tôn lưỡng tầng cảnh thạch thiên hà sắc mặt nặng nề bọn họ còn có bốn trưởng lão đế tôn nhất tầng cảnh cộng thêm nghiêm đông thành chủ thái bình thành vậy là năm đế tôn nhất tầng cảnh sư thúc chúng ta nên đi trước thì hơn đi cái gì khó có lúc đưa lên tận cửa mà cơ giao chừng nàng. Thạch Thiên Hà ngẩn ngơ, không biết tam sư thúc lấy đâu ra tự tin như thế, nghĩ lại đầu tam sư thúc còn có vấn đề, lại vội nhìn sang Dương Khai, trưng cầu ý của hắn. Dương Khai mỉm cười, yên tâm. Chỉ là mấy thằng hề mà thôi. Thằng hề? Thạch Thiên Hà hết chỗ nói, một đế tôn lưỡng tầng cảnh, năm đế tôn nhất tầng cảnh, làm sao là thằng hề được chứ? Không lẽ nam nhân này cũng giống một, đầu óc có vấn đề? Nàng thấp thỏm suy nghĩ lung tung nhưng nhìn thấy Dương Khai cùng cơ giao đều bình tĩnh, cũng bị lây nhiễm, tâm tình dần ổn định lại. Từ khi nàng tính toán rời khỏi đồng gia, quay về sư môn góp một phần sức nhỏ nhoi, nàng đã không nghĩ tới việc có thể sống sót trở về. Có lẽ, nàng căn bản không thể trở về tông môn là đã bị người ta giết rồi, dù sao hiện tại băng tâm cốc đã bị bao vây hoàn toàn, chỉ cần nàng lộ mặt ra là nhất định sẽ bị người ta công kích. Nàng đã không để ý sống chết, trên đời này còn có gì làm nàng sợ hãi được. Tưởng niệm duy nhất của nàng, Chính là trước khi chết có thể trở về là môn hạ của sư tôn, được sư tôn khoan dung tha thứ. Thiên Hà, người đứng đằng sau tổ sư, cơ giao nhàn nhạt, nhạt nói. Vâng, Thạch Thiên Hà cũng không nói nhiều, vội trốn đằng sau tổ sư giả dương khai. Đến lúc này, đám người đuổi theo đã hiện ra rõ ràng, những luồng giao động đế nguyên truyền tới, có chút không như Thạch Thiên Hà suy đoán. Dẫn đầu là một đế tôn lưỡng tầng cảnh, hẳn là bạch du các chủ huyền lôi các, chỉ là phía sau hắn không phải năm đế tôn nhất tầng cảnh mà chỉ có bốn người, thiếu mất một người. Dương Khai chợt nghĩ, hôm qua có một người tên Án Thanh đi bên cạnh Bạch Lộ thiếu các chủ Huyền Lôi cát. bị hắn một trưởng phế một tay, Án Thanh hẳn là trưởng lão Huyền Lôi cát. xem ra lúc này đang trị thương, không thể tới đây. Ngay cả như vậy, lần này Huyền Lôi Các coi như dốc hết đế tôn cảnh, đủ thấy bọn họ coi trọng Dương Khai và cơ giao. Vù vù vù. Tiếng xe gió vang lên, năm bóng người dừng lại cách Dương Khai mấy chục trượng. Người dẫn đầu, mặt trơn không dâu, nhìn có vài phần giống bạch lộ, đương nhiên là bạch du các chủ huyền lôi các. Đằng sau có bốn người, hai nam nhân trung niên, hai lão già có tuổi, đều sắc mặt lạnh lùng, thần tình không giận mà oai, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Thạch Thiên Hà truyền âm nói với Dương Khai, người đứng ngoài cùng bên trái chính là Nghiêm Đông, thành chủ Thái Bình Thành, ba người còn lại là trưởng lão huyền lôi các, tiền bối cùng tam sư thúc phải cẩn thận. Dương Khai gật đầu. Ngươi là cơ giao, tam đệ tử của băng vân. Ở bên kia, Bạch Du đột nhiên quát lớn, hắn nhận ra cơ giao cũng không hẳn là vì quen biết, chỉ là trước đó ở cửa Thái Bình Thành, Thạch Thiên Hà đã từng hô một tiếng cơ giao sư thúc, tự nhiên bị người ta nghe được. Làm càn, ai cho ngươi được hô tục danh của sư tôn? Cơ giao ánh mắt giận dữ, nghiến răng quát. Ha ha! Bạch Du cười lớn, chào phúng, bản thân băng vân nấp trong băng tâm cốc không dám ra, co đầu rụt cổ. Đệ tử lại có tính khí không nhỏ, không biết ngươi lấy đâu ra lá gan như vậy, dám hoành hành ngang ngược ở bắc vực này bốn người đằng sau hắn cũng cười cợt làm như ăn chắc dương khai cùng cơ giao cũng không trách bọn họ tự tin như vậy dù sao bạch du là đế tôn lưỡng tầng cảnh ở băng tâm cốc đại đệ tử an nhược vân nhị đệ tử tôn vân tú cũng chỉ là đế tôn lưỡng tầng cảnh cơ giao thân là tam đệ tử quá lắm cũng chỉ tu vi này ngang với bạch du nếu thật đánh lên thì bạch du còn không sợ nàng huống gì có bốn đế tôn nhất tầng cảnh hỗ trợ đến lúc đó chỉ cần giải quyết dương khai trước sau đó mấy người cùng nhau vây công cơ giao sẽ không gây ra sóng gió gì. Sư tôn, ta muốn xé miệng hắn, bầm thay ngàn vạn. Cơ dao nổi giận, ngực phập phồng, thật giận dữ không thôi. Ừ, đi đi, mấy tên còn lại để cho ta. Dương khai gật đầu. Cơ dao được lệnh, người trượt lóe lên trực tiếp đến trên đầu Bạch Du. Trường kiếm lạnh lẽo rung lên, những đóa kiếm hoa bao phủ Bạch Du. Tiện tỷ ngông cuồng. Bạch Du hét lớn, tay nắm vào hư không. Một cây trường thương xuất hiện, vận chuyển đế nguyên quét ra một thương. Kiếm hoa liền sụp đổ, Trường Thương xoay tròn quét về phía cơ giao, cơ giao mặt không đổi sắc tung ra trường kiếm, một đạo kiếm mang chém về phía Bạch Du. Hai người liền lao vào đánh một đoàn, Đế Nguyên tuôn chào, pháp tắc va chạm, đánh cho hừng hực khí thế. Vừa giao chiến với cơ giao, Bạch Du vừa hô: Các ngươi đi giết hai tên kia rồi tới giúp ta. Rõ. Thành chủ nghiêm đông cùng ba trưởng lão huyền lôi các nhận lệnh, lập tức hành động, chân đạp liên tiếp, bốn người chia ra bốn hướng bao vây Dương Khai cùng Thạch Thiên Hà, đồng phu nhân nghiêm đông ánh mắt lạnh lùng nhìn thạch thiên hà bổn thành chủ thật không ngờ tới ngươi là đệ tử băng tâm cốc ngươi thật là lừa bổn thành chủ khổ quá thạch thiên hà cắn răng trăm năm trước ta đã bị trục xuất khỏi băng tâm cốc hiện tại không coi là đệ tử băng tâm cốc nữa nghiêm đông cười ha hả mặc kệ thế nào nói đến cùng ngươi cũng là người băng tâm cốc nghe nói còn là đệ tử của an nhược vân phải thì sao nghiêm đông thở dài nói năm đó bổn thành chủ du lịch bên ngoài, cũng từng làm quen một đệ tử băng tâm cốc, người đó. Băng thanh ngọc khiết, ngoài tú trong tuệ, tựa như đồng phu nhân vậy. Bổn thành chủ vô cùng ái mộ, đáng tiếc hoa rơi cố ý nhưng nước chảy vô tình, cô gái kia lại không vừa mắt bổn thành chủ, làm bổn thành chủ vẫn luôn tiếc nuối vì chuyện này, đến giờ nhớ lại vẫn còn thở dài đáng tiếc. Nghiêm thành chủ còn có một đoạn chuyện phong nhã này. Trưởng lão huyền lôi các bên cạnh không khỏi bật cười. Sao chưa từng nghe qua? Đúng thế, nếu ngày đó thiếu nữ kia tiếp nhận nghiêm thành chủ, chỉ sợ hôm nay đã bị liên lụy rồi, may mắn nghiêm thành chủ người tốt có trời phù hộ. Trưởng lão huyền lôi các khác cũng cười. Nghiêm đông khoát tay, chuyện cũ năm xưa, các vị đừng cười nghiêm mỗ, nhưng dù xa cách nhiều năm, bổn thành chủ vẫn còn nhớ, cô gái kia là ngu đan, không biết đồng phu nhân có quen biết. Ngu đan sư tỷ, thạch thiên hà cả kinh, người cũng biết ngu đan sư tỷ. Nhìn thần sắc của nàng, rõ ràng là biết ngu đan, nghiêm đông cười ha ha các người đều là môn hạ của an nhược vân quả nhiên quen nhau tốt lắm rất tốt hắn vừa nói không khỏi gật đầu trong mắt lóe lên hào quang nguy hiểm trưởng lão huyền lôi các còn lại vẫn không lên tiếng chợt nghiền ngẫm liếc sang nói nghiêm thành chủ chuyện tiếc nuối năm đó không lẽ hôm nay ngươi muốn bù đắp lại nghiêm đông mỉm cười cớ sao không được mấy người đều ngẩn ngơ trưởng lão huyền lôi các kia nói nghiêm thành chủ quả nhiên tao nhã vị đồng phu nhân này đã kết hôn nhiều năm rồi mỹ phụ phong vận, nghiêm mỗ thật thích, huống chi nàng chính là sư tỷ muội với ngu đan, nếu nghiêm mỗ không lấy được sư tỷ, lấy sư muội ra chơi cũng được. Lát nữa các trưởng lão ra tay phải thương hoa tiếc ngọc một chút, đừng làm nàng bị thương. Mấy trưởng lão huyền lôi các cũng hết biết nói sao, nhưng cũng hiểu chuyện năm đó thành tâm kết trong lòng nghiêm đông. Hôm nay nếu bắt được Thạch Thiên Hà, có thể cởi bỏ tâm kết, đều gật đầu. Nghiêm thành chủ đã nói, chúng ta tự nhiên nể tình. Nghiêm đông cười ha ha, vậy cảm tạ các vị trước. Thạch Thiên Hà sắc mặt đỏ bừng, giận dữ, nghiêm đông, không ngờ ngươi hèn hạ vô sỉ như thế, uổng cho những năm qua Đồng Hải luôn luôn trung thành, nghe theo lệnh ngươi. Đồng Hải, nghiêm đông hử lạnh, nhắc tên người chết kia làm gì? Yên tâm, hắn không thương ngươi, sau này bổn thành chủ sẽ yêu thương ngươi. Người, chết. Thạch Thiên Hà sắc mặt trắng bệch, kinh hô, các ngươi đã làm gì hắn? Nghiêm đông cười lạnh, thân là gia chủ đồng gia, cưới đệ tử băng tâm cốc, ngươi cảm thấy hắn sẽ có kết cục gì? Hiện tại đã bị bổn thành chủ đánh tan xác, đồng gia cũng không còn tồn tại. Thạch Thiên Hà cả người run rẩy, ngây dại. Dù sớm biết sau khi mình bại lộ thân phận, đồng gia sẽ không có kết cục tốt, nhưng thật sự nghe được tin này, vẫn không thể chấp nhận được. Đó là nam nhân làm vợ chồng trăm năm cùng nàng, năm đó nàng không tiếc rời khỏi sư môn cũng phải đi theo hắn, bây giờ, nói chết là chết, ta giết tên súc sinh nhà ngươi. Thạch Thiên Hà đỏ mắt, nắm trường kiếm, bùng nổ toàn bộ lực lượng, muốn đánh về phía Nghiêm Đông nhưng nàng còn chưa động đậy liền cảm giác bị người ta vỗ vai liền cứng ngắc không động đậy nếu không có đế nguyên của dương khai bao phủ chỉ sợ đã rớt xuống dưới nghiêm đông mắt lạnh nhìn dương khai hừ nói tiểu tử chết đến nơi còn rảnh rỗi lo chuyện người khác dương khai nghe răng cười nói các vị tự tin có thể giết được ta như vậy vừa nói vừa kéo thạch thiên hà ra sau mình hắn làm như không sợ hãi lại khiến mấy người nghiêm đông nhíu mày không biết hắn dựa vào cái gì bọn họ biết thân phận của cơ giao nhưng nam nhân này là ai thực lực thế nào hoàn toàn không biết gì nhất thời không khỏi kiêng kỵ rốt cuộc các hạ là ai hiện tại ở bắc vực người người hô đánh băng tâm cốc không lâu nữa sẽ toàn diện nếu các hạ là người thông minh vậy không nên nhúng chân vào vũng nước đục này nghiêm đông mặt lạnh nhìn dương khai đúng vậy nếu các hạ có thể ngừng bước quay về không chừng mọi người còn có thể làm bạn trưởng lão huyền lôi các cũng gật đầu bạn như các ngươi bổn thiếu không với nổi dương khai nhhe răng cười mọi người nên đánh rồi mới biết các ngươi còn lề mề cái gì mau giải quyết tên kia lúc này đột nhiên truyền tới tiếng gầm của bạch du mấy người vội quay đầu nhìn lại không khỏi biến sắc bởi vì bọn họ phát hiện đế tôn lưỡng tầng cảnh như bạch du lại rớt xuống thế yếu không trung tràn ngập ý cảnh rét lạnh bao trùm cả không gian rộng lớn bạch du khốn khổ ngăn cản công kích của cơ dao sắc mặt có chút tái nhợt nhìn hắn như thế đã không thể chống đỡ được lâu mấy người bị dọa đều ý thức được đã coi thường thực lực của cơ dao dù nàng cũng là đế tôn lưỡng tầng cảnh nhưng lưỡng tầng cảnh này lợi hại hơn bạch du rất nhiều còn không hỗ trợ các chủ của các ngươi sẽ xong đời dương khai cười nhìn mấy người cả người chấn động đế nguyên thể hiện tu vi nói yên tâm thực lực bổn thiếu không mạnh chỉ là đế tôn nhất tầng cảnh mà thôi đừng sợ cùng lên đi đế tôn nhất tầng cảnh quả nhiên là đế tôn nhất tầng cảnh mà nó chỉ là nhất tầng cảnh mà dám giả heo thịt cọp hù dọa bổn tọa nghiêm đông cùng ba trưởng lão huyền lôi các điều kinh hô trước đó bọn họ còn kiêng kỵ sợ tu vi dương khai cao hơn mình bởi vậy không dám tùy tiện ra tay vốn muốn tìm hiểu rõ tu vi của hắn rồi tính nhưng không ngờ kẻ này chủ động bại lộ một tên đế tôn nhất tầng cảnh thì có gì đáng sợ bốn người bọn họ đều là đế tôn nhất tầng cảnh dù một người không phải đối thủ bốn người cùng xông lên còn không đánh lại ra tay trưởng lão huyền lôi các quát lớn sau đó bốn người cùng lao vào dương khai đế nguyên tuôn trào, thi triển bí thuật công kích, khí thế hùng hồn. Một lần bốn đế tôn cảnh sông lên, tràng cảnh rất là dọa người. Thạch thiên hà bị dương khai khống chế ở một chỗ, cảm giác thân mình trầm xuống, như có ngọn núi đè lên ngực, làm nàng không thở nổi. Đang kinh hãi, công kích của bốn người đã đánh tới. Oanh ầm ầm, tiếng nổ vang rền, thạch thiên hà bị dọa muốn rụng tim, cho rằng mình chết chắc rồi, nhưng nhìn kỹ lại. Quỷ dị phát hiện không biết từ khi nào mà mình đã xuất hiện ở một chỗ khác. Công kích của bốn người lại không hề tổn thương được mình. Dương Khai che phía trước, hai tay vỗ mạnh, lại kéo ra một đạo nguyệt nhận màu đen to lớn chầm chậm hình thành, tuôn trào dao động năng lượng làm người ta kinh hồn bạt vía, giống như lưỡi hái của tử thần chờ đời cắt lấy sinh mệnh chúng sinh. Vù, nguyệt nhận bắn ra, chém thẳng về phía bốn vị đế tôn cảnh. Không hay, Nghiêm Đông biến sắc, hét lớn. Trước đó một chiêu thất bại, hắn liền ý thức được mấy người mình quá coi thường thực lực của Dương Khai tuy rằng thanh niên này quả thật là đế tôn nhất tầng cảnh nhưng tốc độ vô cùng quỷ dị có tốc độ như thế lúc chiến đấu đã có thể đứng ở thế bất bại quay đầu vừa lúc thấy nguyệt nhận to lớn dít gào đánh tới dọa nghiêm đông vội vàng lùi lại quát lớn các vị trưởng lão mau tránh hắn thấy sớm né tránh dứt khoát nhưng ba người trưởng lão huyền lôi các lại không nhanh nhẹ như thế ba người còn đang nghĩ cảnh này là chuyện gì không nhìn thấy được dương khai có động tác gì sao đột nhiên không thấy người đâu Chờ cho nghe được tiếng nhắc nhở của Nghiêm Đông, Nguyệt Nhận đã tới trước mặt. Ba vị trưởng lão huyền lôi các điều hét lớn, vội vàng vận chuyển đế nguyên, điều động lực lượng pháp tắc để ngăn cản. Xẹt 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 xẹt. Cảnh tượng làm bọn họ kinh hãi vỡ mật xuất hiện, Nguyệt Nhận quét qua, nghiền nát tất cả, xé nát đế nguyên cùng pháp tắc của bọn họ, thế như trẻ che đánh tới. Phục. Tiếng động nhỏ vang lên, Nguyệt Nhận màu đen cắt ngang qua người trưởng lão huyền lôi các ở trên cùng, uy thế không yếu đi tiếp tục chém về phía trưởng lão thứ hai trưởng lão thứ hai cũng không thể trốn thoát, cũng bị Nguyệt Nhận chém qua. Đến lượt trưởng lão thứ ba, khoảng khắc cuối cùng hắn mới có cơ hội nghiêng người một chút, để Nguyệt Nhận cắt ngang cánh tay. Nghiêm Đông liền chừng lớn mắt, kinh hãi nhìn hai trưởng lão huyền lôi các bị Nguyệt Nhận cắt ngang người, không dám chớp mắt một cái. Bùm, hai trưởng lão kia đột nhiên tách ra làm hai, máu tươi nội tạng ồ ạt rơi từ không trung xuống dưới, đồng thời tiếng gào thảm thiết vang lên, Nghiêm Đông cả kinh nhìn lại. Chỉ thấy trưởng lão huyền lôi các thứ ba bị cắt đứt một tay tận gốc, máu phun trào như suối từ vết cắt có thể mơ hồ thấy trái tim đang đập bị thương không nhẹ hít nghiêm đông hít vào một hơi lạnh quần áo cả người nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt vô cùng hoảng sợ nhìn lại dương khai ngươi rốt cuộc ngươi là ai một chiêu chỉ là một chiêu liền miểu sát hai trưởng lão đế tôn nhất tầng cảnh trọng thương một người mà nó đây là chuyện đế tôn nhất tầng cảnh làm được mà nó chứ đây là kẻ nào nghiêm đông thật sự bị dọa nếu không phải vừa rồi dương khai chủ động vận chuyển lực lượng biểu lộ ra tu vi đế tôn nhất tầng cảnh, chỉ sợ hắn còn tưởng Dương Khai là đế tôn tam tầng cảnh đang giả heo thịt cọp. Thạch Thiên Hạ ở đằng sau cũng kinh dị không thôi, không khỏi nuốt nước miếng. Đến lúc này, nàng bỗng phát hiện lực lượng trói buộc mình đã biến mất, có được tự do. Dương Khai nhè răng cười nói, ta là ai ngươi cũng không biết liền tìm tới gây chuyện, xem ra Nghiêm Thành chủ đúng là muốn chết mà. Chết? Nghiêm Đông ánh mắt co rụt, liếc hai trưởng lão Huyền Lôi các đã chết, lại nhìn Bạch Du khổ sở chống đỡ nhưng có lẽ không chịu được bao lâu, cắn răng, quay đầu hóa thành ánh sáng vội vàng bỏ chạy. Hắn không dám ở lại nữa, đối phương có thể nháy mắt giết hai đế tôn cảnh thực lực tương đương mình, vậy lấy mạng mình cũng dễ như trở bàn tay. Còn ở đây, mạng của mình cũng sẽ bỏ lại chỗ này. Nhưng ở trước tốc độ xuất quỷ nhập thần của đối phương, Nghiêm Đông thật không có tự tin chạy thoát được. Bởi vậy vừa chạy vừa sợ hãi quay đầu nhìn phía sau, chỉ thấy Dương Khai vẫn đứng đó, không có ý đuổi theo tốc độ đế tôn cảnh nhanh thế nào, chỉ trong nháy mắt, Nghiêm Đông đã chạy không thấy bóng. Đến lúc này, Nghiêm Đông mới thở hổn hển, thần sắc sợ hãi, sinh ra cảm giác may mắn sống sót qua kiếp nạn. Hắn không biết vì sao đối phương không đuổi theo, nhưng nếu mặc kệ cho mình chạy, vậy thì mình sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lại bay tới mấy chục nhịp thở, Nghiêm Đông mới lại có một chút cảm giác an toàn, mặc kệ tốc độ người thanh niên kia nhanh cỡ nào, nếu đến giờ vẫn không có dấu hiệu đuổi theo, vậy nói rõ mình đã an toàn. Ý nghĩ này còn chưa xẹt qua hết, Nghiêm Đông chợt ngừng bước, thần sắc ngưng trọng nhìn đằng xa, chỉ thấy hư không phía trước nổi lên những gợn sóng như mặt hồ, sau đó ở giữa gợn sóng tỏa ra dao động lực lượng kỳ lạ. Trước mắt hoa lên, một bóng người làm hắn hồn bay phách lạc, chợt quỷ dị xuất hiện. Bịch 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 bịch. Nghiêm Đông hoảng sợ lui lại, thần sắc kinh hãi như thấy quỷ giữa ban ngày, trừng mắt nhìn Dương Khai, "Làm sao ngươi có thể?" Nói tới đó, hắn chợt nghĩ ra, trầm giọng quát, "Thần thông không gian." Hắn có nghe qua Võ giả nắm giữ thần thông không gian, lĩnh ngộ pháp tắc không gian đến cực hạn, có thể thực hiện thủ đoạn thần kỳ như di chuyển không gian. Nhưng cũng chỉ là nghe nói, thần thông không gian há có thể tùy tiện nắm giữ, lực lượng không gian cực kỳ bằng môn, người vô duyên thì dốc hết sức cả đời cũng không thể chạm tới. Ở tinh giới, thật ra có một người, trình độ lực lượng không gian sâu đậm, được tôn xưng là người đệ nhất dưới đại đế. Người đó, chính là đông vực linh thú đảo đại danh đỉnh đỉnh lý vô y, nghiêm đông làm sao cũng không ngờ mình lại đụng tới một kẻ địch tinh thông lực lượng không gian hơn nữa nhìn thủ đoạn của hắn hình như còn không kém gì lý vô y thì ra người ta không phải mặc kệ cho mình chạy mà là có thủ đoạn cam đoạn chặn được mình có thủ đoạn di chuyển không gian thần kỳ như thế dù mình có chạy thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay đối phương ánh mắt nghiêm thành chủ cũng không kém dương khai mặt cười như không ha ha nói nghiêm đông lại đổi sắc nghiến răng quát lớn bổn thành chủ liều mạng với ngươi hắn biết mình trốn không thoát hơn nữa nhìn thủ đoạn chém giết trưởng lão huyền lôi các của đối phương dù có cầu sinh cũng chưa chắc sẽ bỏ qua mình giờ vì sống sót chỉ có nước liều mạng với đối phương nghiêm đông cũng là người quyết đoán vừa dứt lời liền bùng nổ toàn bộ lực lượng trong tay xuất hiện trưởng đao cầm lấy dơ cao bóng đao tận trời chém xuống dương khai dương khai hử lạnh giơ tay lên đánh ra một trưởng đế nguyên tuôn trào bóng đao trói mắt nháy mắt tan vỡ bàn tay ấn xuống đánh lên ngực nghiêm đông phụt nghiêm đông phun máu lảo đảo văng ra rơi xuống nện ra một cái hố sâu dưới đất vất vả bỏ ra khỏi hố ánh mắt nghiêm đông run rẩy nhìn dương khai chậm chậm đáp xuống quát ngươi không phải đế tôn nhất tầng cảnh rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào đế tôn nhất tầng cảnh làm sao có thể nhẹ nhàng một trưởng đánh mình trọng thương đế tôn nhất tầng cảnh làm sao có thể nháy mắt giết hai trọng thương một trưởng lão huyền lôi cát nghiêm đông có thể khẳng định dương khai tuyệt đối che giấu tu vi cố ý trêu đùa bọn họ buồn cười bọn họ đều nghĩ rằng cơ giao là lợi hại nhất là lợi hại nhất kết quả đụng phải đinh nhọn người đoán đúng dương khai chớp mắt với hắn búng tay lại xuất hiện một nguyệt nhận màu đen nhưng không lớn được như cái ban đầu ngay cả như thế cảm nhận được do động lực lượng trong đó cũng đủ làm nghiêm đông mặt như cho tàn đó là thủ đoạn do ngưng tụ ra lực lượng không gian mà thành cộng thêm pháp tắc không gian hắn không thể cản nổi chờ đã nghiêm đông vội hét lên nếu đánh không lại người ta giờ chỉ có cầu xin tha mạng Dương Khai căn bản không cho hắn có cơ hội nói chuyện, bấm tay bắn ra, Nguyệt Nhận chém về phía Nghiêm Đông. Bụp một cái, Nguyệt Nhận cắt ngang qua người Nghiêm Đông, thành chủ Thái Bình thành này liền mở to mắt ngã xuống, thân thể chạm đất liền tách ra làm hai. Dương Khai vẫy tay, lấy ra nhẫn không gian, mới lắc mình quỷ dị biến mất. Đến khi xuất hiện, đã về tới cạnh Thạch Thiên Hà. Tiếng đánh nhau truyền đến, Dương Khai nhìn sang, thấy Cơ Dao và Bạch Du vẫn còn đang chiến đấu, có điều lúc này Bạch Du cả người thê thảm, tóc tai bù xù, trên người có nhiều vết thương, máu chảy đầm đìa, nhưng bị ý cảnh băng hàn của cơ giao ảnh hưởng, máu vừa chảy ra liền đóng băng. Cả người bạch du tóc tai kết xương, hành động cứng đờ. Có thể thấy ý cảnh cùng pháp tắc, mà hắn lĩnh ngộ không thể so sánh được với Dương Khai, thảm bại tử trận là chuyện sớm muộn. Tiền bối, đây là nhẫn không gian của ba người kia. Thạch Thiên Hà thấy Dương Khai trở về, cung kính đưa lên ba chiếc nhẫn không gian. Trưởng lão Huyền lôi các bị trọng thương ban nãy cũng đã chết dương khai đã lấy mạng hắn trước khi đuổi giết nghiêm đông ở chỗ này mùi máu gắt mũi dưới mặt đất là vết máu đỏ cùng nội tạng chảy đầy giống như địa ngục nhân gian ừm dương khai gật đầu không khách khí thu lấy ba chiếc nhẫn không gian đặt cùng với chiếc nhẫn của nghiêm đông thoáng tra xét mấy tên này coi như giàu có nhất là nhẫn của nghiêm đông số lượng nguyên tinh không ít còn rất nhiều thiên tài địa bảo tiền bối thạch thiên hà khẽ gọi từ khi dương khai bày ra thực lực khủng bố Ánh mắt nàng nhìn Dương Khai hiện tại đã khác, không còn tùy ý nữa, mà kính sợ như núi cao. Ngài! Rốt cuộc ngài là ai? Ta! Ta là Dương Khai! Dương Khai mỉm cười với nàng. ủng hộ kênh qua link com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé! Dương Khai! Thạch Thiên Hà ngây ra một lúc, sau đó kinh hãi, tiền bối chính là. Dương Khai mỉm cười, đúng thế, ta chính là người mà vẫn tình tông vẫn luôn tìm. Nghe được chính miệng Dương Khai thừa nhận, Thạch Thiên Hà cười khổ không thôi. Trước kia khi nghe lời đồn, nàng còn từng thầm oán Dương Khai thật là không phúc hậu, dù sao sở dĩ băng tâm cốc gặp tai kiếp này, nguyên nhân căn bản chính là vì Dương Khai. Bởi vì hắn giết Phong Khê trong Toái Tinh Hải, kết quả dẫn tới Phong Huyền giận dữ, thế mới dẫn tới một loạt mâu thuẫn về sau, gây ra thế cục hỗn loạn ở Bắc vực hiện tại. Thạch Thiên Hà chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, đầu sỏ gây họa khiến Bắc vực náo động lại xuất hiện ngay trước mặt mình. Nghĩ một hồi, Thạch Thiên Hà lại cả kinh. Bởi vì nàng bỗng nhớ tới, Phong Khê bị giết ở Toái Tinh Hải mấy năm trước, tức là mấy năm trước Dương Khai cũng ở trong Toái Tinh Hải, mà nơi này chỉ có võ giả đế tôn cảnh trở xuống mới đi vào được. Vậy không phải nói, mấy năm trước Dương Khai chỉ đạo nguyên cảnh. Hiện tại hắn tối đa cũng chỉ là đế tôn nhất tầng cảnh mà thôi. Nhưng đều là đế tôn nhất tầng cảnh, các trưởng lão huyền lôi các, cùng với thành chủ Thái Bình Thành lại hoàn toàn không phải đối thủ. Dương Khai bày ra tu vi, đúng là tu vi thật sự của hắn, không hề che giấu gì. Chuyện này nếu không phải xảy ra trước mắt, làm sao Thạch Thiên Hà cũng không tin được, bao giờ mà đế tôn nhất tầng cảnh dễ giết như vậy. Trước đó nàng còn ảo tưởng, nếu có ngày tìm được Dương Khai kia, vậy bắt hắn giao cho vấn tình tông, hóa giải nguy nan của sư môn, nhưng hôm nay, nàng nào còn dám có ý này. Bạch Du xong rồi. Ngay lúc này, Dương Khai chợt lên tiếng. Thạch Thiên Hà vội nhìn lên, chỉ thấy hào quang bùng lên, ý lạnh đông cứng nội tâm quét ngang thiên địa, cùng với kiếm quang chói lọi lóe lên, chiến đấu bên kia đã kết thúc. Ánh sáng tan đi, cơ giao không động đậy, trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, thần sắc lạnh nhạt. Còn ở trước mặt nàng, lúc này đã thêm một tảng băng, bên trong đóng băng một người. Bạch Du, các chủ huyền lui các. Ở trong đóng băng, Bạch Du tràn ngập hoảng sợ, như vẫn không tin nổi mình thua như vậy, thua hoàn toàn, không thể chống cự. Bùm, tảng băng rơi xuống dưới, chạm đất liền vỡ vụn. Bạch Du ở bên trong cũng tan tành, không tìm được một cục nguyên vẹn. Đúng như cơ giao đã nói, nàng thật sự bầm thay đối phương thành ngàn vạn. Vụt một cái, cơ giao lắc mình đến cạnh Dương Khai, nhìn qua nhìn lại, cũng không hỏi bốn kẻ địch còn lại ở đâu, máu tươi thịt nát đầy đất đã nói rõ ràng, gật đầu với Dương Khai, "Sư tôn, chúng ta mau trở về cốc. Trước đó không biết tình hình băng tâm cốc thì cũng thôi, bây giờ nghe Thạch Thiên Hà nói băng tâm cốc bị bao vây, cơ giao một lòng muốn về ngay." hận không thể lập tức về cốc cùng chia hoạn nạn với các tỷ muội. Được, Dương Khai gật đầu, nháy mắt ra hiệu với Thạch Thiên Hà. Thạch Thiên Hà cũng thông minh, vội bay ra, tìm về nhẫn không gian của Bạch Du. Cơ giao ném ra lâu thuyền, ba người lên trên, cơ giao bấm quyết, lâu thuyền lập tức bay đi như chớp. Dương Tiền Bối, của ngài đây. Thạch Thiên Hà đưa lên nhẫn không gian còn đeo trên ngón tay nằm trong cục băng. Dương Khai cầm lấy, vận chuyển đế nguyên hòa tan cục băng ném bỏ ngón tay lại ném nhẫn về cho thạch thiên hà dương tiền bối ngài thạch thiên hà không rõ nhìn dương khai đây là chiến lợi phẩm của tam sư thúc ngươi nếu tam sư thúc ngươi trướng mắt vậy ngươi cầm đi sau khi về băng tâm cốc tu luyện cho tốt đừng làm sư phụ ngươi thất vọng dương khai mỉm cười thạch thiên hà cảm kích cảm tạ dương tiền bối cảm tạ tam sư thúc cái gì dương tiền bối cơ giao trừng nàng đã nói với ngươi đây là sư tổ của ngươi vâng cảm tạ tổ sư Thạch Thiên Hà biến sắc, vội đổi lời, không biết phải giải thích với cơ giao thế nào, lén liếc Dương Khai, thấy hắn cũng đầy bất đắc dĩ. Hai ngày sau, cách băng tâm cốc ba nghìn dặm, ở trên một núi tuyết, tuyết rơi xuống, trời đất đóng băng, mấy người Dương Khai đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa xa. Cơ giao không thể nén được, cả người kích động đến run lên, nhìn cảnh sắc quen thuộc, ngửi không khí quen thuộc. Tuyết rơi như lồng ngỗng lên người, tan ra, nàng cảm giác như được tái sinh, tâm tình vui sướng không thể nén được có lẽ vì càng gần quê càng sợ, ánh mắt cơ giao còn có chút lo lắng sợ hãi. Thật nhiều người. Dương Khai thở ra một hơi, trước mặt toàn là khói trắng. Đứng ở đây nhìn ra xa, có thể thấy rõ bên ngoài Băng Tâm Cốc không ngừng có võ giả qua lại tra xét, bọn họ đương nhiên không phải đệ tử Băng Tâm Cốc, có những nhóm năm ba người, thậm chí mười mấy hai mươi người vây quanh một chỗ, canh chừng yếu đạo ra vào Băng Tâm Cốc. Toàn bộ Băng Tâm Cốc bị bao vây kín như thùng sắt. Một cái vấn tình tông, ở đâu ra nhiều người như vậy? Dương Khai nhíu mày, theo tin tức thám thính từ thạch thiên hà dương khai biết được chẳng những băng tâm cốc bị vây khốn ngay cả băng luân thành gần đó cũng bị chiếm giữ băng luân thành là trung tâm liên lạc trọng yếu với bên ngoài của băng tâm cốc sau khi bị chiếm coi như bị cắt đứt ngõ liên lạc với bên ngoài nếu người vấn tình tông muốn vây băng tâm cốc lại muốn chiếm băng luân thành làm sao lại có nhiều người như vậy thạch thiên hà nói ở bắc vực có rất nhiều tông môn gia tộc dựa vào vấn tình tông lần này vấn tình tông gây ra động tĩnh lớn như thế các thế lực bên dưới nhất định đều tới hỗ trợ vậy cũng không thể có nhiều người đến vậy dương khai lắc đầu chợt hỏi băng tâm cốc cùng vấn tình tông đều là thế lực lớn vấn tình tông có gia tộc tông môn dựa vào chẳng lẽ băng tâm cốc không có sao theo ta biết băng tâm cốc có không ít nữ đệ tử gả ra ngoài có tầng quan hệ này hiện tại băng tâm cốc nguy nan chẳng lẽ những thế lực kia không tới hỗ trợ thạch thiên hà nghe vậy cười khổ không biết phải đáp thế nào còn cơ giao lại nói sư tôn năm đó ngài sáng lập băng tâm cốc không phải đã định ra quy củ này trong cốc không cấm kết hôn nhưng đệ tử gả đi vậy không còn liên quan tới băng tâm cốc nữa khi đó ngài băn khoăn không muốn người đời hiểu nhầm băng tâm cốc lấy đám hỏi làm lý do mở rộng thế lực miễn cho cây to đón gió dương khai ngạc nhiên nói có quy củ này cơ giao bực bội chính là ngài định ra quy củ này mà dương khai cười khan vi sư hồ đồ kẻ nào lén lút ở đó trong khi ba người quan sát từ xa, bỗng có tiếng quát lớn. Sau đó, những tiếng xe gió ập tới, lập tức một đoàn năm người hiện ra trước mặt Dương Khai. Trong năm người này, do một lão giả dẫn đầu, còn lại đều khoảng 40 tuổi trở xuống, không có một nữ, toàn bộ là nam nhân. Dương Khai quét thần niệm, nhìn ra năm người chỉ là có đạo nguyên, lão giả dẫn đầu mới đạo nguyên lưỡng tầng cảnh, còn bốn người kia chỉ là nhất tầng cảnh mà thôi. Các ngươi là ai? Dương Khai liếc mắt hỏi, lúc nói còn thoáng vận chuyển một chút uy áp bao phủ năm người. Sắc mặt năm người đại biến, lão giả dẫn đầu càng sợ hãi, chắp tay, tại hạ Phương Minh Huy, bái kiến đại nhân, vừa rồi có mạo phạm, xin đại nhân thứ tội. Nhận ra Dương Khai là đế tôn cảnh, Phương Minh Huy nào còn dám làm càn. Vội hạ thấp tư thái, sợ chọc Dương Khai không vui. Các ngươi ở đây làm gì? Dương Khai mặt lạnh hỏi. Phương Minh Huy vội thưa, mấy người tại hạ phụng lệnh đến tra xét. Vừa nói, còn cười nịnh Dương Khai. Tra xét, các ngươi là đệ tử vấn tình tông. Dương Khai nhíu mày. Phương Minh Huy lắc đầu, không phải, chúng ta là người phương gia ở Song Ngọc Thành, những người đằng sau là đệ tử phương gia. Song Ngọc Thành phương gia. Dương Khai chợt hiểu. Là thế lực phụ thuộc. Đại nhân nói đùa rồi. Phương Minh Huy cười nịnh không thôi. Phương gia ta ta chỉ là một tiểu gia tộc xuống dốc, làm sao có thể với tới cây to như vấn tình tông, ngay cả song Ngọc Thành, chỉ sợ vấn tình tông cũng không thèm nhìn. Dương Khai ngạc nhiên, nếu không phải thế lực phụ thuộc vấn tình tông vậy các ngươi tới nơi này làm gì lại phụng lệnh ai tới đây tra xét nơi này rất gần băng tâm cốc hiện tại vấn tình tông cùng băng tâm cốc thế như nước lửa lúc nào cũng có thể khai chiến người không liên quan thì sao ở lại đây phương minh huy ngạc nhiên tự nhiên phụng lệnh vấn tình tông dương khai hử nói ngươi nói chuyện lộn xộn làm bổn tọa hồ đồ không nói cho rõ ràng bổn tọa lập tức rút lưỡi ngươi phương minh huy cả kinh vội nói Tiền bối bất giận, tại hạ quả thật phụng lệnh vấn Tình tông tra xét chỗ này, phương gia ta cùng vấn Tình tông quả thật không có quan hệ, tại hạ không nói bệnh. Bốn người đằng sau lão đều trắng hết cả mặt, thầm nghĩ quả nhiên đế tôn cảnh không dễ chọc, tâm tình không tốt liền muốn rút lưỡi người ta, quả thật hung bạo, khi nào mình có thể thăng cấp đế tôn cảnh, đến lúc đó không có chuyện gì thì rút lưỡi người ta chơi. Nếu không liên quan, tại sao các ngươi lại nghe theo lệnh, ngươi cho rằng bổn tọa dễ lừa. Sắc mặt Dương Khai lạnh lùng nhìn Phương Minh Huy. Phương Minh Huy lau mồ hôi lạnh, nói, đại nhân, hiện tại ở xung quanh băng tâm cốc, có không ít trường hợp như Phương Gia Ta Ta. Đang nói, lão chợt hiểu ra, dè dặt hỏi Dương Khai, đại nhân chưa nghe qua chiêu hiền lệnh của vấn tình tông. Cái gì chiêu hiền lệnh? Dương Khai nhíu mày. Phương Minh Huy thở phào, nói, quả nhiên đại nhân chưa nghe qua. Nói chi tiết, nói rõ ràng, không rút lưỡi ngươi nữa. Vâng vâng vâng. Phương Minh Huy không ngừng gật đầu liền giải thích mấy năm trước vấn tình tông cùng băng tâm cốc đánh nhau hai phái đều là tông môn đứng đầu bắc vực thực lực không kém bao nhiêu bởi vậy đều có tổn thất về sau vấn tình tông vì tránh cho bản thân tổn thất liền đưa ra chiêu hiển lệnh báo cho võ giả bắc vực chỉ cần có thể tạm thời gia nhập vào vấn tình tông nghe theo hiệu lệnh giúp bọn họ đối phó băng tâm cốc chẳng những có thể được ban thưởng nguyên tinh bí bảo công pháp thậm chí có thể xem xét công lao lớn nhỏ sau này trở thành thế lực phụ thuộc vấn tình tông Đợi khi toàn diệt băng tâm cốc, còn có thể được phân chia nữ đệ tử băng tâm cốc. Phân chia băng tâm cốc đệ tử. Dương Khai trợn to trong mắt tử, gương mặt vẻ kinh hãi. Phương Minh Huy đầy mặt cười một cách đê tiện, nói, băng tâm cốc một môn nữ nhân, mỗi người băng thanh ngọc khiết, lãnh nhược băng xương, càng thêm thiên tư không tầm thường. Cuộc đời này nếu ai có thể có một hai người trong họ, tất nhiên không uổng. Trong Bắc vực, băng tâm cốc có danh tiếng lớn như vậy, băng tâm cốc nữ đệ tử đối với những thứ thế lực lên không được mặt đài mà nói lại mỗi người như nữ thần vậy, chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn. Từ xưa đến nay, vô số nam nhân của Bắc Vực có thể lấy được băng tâm cốc đệ tử làm vinh hạnh, nhưng chân chính có thể làm được lại không bao nhiêu người. Hôm nay triệu mộ lệnh của vấn tình tông vừa ra, lúc này liền khiến vô số nam nhân ở Bắc Vực trở nên điên cuồng. Những thứ ban thưởng kia cũng đã đành, vạn nhất lập được công lao gì, đợi sau khi hủy diệt băng tâm cốc, có thể được chia một hai người băng tâm cốc nữ đệ tử làm nô thì cũng là chuyện khá nở mặt nở mày cho dù cưới hỏi đàng hoàng về làm chính thất vậy cũng không mất mặt sẽ chỉ làm người khác hâm mộ ghen tị các ngươi cũng đều tới vì đệ tử của băng tâm cốc sao dương khai ly kỳ nhìn phương minh huy người này tuổi đã cao nhưng không nghĩ tới còn có tâm tư này phương minh huy cười khổ đáp không dám hy vọng xa vời nhiều lắm chỉ cầu có thể tùy tiện được chút ít sự ban thường của vấn tình tôn thì đủ để cho phương gia ta hưởng dụng rất nhiều năm nếu có thể quy phụ vấn tình tông dĩ nhiên không còn gì tốt hơn Dương Khai cười ha ha hỏi, hiện tại vấn tình tông chiêu mộ bao nhiêu người? Có một trăm ngàn, đại đa số đều là thế lực gia tộc như phương gia ta vậy, cũng có một vài nhị tam đẳng tông môn tới dốc sức. Các ngươi không sợ băng tâm cốc sau này xoay người, tìm các ngươi tính toán sổ sao? Phương Minh Huy lắc đầu đáp, băng tâm cốc không có cơ hội. Chỉ giáo cho. Dương Khai nhướng mày lên. Phương Minh Huy đáp, cụ thể tiểu nhân cũng không rõ lắm, chỉ biết là bên phía vấn tình tông hiện giờ có hai vị đế tôn, tam tầng cảnh cường giả, băng tâm cốc tổ sư băng vân tuy rằng cũng là tu vi này nhưng cũng chỉ có một mình thôi như thế nào có thể đối kháng với vấn tình tông những năm này tranh đấu băng tâm cốc lại thương vong thảm trọng nếu không phải như thế các nàng cũng không rút về bên trong băng tâm cốc dựa vào đại trận hộ tông mới với kéo dài hơi tàn hơn nữa hơn nữa cái gì dương khai hỏi phương minh huy khẽ cười đáp băng tâm cốc không kiên trì được bao lâu ngắn thì nửa tháng dài thì một tháng băng tâm cốc thất bại dương khai gửi nói Ngươi là một tên đạo nguyên lưỡng tầng cảnh nhỏ nhoi, sao dám tự tin lớn như thế? Phương Minh Huy nhìn trái phải một chút, gương mặt bộ dáng thận trọng, lúc này mới thấp giọng nói: Phong Huyền Tông chủ mới Nam môn đại sư đến đây, đang nghiên cứu phá trận, e rằng không tới bao lâu sẽ có đầu mối. Đến lúc đó đại trận hộ tông của băng tâm cốc vừa vỡ, bọn ta dốc lực một kích, băng tâm cốc há còn có sức phản kháng. Cơ Giao cùng Thạch Thiên Hà đứng phía sau Dương Khai nghe vậy càng biến sắc mặt, đến thời khắc này lại gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Phương Minh Huy nhiều như thao thao nói một trận, lúc này mới lên tiếng nói, vị đại nhân này, người muốn tham dự một phen hay không? Hiện giờ Vấn Tình Tông đang chiêu hiền nạp sĩ, với thực lực của đại nhân, nghĩ rằng bên phía Vấn Tình Tông rất hoan nghênh. Dương Khai nhướng mày hỏi, ta cũng có thể hả? Phương Minh Huy gật đầu đáp, đương nhiên, chỉ cần đi tới băng luân thành ghi danh một chút, nói rõ lai lịch của mình, thì có thể vì Vấn Tình Tông xuất lực. Đến lúc đó chỗ tốt dĩ nhiên là không thiếu được. Đúng rồi, vẫn chưa hỏi đại nhân đến từ phương nào vậy? Nếu có liên hệ gì với Băng Tâm Cốc, bên phía vấn Tình Tông chắc là sẽ không muốn. Lần này Dương Khai còn chưa mở miệng nói chuyện, Cơ Dao đã đi trước một bước, lạnh lùng nói, "Bổn cung Băng Tâm Cốc Cơ Dao." Một lời ra, sắc mặt của đám người Phương Minh Huy đại biến, đồng loạt lui về phía sau. Mấy người của Phương gia làm sao cũng không nghĩ tới, mình cùng người ta ở bên này chậm rãi nói hồi lâu như thế, đối phương lại là người của Băng Tâm Cốc. Không phải nói người của Băng Tâm Cốc đều núp bên trong tông môn không dám đi ra sao? Hơn nữa ngay cả đại trận hộ tông đều đã mở ra, mấy người này làm sao đi ra chứ? Chạy. Phương Minh Huy ngược lại cũng là người quyết định thật nhanh. Lão ta biết mình vừa rồi một phen ngôn ngữ khẳng định làm cho đối phương mất hứng, hét lớn một tiếng, liền muốn thoát đi chỗ này. Bốn tên phương gia võ giả đi theo sau lão ta cũng phản ứng thật nhanh, rối rít thúc dục nguyên lực, còn không chờ bọn họ rời khỏi tại chỗ, một cỗ ý cảnh đông triệt nội tâm bỗng nhiên tràn ngập ra. Lộng xịch xịch, một trận vang nhỏ, mặt đất trở thành vùng đất lạnh. Ngay cả không gian kia tựa hồ đều bị đóng băng, năm người bị định ở tại chỗ, không thể động đậy, giữ lại một mạng của lão ta. Dương Khai vội vàng quát một tiếng, cơ dao cau mày, nhưng vẫn thu điểm lực lượng, chỉ đông thành tượng đá bốn tên phương gia võ giả khác, duy nhất còn lại một mình Phương Minh Huy cứng đờ đứng ở nơi đó, bị đông cứng môi bầm đen, khớp hàm run lên, vẻ mặt đưa đám nói, đại nhân tha mạng, phương gia ta từ khi quy nhập vấn tình tông tới nay, chưa làm qua chuyện gì có lỗi với băng tâm cốc chúng ta đều chỉ dò xét chung quanh căn bản không làm bị thương bất kỳ một đệ tử nào của băng tâm cốc dương khai vỗ trên bả vai lão ta trực tiếp đánh lão ta hôn mê bất tỉnh đưa tay xốc lấy hắn rồi phất tay áo một cái đánh xuống bốn tên đệ tử của phương gia còn dư lại bị đông thành tượng đá thành phấn vụn sư tôn để lại tính mạng lão ta làm chi đôi mắt đẹp của cơ giao phát lạnh nhìn phương minh huy ngất đi có chút không hiểu chuyện tên này vừa mới nói với chúng ta cần nói lại một chút với một người khác có lẽ còn có thể tìm hiểu ra một ít tin tức khác từ trong miệng của lão." Dương Khai nhàn nhạt, nhạt giải thích một chút, lúc này mới hô, "Trở về cốc." "Dạ." Cơ Dao cùng Thạch Thiên Hà rối rít vâng lời. Dưới pháp tắc không gian bắt đầu khởi động, Dương Khai bao phủ lấy hai nàng, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Đợi đến lúc lại xuất hiện, một nhóm ba người đã tới bên ngoài đại trận hộ tông của Băng Tâm Cốc. Đại trận hộ tông này vô cùng chắc chắn to lớn, bày biện ra nửa màn hào quang trong suốt bao phủ lấy cả yếu địa của băng tâm cốc rất xa nhìn lại phảng phất như có một cái chén lớn chụp trên mặt đất vậy bên trong quầng sáng hết thảy đều mông lung mờ ảo nhìn không rõ một cái đại trận hộ tông như vậy tuyệt đối không phải dễ dàng có thể công phá vấn tình tông tuy rằng thực lực không tầm thường nhưng mạnh mẽ công không được cũng chỉ có thể mời tới đại sư trận pháp phá trận tuy nhiên chống đỡ lên một cái đại trận như vậy tiêu hào nguyên tinh nhất định cũng là thiên văn sổ tự dưới tình hình chung chỉ có tông môn lúc có tai họa diệt môn Đại trận hộ tông này mới có thể hoàn toàn mở ra. Trước đó Dương Khai trên núi tuyết ngắm nhìn đã lâu, hắn cũng hiểu rõ trong lòng đối với quy luật dò xét chung quanh đây. Thời khắc này mang cơ giao cùng Thạch Thiên Hà đến đây, cũng không làm kinh động người nào. "Giao nhi, khai trận." Dương Khai dùng thần niệm quét ra, vừa cảnh giác bốn phía, vừa phân phó cơ giao nói. "Dạ." Cơ giao gật đầu, vội vàng lấy ra một khối quyền trượng từ trong nhẫn không gian của mình, rót vào đế nguyên quầng sáng trước mắt nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Một đạo tia sáng đen bắn ra, trong quần sáng lập tức nứt ra một vết thương, không đợi lỗ hổng khép lại, mấy người Dương Khai đã nối đuôi nhau mà vào. Đại trận hộ tông này người khác không mở được, nhưng cơ giao thân là tam đệ tử dưới trướng Băng Vân dĩ nhiên có biện pháp mở ra. Người nào? Ba người còn chưa đứng vững vàng thân hình, một tiếng khẽ kêu liền đã truyền ra. Ngay sau đó bên kia một đạo kiếm quang hiện ra, một bộ thân thể mềm mại khóa lại trong kiếm quang, giống như đốm lửa rơi xuống ngoài cửu thiên, chói mắt như cầu vồng. Để ý trong nháy mắt tràn ngập, khí tức của băng hàn hạ xuống, làm cho Thạch Thiên Hà không khỏi sợ run cả người. Thất sư muội, là thất sư muội sao? Sát chiêu tập chí, cơ giao ngay cả tâm tư ngăn cản cũng không có, chỉ là ánh mắt chăm chú nhìn thân ảnh khóa lại trong kiếm quang, run giọng hô: "Hả?" Trong kiếm quang truyền đến một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó tia sáng chợt tan ta, lộ ra một đạo thân ảnh xinh đẹp nhỏ nhắn, sau khi thân ảnh kia rơi trên mặt đất, trường kiếm cầm trong tay, ánh mắt ngượng trọng trông lại phía trước. "Thất sư muội." Thân thể mềm mại của cơ giao khẽ run, la lên, "Tam, Tam sư tỷ." Bên kia, thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp cũng trong nháy mắt kích động, gần như không thể tin được hai mắt của mình. Sau khi nàng hô xong còn dùng sức dụi dụi, phát hiện đứng ở trước mắt nàng đúng thật là Tam sư tỷ cơ giao, mất tích nhiều năm im bặt tin tức. Bốn mắt nhìn nhau, sư tỷ muội hai người đều vô cùng kích động thân hình lắc lư chạy đi về phía lẫn nhau, rất nhanh ôm chặt nhau. Tam sư tỷ, tỷ cuối cùng cũng đã trở lại. Tỷ những năm này đi đây chứ? Thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp kia nhào vào trong ngực của Cơ Dao, nghẹn ngào hỏi. Khóe mắt của Cơ Dao cũng đỏ đỏ, vẫn cố nén nỗi lòng phập phồng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của thân ảnh kiều tiểu, nhẹ giọng nói, "Thật xin lỗi, khiến cho các ngươi lo lắng rồi." Lúc này, một ít băng tâm cốc nữ đệ tử nghe được động tĩnh cũng đều chạy tới. Bốn phía một chút có nhiều hơn trăm người, mỗi người đều cầm trong tay kiếm sắc bén, đang đằng sát khí, còn tưởng rằng có ngoại địch xâm lấn. Tuy nhiên vừa thấy thất sư thúc nhà mình không ngờ ôm thành khối với một người nữ nhân, bộ dáng thân mật vô gian khiến toàn bộ đều choáng vắng mắt. Sau khi bọn họ nghe được đối thoại của hai người, một đám băng tâm cốc nữ đệ tử dối rít bừng tỉnh đại ngộ. Đây là vị tam sư thúc kia hả? Cái gì? Nàng chính là vị cơ lo sư thúc mất tích bao năm đó sao? Đúng, chính là nàng. Ta đã từng thấy qua bức họa của nàng trong cấm địa, sẽ không nhận sai cơ giao sư thúc đã trở lại tông môn nguy nan sư thúc trở về sư môn may mắn tổ sư khẳng định sẽ rất cao hứng cái cốc này cuối cùng cũng có một chuyện vui một đám người nữ díu ra díu rít tựa như một đám chim sơn ca vậy tranh cãi ầm ĩ không nghỉ lại đều đang chuyển đưa khí tức vui sướng sư muội lại có một tiếng duyên dáng gọi to truyền ra trong đám người một cô gái vóc dáng cao gầy mặt mũi thanh tú kinh ngạc nhìn nhìn thạch thiên hà đứng phía sau dương khai giật mình hô, "Thiên Hà sư muội." Thạch Thiên Hà nghe tiếng hướng bên kia nhìn lại, thân thể mềm mại khẽ run lên, cố nén kích động trong lòng, run giọng nói, ngu sư tỷ, ủng hộ kênh qua chấm com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé." Thần thái của nàng có chút câu nệ cùng khiếp đảm, dường như có chút không dám đi đối mặt vị ngu sư tỷ kia vậy, như là đứa bé đã làm sai chuyện gì. Dương Khai nghe vậy quay đầu hướng bên kia nhìn xem, nhớ lại lời của Nghiêm Đông trước đây, lập tức sáng tỏ người con gái cao gầy đó chính là ngu đan mà hắn đề cập tới ngu đan cất bước ra đi tới trước mặt thạch thiên hà trên dưới quan sát nàng một cái mỉm cười nói nhiều năm không sư muội gầy đi rồi những năm này ở bên ngoài có phải bị ủy khuất hay không khóe mắt của thạch thiên hà đỏ lên mím môi lắc đầu nước mắt nước lập tức chảy ra được rồi đừng khóc sư tôn những năm này cũng một mực nhớ đến ngươi ngươi trở về là tốt rồi Ngu đan nói chuyện, nhẹ nhàng lau lau nước mắt của Thạch Thiên Hà chảy xuống. Nhưng nước mắt kia lại giống như đoạn tuyến chân châu vậy, lau xong một chuỗi lại một một đợt khác, lau làm sao cũng lau không hết. Hai sư tỷ muội bối phận bất đồng xa cách gặp lại, trang diện đó quả thực xúc động lòng người. Một đám nữ đệ tử của băng tâm cốc lại là người có tính đa cảm lớn, nhìn một chút bên này, nhìn một chút bên kia, rất nhanh từng người một ánh mắt đều ướt át, làm như bị lây. Thanh kiếm sắc bén cầm trên tay đều thu về toàn bộ, lặng lặng đứng ở nơi đó, khụ, Dương Khai có bàn tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng, trong khoảnh khắc hấp dẫn sự chú ý của mọi người. "Đúng rồi thất sư muội, ta cùng với sư Tôn trở về." Cơ Dao bị kinh động, gương mặt mang vẻ vui mừng theo sát thân ảnh Kiều Tiểu nói. "Sư Tôn?" Thân ảnh Kiều Tiểu gương mặt vẻ mờ mịt, hồ nghi nói, "Sư Tôn không phải ở?" Trưởng Tôn cô nương lại gặp mặt. Dương Khai khẽ mỉm cười, cắt ngang lời của nàng, "Người con gái nhỏ nhắn xinh xắn này chính là Băng Vân." thất đệ tử trưởng Tôn Oánh mà Dương Khai đã gặp vào mấy năm trước. Trưởng Tôn Oánh quay đầu nhìn lại Dương Khai, kinh ngạc nói, "Dương sư huynh, sao lại là ngươi?" Nàng quả thật rất kinh ngạc, trước đó cùng cơ giao xa cách gặp lại, đắm chìm trong không khí vui sướng vẫn chưa chú ý chuyện gì, thời khắc này mới phát hiện tam sư tỷ của mình lại cùng đi với Dương Khai. Nàng xưng hô Dương Khai là sư huynh, trái lại không phải là bởi vì tu vi của Dương Khai cao hơn so với nàng. Nàng có đế tôn nhất tầng cảnh tu vi, hơn nữa mấy năm trước lúc gặp được dương khai hắn mới chỉ có đạo nguyên tam tầng cảnh mà thôi nàng xưng hô như vậy chỉ là xuất phát từ tôn trọng dù sao băng vân sở dĩ có thể thoát khỏi tịch hư bí cảnh trở về băng tâm cốc từ đầu tới cuối là công lao của dương khai mấy đệ tử dưới trướng của băng vân sau khi biết được chuyện này đều đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt xưng hô một tiếng sư huynh là lễ phép trưởng tôn cô nương không chào đón ta sao dương khai khẽ cười hỏi sắc mặt của trưởng tôn oánh đỏ lên đáp, nói chi lời đó. Dương Sư Huynh có đại ân đối với băng tâm cốc ta, làm sao có thể không chào đón. Sư Tôn đã sớm phân phó, Dương Sư Huynh đối với băng tâm cốc, tựa như người trong nhà. Băng vân tiền bối có lòng rồi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Cơ dao ở bên kia cau mày, gương mặt không hiểu nhìn Dương Khai, một đôi mắt đẹp dần dần có chút cảm giác hỗn loạn. Trong sự nhận biết của nàng, Dương Khai là sư tôn, là băng vân. Nhưng bây giờ nghe Dương Khai nói, lại là hồ lý hồ đồ thế nào cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là tại sao dương khai đã nhận ra sự khác lạ của nàng thần tình nghiêm một chút hỏi băng vân tiền bối hiện giờ có đây không ta có việc cần gặp bà ta trưởng tôn oánh vội đáp sư tôn gần đây cũng không bế quan nếu biết được ngươi qua đây bà ấy khẳng định sẽ rất cao hứng còn có tam sư tỷ cũng đã trở lại các ngươi đi theo ta nàng nói xong liền kéo tay của cơ giao đi trước dẫn đường dương khai một tay cầm phương minh huy đi mấy bước lại quay đầu nói thiên hà nàng cũng đến đây gặp sư tôn của nàng một chút thân thể mềm mại của thạch thiên hà run lên trên mặt tràn đầy thần tình bất an sư muội đừng sợ ta cùng đi với muội ngu đan vỗ vỗ mu bàn tay của thạch thiên hà ôn nhu nói tâm tình của thạch thiên hà lúc này mới thoáng bình phục một chút cùng ngu đan hai người đi theo bước chân của dương khai trên nửa đường thạch thiên hà thấp thỏm lo âu hỏi han sư tỷ sư tôn bà ấy những năm này còn giận ta chứ ngu đan nghiêm nghị gật đầu đáp dĩ nhiên thạch thiên hà lúc này sắc mặt có chút trắng bệch đôi chân giống như là ngã xuống vậy bước không mở bước chân ngu đan lại cười một cách quỷ quái bí hiểm nói ngươi năm đó không tiếc không vâng lời sư tôn cũng muốn cùng tên nam nhân họ đồng kia sư tôn dĩ nhiên sẽ tức giận ngươi dù sao cũng là một tay người dạy nên không nghe lời như vậy còn không khiến nàng tức giận sao thạch thiên hà khổ sở nói là sư muội khiến sư tôn thất vọng ngu đan nói bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, sư tôn tức giận thuộc về tức giận. Nhưng những năm này thật ra một mực nhớ tới ngươi. Thật chứ? Thạch Thiên Hà đại hỉ hỏi. Ngu Đan lặng lẽ đáp, trăm năm qua, cách mỗi hai năm, ta đều phải phụ mệnh đi một chuyến tới Thái Bình thành, đi tìm hiểu tình huống của ngươi, nhìn một chút ngươi có bị ủy khuất gì hay không. Thân mình của Thạch Thiên Hà run lên, kích động hỏi, là sư tôn bảo tỷ đi ư? Ngô Đan mỉm cười đáp, sư tôn không lên tiếng, ta nào có lá gan chứ, Sư Tôn nói, nếu là ngươi ở đồng gia đó bị nửa điểm ủy khuất, ngươi sẽ đi diệt cả nhà người ta. Ngươi đừng xem Sư Tôn này trăm năm qua không có quản ngươi, thật ra trong lòng của người vẫn nhớ tới ngươi. Nghe vậy, hốc mắt của Thạch Thiên Hà lại đỏ, thiếu chút nữa lại khóc lên. Ngu đan lại một trận chấn an mới khiến cho tâm tình nàng bình tĩnh lại. Bên trong đại điện của băng tâm cốc, Dương Khai ngồi nghiêm chỉnh. Cơ giao cùng Thạch Thiên Hà đều đứng ở phía sau hắn. Về phần phương minh huy kia, vẫn như cũ chết nhất bị dương khai nhét vào bên chân không quản không để ý tới ngu đan thì theo bên cạnh thạch thiên hà lặng lẽ truyền âm trao đổi sau khi trưởng tôn oánh dâng nước trà mở miệng nói dương sư huynh chờ một lát sư tôn bà ấy đã nhận được tin tức lập tức sẽ tới tới rồi dương khai biến đổi sắc mặt nhìn lại ngoài điện chỉ thấy ngoài điện tia sáng nhoáng lên một cái thân ảnh của băng vân đã xuất hiện mà theo sát ở sau lưng nàng còn có một đám đế tôn cảnh cao thủ của băng tâm cốc Số lượng không nhiều lắm, không tới 10 người. Đám người đại đệ tử An Nhược Vân, nhị đệ tử Tôn Vân Tú đồng loạt ở trong nhóm. Dương Khai vội vàng đứng lên nghênh đón, ôm quyền hành lễ nói, "Dương Khai bái kiến Băng Vân tiền bối." Băng Vân mỉm cười nói, người đã đến rồi sao?" Hai người tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng bởi vì có duyên cùng chung sức đến từ Hàng La Tinh vực, cho nên cảm giác so với người khác đều phải nhiều thân mật hơn. Lúc nguy nan trước mắt có thể gặp được Dương Khai, Băng Vân thấy cao hứng trong lòng bái kiến Dương sư huynh. Phía sau Băng Vân, một đám đệ tử đều vội vàng hành lễ. Dương Khai gật đầu, ánh mắt lướt qua trên người mọi người, thấy được Lưu Tiêm Vân, thấy được Phạm Hinh, còn thấy được Tử Vũ. Giờ đây Tử Vũ đã là đế tôn cảnh, nàng cùng Dương Khai một dạng đều vào toái tinh hải, trong đó có được cơ duyên tấn thăng đế vị. Dưới bốn mắt nhìn nhau, Tử Vũ hơi gật đầu với Dương Khai, mặt tràn đầy cảm kích. Năm đó bên trong toái tinh hải, nàng đang sắp đột phá, lại đưa tới địch nhân mơ ước, mấy băng tâm cốc đệ tử căn bản không thể bảo vệ. Sau khi nàng đột phá đế tôn cảnh, mới từ trong miệng của mấy băng tâm cốc đệ tử biết được, là Dương Khai dẫn đi cường địch, khiến nàng có an ổn đột phá không gian. Chỉ riêng một phần ân này cũng đủ để cho Tử Vũ cảm động đến rơi nước mắt, đừng nói chi là Dương Khai cùng băng tâm cốc có thiên ti vạn lũ quan hệ, cùng tổ sư băng vân lại quan hệ mật thiết. Còn Lưu Tiêm Vân đồng dạng rất kích động. Mấy năm không gặp Dương Khai, thời khắc này gặp lại, Nàng đương nhiên có một bụng lời muốn nói, nhưng hôm nay lại không phải lúc. Nghe nói cơ giao đã trở lại, Băng Vân vừa hỏi, vừa quét về phía sau, lập tức thấy cơ giao ngây ngốc đứng ở nơi đó. Tam sư muội, tam sư tỷ, đám người An Nhược Vân đều kích động la lên. Cơ giao lại kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó, một đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mờ mịt. Nàng nhìn chằm chằm Băng Vân không rời, vẻ hỗn loạn trong mắt càng ngày càng rõ ràng, dường như một đoàn mây đen chặn tầm mắt của nàng. Tam sư muội ngươi ngây, ngây người gì nữa? còn không mau tới bái kiến sư tôn. An Nhược Vân không rõ cho nên, còn tưởng rằng tâm tình của cơ giao quá mức kích động, vội vàng nhắc nhở một câu. Băng Vân lại nhìn ra một chút không ổn, quay đầu nhìn về Dương Khai hỏi, giao nhi đây là thế nào? Dương Khai vội vàng truyền âm báo cho, đơn giản nói lại tình huống hiện giờ của cơ giao, ngay cả chuyện mình giả mạo cũng không che giấu. Sau khi Băng Vân nghe chuyện, tất nhiên là lòng thương yêu không dứt. Cơ giao trong man hoang cổ địa bị khổ sở nhiều năm như vậy, ngay cả thần trí cũng thay đổi thành không minh bạch nếu không phải vô tình gặp được dương khai chỉ sợ thời khắc này vẫn còn ngây ngô sống qua ngày trong cổ địa rồi bà ta nhẹ nhàng thở dài trên mặt tràn đầy thần tình hòa ái lên tiếng gọi giao nhi vi sư chính là chỗ này còn không qua đây sư tôn cơ giao nghe được tiếng gọi lên thân thể mềm mại run lên mắt đẹp bỗng nhiên run rẩy kịch liệt thần tình hỗn loạn trong thời gian cực ngắn vỡ nát ra hóa thành một mảnh thanh minh cơ dao hé miệng, một ngụm máu đen phun ra ngoài. Khí tức lập tức uể oải không ít, nhưng ánh mắt lại trở nên sáng vô cùng. Đám người An Nhược Vân thấy vậy đều thất kinh, hoàn toàn không biết cơ dao đây là thế nào. Sư tôn, thân hình của cơ dao lắc lư, lập tức đi tới trước mặt Băng Vân, quỳ sụp xuống trên đất, run giọng nói, đệ tử không tốt khiến sư tôn lo lắng. Băng Vân đưa tay, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ đầu của nàng, nói, trở về thì tốt rồi, trở về thì tốt rồi, đứng lên đi. Cơ Dao lắc đầu, khóc dòng không ngừng, một đôi tay ôm chặt lấy đùi của băng vân, dường như không bao giờ nguyện ý buông lỏng ra nữa. Đám người An Nhược Vân cũng lặng lẽ lau lau khóe mắt. Băng vân bất đắc dĩ nói, thầy trò ta và ngươi, xa cách gặp lại là chuyện vui, không cho khóc, đứng lên mà nói. Bà ta đưa tay kéo một cái, kéo lên cơ dao, tự mình thay nàng lau đi nước mắt, giao cho An Nhược Vân chiếu khán. Lúc này mới quay đầu nhìn Dương Khai nói, để ngươi chê cười rồi, giao nhi nàng từ nhỏ tánh khí quật cường. Dương Khai lắc đầu nói, giao nhi nàng. Khụ khụ, tính tình của cơ giao sư muội trung nhân. Hắn trong khoảng thời gian này gọi giao nhi thành thói quen, thiếu chút nữa lại gọi sai. Cơ giao nghe vậy, dương mắt nhìn nhìn Dương Khai, ánh mắt không khỏi có chút phức tạp. Sau khi chân chính gặp được Băng Vân, nàng không thể nghi ngờ đã hoàn toàn thanh tỉnh lại. Tuy nói không biết sau này còn có thể khinh suất hay không, nhưng tối thiểu bây giờ là bình yên vô sự. Chính bởi vì thanh tỉnh, nàng mới ý thức tới trạng thái trước đây của mình có bao nhiêu không xong, Nàng nhận lầm một người nam nhân thành sư tôn của mình, chuyện như vậy nếu không phải phát sinh ở trên người mình, cơ giao e rằng thế nào cũng không thể tin được. Dương Khai có chút chột dạ, không dám chạm ánh mắt của nàng, ánh mắt mơ hồ không chừng. Ngồi xuống nói chuyện đi, chớ đứng hết như vậy. Tâm tình của Băng Vân rất tốt. Tam đệ tử của mình mất tích đã lâu trở về tông môn, Dương Khai cũng tới, có thể nói là chuyện đại hỉ, khó có dịp trên mặt nở nụ cười. Chúng đệ tử nhìn thấy cũng đều mừng thầm trong lòng trong khoảng thời gian này băng vân không hề lộ ra khuôn mặt tươi cười gì cả hôm nay cuối cùng là vén mây đen thấy trăng sáng khiến tâm tình của một đám đệ tử đều buông lỏng không ít băng vân lên tiếng mọi người đương nhiên không dám không tuân theo lập tức theo thân phận tôn ti ngồi xuống an nhược vân được băng vân truyền âm dặn dò không dám thả cơ dao xa rời mình quá xa đương nhiên là để nàng cùng ngồi chung với mình cho dễ chiếu khán dương sư huynh ngươi là nghe nói đến tình huống của băng tâm cốc chúng ta cố ý chạy đến sao sau khi ngồi xuống, Tôn Vân Tú tò mò nhìn Dương Khai hỏi, nếu không phải cố ý, trên thời gian cũng quá trùng hợp. Dương Khai lắc đầu đáp, trái lại cũng không phải cố ý, chỉ là trong man hoang cổ địa trong lúc vô tình đụng phải cơ giao sư muội, muốn mang nàng về trước thôi. Lúc đến Thái Bình thành đã xảy ra một chuyện, mới khiến cho chúng tôi biết được tình hình gần đây của băng Tâm Cốc. Thái Bình thành, sắc mặt của An Nhược Vân biến đổi, đã xảy ra chuyện gì? Thái Bình thành ba chữ này đối với người khác có lẽ xa lạ nhưng đối với An Nhược Vân mà nói lại giống như một cây gai trong lòng. Năm đó Thạch Thiên Hà không tiếc không vâng lời nàng, muốn gả cho người nam nhân nọ chính là người của Thái Bình Thành. Nghe được câu hỏi của nàng, thân thể mềm mại của Thạch Thiên Hà run lên, khiếp khiếp ngẩng đầu liếc nhìn An Nhược Vân một cái, lại thấy An Nhược Vân mắt cũng không nhìn mình một chút, trong trái tim nàng tràn đầy chua xót. Nàng biết sư tôn của mình đây là vẫn luôn chưa tha thứ cho mình. Nếu không sớm thấy được mình, vì sao một mực không chịu kiến mình lên hỏi thăm, dương khai khẽ cười nói chuyện này nhắc tới có chút quan hệ với an sư muội an nhược vân nghe vậy như có điều suy nghĩ quan sát một chút thạch thiên hà thần sắc tái nhợt bên kia thần tình nhàn nhạt, nhạt nhìn không ra tâm tình gì chuyện của thái bình thành làm sao có quan hệ với đại sư tỷ Chứ? dương sư huynh cẩn thận nói nghe một chút trưởng tôn oánh tò mò hỏi dương khai đáp ta cùng với cơ giao sư muội mấy ngày trước đây nghỉ ngơi cả đêm ở thái bình thành vào ngày thứ hai chuẩn bị ra khỏi thành thì đụng phải một người ăn mặc cải trang muốn rời khỏi thái bình thành lại bị người khám phá đầu mối ngăn lại hắn lúc đó mới nhất ngũ nhất thập nói một trận chuyện đã xảy ra ở chỗ cửa thành của thái bình thành lúc hắn nói chuyện nhìn chằm chằm vào an nhược vân dường như là đang nói cho một mình nàng nghe vậy đợi đến khi nghe được đồng hải không ngờ không để ý tình cảm vợ chồng trăm năm chẳng những bêu xấu thạch thiên hà lấy trộm chấn tộc chi bảo của đồng gia thậm chí còn trục xuất nàng ra khỏi đồng gia trước mặt mọi người tay vịn ghế ngồi của An Nhược Vân một phen bị nàng bóp nát. Thạch Thiên Hà tuy là khí đồ của nàng, nhưng dù sao cũng là nàng giáo dưỡng lớn lên, khi nào đến phiên một người đồng gia khi dễ như thế. Huống chi, tâm tính của Thạch Thiên Hà nàng biết rõ nhất, làm sao có thể đi làm chuyện trộm đạo như vậy. Sau đó ta cùng với cơ giao sư muội mới biết, chuyện lấy trộm trấn tộc chi bảo bất quá là muốn tăng thêm tội thôi. Nguyên nhân căn bản lại là Thiên Hà nghe nói sư môn gặp nạn, muốn trở về cốc dốc chút lực non yếu của mình nhưng hôm nay Bắc vực thế cục dung chuyển, phàm là cùng băng tâm cốc, nhấc lên một chút quan hệ cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Đồng gia không dám để Thiên Hà bại lộ thân phận của mình, lúc này mới tùy ý gán lên một cái tội danh truy bắt nàng, cũng như trục xuất nàng ra khỏi Đồng gia, mượn điều này khiến nàng cùng Đồng gia thoát khỏi quan hệ, miễn cho bị dính líu trong đó. Dương Khai nói tiếp, ta cùng với cơ giao sư muội chính là gặp phải Thiên Hà, thế mới biết tình huống của Băng Tâm Cốc, cho nên một đường ngựa không ngừng vó câu chạy tới, sau khi nói xong hắn liền bưng lên nước trà bên cạnh nhẹ nhàng nhấp lên khinh người quá đáng an nhược vân cũng không nhịn được nữa một bàn tay cũng chụp nát tay vịn của một bên khác trong đại điện rất nhiều nữ nhân của băng tâm cốc nghe vậy đều bộ mặt tức giận nhớ ngày đó nam nhân của cả bắc vực đều lấy chuyện có thể lấy được băng tâm cốc đệ tử làm vinh làm kiêu ngạo nhưng hiện giờ dòng bơi nước cạn hổ xuống đồng bằng nhỏ nhoi một đồng da của thái bình thành cũng đang khi dễ đến trên đầu của các nàng đệ tử gà cho vào đồng ra trăm năm thân là quý vi chủ mẫu kết quả trước mặt mọi người bị trục xuất khỏi gia tộc còn mang tiếng xấu là tên trộm điều này làm cho một đám nữ nhân quả thực tức bể phổi thiên hà ngươi qua đây an nhược vân vừa nhướng mày lên nhìn thạch thiên hà vẫn đứng phía sau dương khai thạch thiên hà nghe vậy thân thể mềm mại run lên bần bật bước chân khó khăn có chút bước không ra còn ngu đan nhẹ nhàng đẩy nàng một cái cho nàng một cái ánh mắt khích lệ thạch thiên hà mới đi tới trước mặt an nhược vân quỳ xuống cái phịch. Nàng không nói một lời, lại là rơi lệ không ngừng. Bàn tay của An Nhược Vân giơ lên thật cao, gương mặt rèn sắt không thành thép, tựa như muốn quất xuống, nhưng thử mấy lần cũng không thể hạ quyết tâm, cuối cùng giậm chân một cái, thu tay. Anh Nhược Vân hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi, nghịch đồ, người có biết sai chưa? Thạch Thiên Hà lệ rơi đầy mặt, gật đầu đáp, đệ tử biết sai rồi. An Nhược Vân hận nói, trăm năm trước ta đã khuyên ngươi, không cần bởi vì một lần ân cứu mạng gả cho đồng gia, phương pháp báo ân có rất nhiều loại không cần thiết hy sinh hạnh phúc của cuộc đời mình người cố tình không nghe kết quả là rơi vào kết cục như vậy ngươi vì sao phải lãng phí bản thân mình như thế thạch thiên hà cúi đầu xuống đất phủ phục không dậy nổi khóc thút thít nói xin sư tôn trách phạt an nhược vân lạnh mặt nói đừng gọi ta là sư tôn trăm năm trước ta đã không có ngươi tên đệ tử này ngươi và ta từ lâu đoạn tuyệt quan hệ thầy trò kết quả hôm nay là ngươi ngày đó gây nên là đau xót hay là khổ sở ngươi đều phải tự mình gánh chịu không quan hệ với ta cũng không quan hệ với băng tâm cốc xin sư tôn trách phạt thạch thiên hà cực kỳ bi ai cầu khẩn an nhược vân cả giận quát còn dám gọi ta sư tôn trưởng tôn oánh có chút nhìn không đặng đứng lên nói đại sư tỷ đừng nổi giận thiên hà năm đó tuy rằng không nghe lời của tỷ không vâng lời tỷ nhưng hiện giờ cũng ăn đau khổ tin rằng nàng sau này không bao giờ sẽ như vậy nữa hơn nữa Nàng lần này liều chết cũng muốn trở về Băng Tâm Cốc, cũng là bởi vì nghe được sư môn gặp nạn, dựa vào phần tâm trí cùng trung thành này, đại sư tỷ chẳng lẽ không thể tha thứ nàng sao? Những sư tỷ muội khác cũng đều rối rít gật đầu, mau mồm mau miệng tranh nhau lên tiếng khuyên lại nói tiếp. An Nhược Vân nghe vào trong tai, lại không nói một lời. Ngu Đan thấy thế, cũng gấp gáp đi ra phía trước, một tiếng phịch quỳ xuống trước mặt An Nhược Vân, nói: "Sư tôn, người tha thứ cho Thiên Hà sư muội lần này đi." Tử Vũ cũng là thân thể mềm mại nhoáng lên một cái, đồng dạng đi tới trước mặt An Nhược Vân quỳ xuống, nói: "Sư tôn, Thiên Hà sư muội đã biết sai rồi, người tha thứ nàng đi." Hai người cũng giống như Thạch Thiên Hà vậy, đều là muộn hạ của An Nhược Vân, dĩ nhiên có tư cách xin tha. "Các ngươi?" An Nhược Vân thấy thế, một tiếng kêu nổi giận không thể gọi, chỉ vào Ngô Đan cùng Tử Vũ, ngón tay mảnh khảnh không ngừng điểm điểm, cắn răng nói: "Được được được, các ngươi đều đã cứng cáp rồi." đều không chịu nghe lời nữa, còn có mặt mũi gọi ta người sư tôn này sao? Thân thể mềm mại của Ngô Đan cùng Tử Vũ run lên, nói liên tục, sư tôn bất giận, đệ tử không dám. Nếu không dám, vậy thì nhanh lên đứng lên cho ta." An Nhược Vân cả giận nói. Ngô Đan cùng Tử Vũ liếc nhau, đồng thanh nói, "Sư tôn xin hãy tha thứ Thiên Hà sư muội. Các ngươi còn cùng ta cò kè mặc cả hả?" An Nhược Vân giận điên lên. "Được rồi." Băng Vân bỗng nhiên lên tiếng quát một tiếng. Nàng phát ra một lời, mọi người nhất thời yên tĩnh lại băng vân quét một vòng trái phải lúc này mới đưa mắt đầu đến trên người của thạch thiên hà một mực phủ phục ở đó khấu đầu trên đất hỏi ngươi tên là thạch thiên hà thạch thiên hà vội vàng chuyển phương hướng đè nén tiếng khóc trả lời đệ tử thạch thiên hà bái kiến tổ sư ừ băng vân nhẹ nhàng gật đầu trầm ngâm một chút nói ngươi trăm năm trước không vâng lời sư tôn của ngươi phạm vào sai lầm lớn bị trục xuất khỏi sư môn theo đạo lý mà nói ngươi không bao giờ là người của băng tâm cốc ta nữa sống hay chết cũng không liên quan với băng tâm cốc ta thạch thiên hà nghe vậy thân thể run lên sinh lòng tuyệt vọng băng vân trượt chuyển lời nói tuy nhiên nể tình trên phần ngươi lần này tâm hệ sư môn liều chết quay trở về dốc sức bổn cung có thể cho ngươi một cơ hội thạch thiên hà vội vàng nói xin tổ sư chỉ rõ băng vân mỉm cười nói bổn cung làm chủ lần nữa thu ngươi vào băng tâm cốc tuy nhiên Rốt cuộc có thể lần nữa bái nhập là môn hạ của sư tôn ngươi hay không? Vậy phải xem biểu hiện sau này của ngươi. Thạch Thiên Hà hoắc mắt ngẩng đầu, gương mặt vui mừng vừa cảm kích nhìn Băng Vân, nhưng rất nhanh nàng nghiêng đầu lại, gương mặt thấp thỏm nhìn xem An Nhược Vân, khàn giọng nói: Sư tôn không đồng ý, đệ tử không dám trở về băng tâm cốc. Băng Vân cười nói: Sư tôn của ngươi là đệ tử ta, bổn cung nếu lên tiếng, nàng không dám không đồng ý. Nhược Vân ngươi nói xem an nhược vân bị băng vân nhìn một cái lập tức không người đáp đệ tử cần tuân sư mệnh sau khi nói xong lại nhìn thạch thiên hà nói còn quỳ đó làm gì còn không mau cảm ơn tổ sư thạch thiên hà chấn động vội vàng khấu đầu nói đa tạ tổ sư khai ân tạ ơn sư tôn khai ân sau khi nàng bái tạ xong lúc này mới đứng dậy gương mặt vui không tự kiểm hãm được rồi lại đầy mặt nước mắt an nhược vân cả giận nói bộ dạng có ra làm sao không nàng vừa nói vừa vãi ra một chiếc khăn gấm nhẹ nhàng lướt qua phía thạch thiên hà thạch thiên hà nhận lấy nhưng không lau nước mắt của mình chỉ siết chặt lấy dùng ống tay áo của mình lau đi nước mắt nàng lại đứng lên nhìn thẳng vào mắt của tử vũ và ngu đan không nhịn được mỉm cười từ nay về sau ngươi đi theo bên cạnh tử vũ tu luyện đi chuyện của đồng gia ngươi không cần quan tâm đợi chuyện chỗ này xong ta sẽ đi thay ngươi đòi cái công đạo an nhược vân lạnh lùng nói Lời này vừa ra, Thạch Thiên Hà liền biết trong lòng của sư tôn mình vẫn có mình, bằng không cũng sẽ không nói muốn đòi công đạo cho mình như thế. Nàng lắc đầu nói, sư tôn, đồng gia đã không còn, không còn. Trong con ngươi xinh đẹp của An Nhược Vân lóe lên hàn quang, hừ lạnh nói, trái lại tiện nghi bọn họ, nếu không còn cũng tốt, sau này an tâm đợi ở trong cốc, nếu tái phạm hạ sai lầm lớn, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Dạ. Thạch Thiên Hà cung kính đáp, chúc mừng băng vân tiền bối thầy trở gặp lại chúc mừng an sư muội thầy cho gặp lại dương khai ở một bên phẩm trà đã nửa ngày mắt thấy giờ này mọi chuyện đã định lúc này mới cười híp mắt ôm quyền nói băng vân cười nói đây còn may mà có ngươi nhắc tới vài chuyện đại sự của băng tâm cốc đều có liên quan với ngươi xem ra giữa ta và ngươi thật sự có duyên bản thân bà ta có thể thoát cây trở về từ trong tịch hư bí cảnh nguyên nhân lớn nhất là bởi vì dương khai giờ đây cơ giao cùng thạch thiên hà có thể trở về cũng là bởi vì dương khai hai lần ba lượt như thế, không phải duyên phận thì là gì? Cơ duyên xảo hợp thôi. Dương Khai mỉm cười, ngay sau đó lại thần tình nghiêm một chút, nói, tiền bối, lúc trước ta cùng với cơ giao sư mọi nghe được lời đồn không nhiều lắm, giờ đây băng tâm cốc rốt cuộc là cục diện gì cũng không quá rõ. Xin tiền bối có thể nói cho ta biết một chút tin tức hay không? Vừa nghe Dương Khai nhắc tới chuyện chính, vẻ mặt của mọi người đều trang nghiêm lại. Băng Vân hỏi, ngươi muốn biết gì? Dương Khai đáp, thực lực của vấn tình tông cùng băng tâm cốc hẳn không xê xích bao nhiêu mới đúng vì sao có thể bức bách băng tâm cốc tới tình cảnh như bây giờ băng vân thở dài nói thực lực của hai phái vốn quả thật không kém lắm nhưng hơn nửa năm trước vấn tình tông phó tông chủ trợt đột phá đến đế tôn tam tầng cảnh hắn cùng phong huyền hai người liên thủ bổn cung không địch nổi hơn nữa băng tâm cốc ta nghiêng về giữa địa bàn xưa nay cùng phái khác không kết giao quá mức thân mật vấn tình tông lôi kéo nhiều tay chân băng tâm cốc ta khó có thể ngăn cản chỉ có thể lui cư trong cốc, mở ra đại trận hộ tông. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vẫn Tình Tông phó tông chủ. Dương Khai ngạc nhiên, trong đầu rất nhanh dâng lên một đạo thân ảnh, trầm giọng nói, Diêu Trác. Băng Vân gật đầu nói, đúng, chính là hắn. Cơ Dao một mực trầm mặc im lặng ngạc nhiên hỏi, Người nhận biết Diêu Trác hả? Dương Khai gật đầu đáp, lần trước khi tới Băng Tâm Cốc, có không ít giao thiệp với hắn. Lần trước hắn tới Băng Tâm Cốc, vừa lúc gặp phải chuyện mai mối giữa vấn tình tông cùng băng tâm cốc hai phái vấn tình tông thiếu tông chủ phong khê coi trọng tử vũ trăm phương ngàn kế muốn có được làm áp lực bên phía băng tâm cốc bên này bị bất đắc dĩ đáp ứng việc hôn nhân lúc đó chính là diêu trác dẫn phong khê tới băng tâm cốc đón dâu khi đó diêu trác là đế tôn lưỡng tầng cảnh dương khai bất quá đạo nguyên tam tầng cảnh so ra thực lực sai biệt to lớn nhưng diêu trác vẫn bị dương khai dùng băng vân dùng đế tuyệt đan gây thương tích trong đế tuyệt đan Phong ấn chính là băng tuyết lê hoa kiếm bí thuật của Băng Tâm Cốc. Sau đó, Dương Khai ngay cả nhẫn không gian của Diêu Trác cũng đoạt lấy. Bên trong nhẫn không gian đó, có lễ hỏi do Vấn Tình Tông chuẩn bị, thực tại khiến Dương Khai lúc đó phát một khoản tiền của phi nghĩa. Đây bất quá là chuyện của mấy năm trước, ký ức của Dương Khai dĩ nhiên hãy còn mới mẻ, cho nên thời khắc này vừa nghe Băng Vân nhắc tới Vấn Tình Tông phó tông chủ, hắn liền nghĩ tới. Bên kia, Trưởng Tôn oánh môi rung rung, lén lút truyền âm cho cơ giao, nói một lần chuyện đã xảy ra vào mấy năm trước. Cơ giao nghe xong cũng một trận không nói nên lời. Nàng chợt phát hiện Dương Khai người này quả thực chính là một người cường đạo. Mấy năm trước bất quá đạo nguyên tam tầng cảnh, liền đoạt một cái nhẫn không gian của đế tôn lưỡng tầng cảnh. Mà đoạn thời gian trước ở man hoang cổ địa, lại bắt chẹt vớ vét đại lượng tài phú của tứ đại thánh tôn. Người này chính là người có khiếu trời xanh cường đạo. Diêu chắc sao lại đột nhiên tấn thăng đế tôn tam tầng cảnh chứ? dương khai khẽ nhíu mày mấy năm trước diêu trác mặc dù là đế tôn lưỡng tầng cảnh nhưng muốn đột phá tấn thăng cũng không phải dễ dàng như vậy nhất là đến tầng thứ của đế tôn cảnh thường thường trăm ngàn năm đều không thể đột phá lúc này mới thời gian không bao lâu tu vi của diêu trác theo đạo lý không có khả năng tăng lên nhanh như vậy băng vân lắc đầu nói cái này ta cũng không biết có lẽ hắn có cơ duyên của mình bà ta buông tiếng thở dài nói tiếp vốn dĩ băng tâm cốc ta cùng vấn tình tông quả thật thế quân lực địch nhưng từ sau khi Diêu Trác đột phá đến đế tôn tam tầng cảnh, cái thăng bằng đó liền bị đánh vỡ. Ta đánh không lại Phong Huyền cùng Diêu Trác hai người liên thủ, băng tâm cốc dĩ nhiên sẽ bị áp chế. Hơn nữa vẫn tỉnh tông lôi kéo những thứ tay chân kia, băng tâm cốc có vẻ có chút thế đan lực cô. Dương Khai gật đầu hỏi, tiền bối định làm như thế nào? Chẳng lẽ một mực núp ở trong cốc sao? Băng Vân lắc đầu nói, tạm thời cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể trước tiên dựa vào đại trận hộ tông bảo vệ một khoảng thời gian đại trận hộ tông sợ là không duy trì nổi quá lâu dương khai trầm giọng nói xin chỉ giáo cho băng vân cả kinh dương khai đáp trước đó ta cùng với cơ giao sư muội ở bên ngoài đụng phải người này nghe người này nói vẫn tình tông mười một tên nam môn đại sư gì đó đang nghiên cứu phá trận dường như là một chuyên gia trận pháp tiền bối có từng nghe nói qua người này chưa nam môn đại sư băng vân cho mày an nhược vân lại cả kinh kêu lên nam môn đại quân tôn vân tú cùng trưởng tôn oánh cũng đều là gương mặt xinh đẹp trắng nhợt dường như biết nam môn đại sư đó là ai băng vân ném ánh mắt hỏi thăm về phía an nhược vân nàng ta vội vàng nói sư tôn nam môn đại quân đúng là một vị đại sư trận pháp danh vang bắc vực trình độ hết sức rất cao trên một đường trận pháp băng vân cũng là gương mặt xinh đẹp biến đổi hỏi người này có lai lịch gì quan hệ thế nào với vấn tình tông bà ta trước đây rời khỏi bắc vực quá lâu nam môn đại quân cái tên này thật đúng là chưa nghe nói qua an nhược vân đáp hắn cùng với vấn tình tông cũng không quan hệ theo đệ tử biết nam môn đại quân người này xuất thân thảo mãng trước kia dường như được một bộ trận pháp kỳ thư tự học thành tài cũng không có bất kỳ tông môn bối cảnh hơn nữa cũng bởi vì duyên cớ trước kia ăn quá nhiều khổ cực bị khi dễ cho nên người này từ trước đến nay thấy tiền mở mắt chỉ nhận tiền không nhận người chỉ cần có đủ tài phú ai cũng có thể thỉnh động hắn tôn vân tú cũng gật đầu nói chỉ có điều người này luôn luôn rồng thần thấy đầu không thấy đuôi không nghĩ tới vấn tình tông không ngờ đã tìm được hắn xem ra trả giá cao không nhỏ sắc mặt của băng vân cũng nghiêm túc lại hỏi dương khai tin tức này có đúng chứ dương khai đáp ta cũng nghe hắn nói thôi có đúng hay không tiền bối tự mình hỏi một chút đi khi dương khai nói chuyện đá một đá thẳng tới phương minh huy trên mặt đất hừ lạnh nói ngồi dậy giả bộ chết nữa ta cho ngươi chết thật phương minh huy nhìn như hôn mê bất tỉnh vừa nghe vậy cả người kích linh một chút vội vàng bò dậy sắc mặt tái nhợt ôm quyền nói Bái kiến băng vân tiền bối, bái kiến chư vị thần nữ tiền bối. Phương Minh Huy là người của phương gia ở Song Ngọc Thành, cùng vấn tình tông không có quan hệ gì, chư vị tiền bối minh giám cũng không biết lão ta đã tỉnh lại khi nào, rõ ràng nghe được không ít cuộc nói chuyện trước đó, cho nên mới biết ngồi ở phía trên chính là băng vân. Cho người nói cái này sao? Cho người nói cái này hà? Dương Khai trên đi tới là một trận quyền đấm cước đá, vừa đánh vừa nói, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lập tức bẩm thay vạn đoạn. Phương Minh Huy không tránh khỏi cực kỳ chính xác bị trúng vài cái, vẻ mặt đưa đám nói, đại nhân muốn ta nói gì thì ta sẽ nói cái đó. Dương Khai hừ nói, Băng Vân Tiền Bối có mấy lời muốn hỏi ngươi, thành thật trả lời, bằng không ngươi chờ coi. Dạ dạ dạ. Phương Minh Huy không ngừng gật đầu. Tuy nói lão ta đã dự liệu được kết quả của mấy tên phương gia đệ tử khác, nhưng thời khắc này lại ngay cả nửa điểm tâm tư báo thù đều không sinh ra được. Ai bảo thực lực của lão ta thấp kém, người nào làm cho bọn họ chủ động lẫn vào trong đại chiến của hai phái? băng vân nhìn phương minh huy hỏi chuyện nam môn đại quân là thế nào phương minh huy vẻ mặt đau khổ nói tiền bối chuyện này ta cũng không rõ lắm tiểu nhân chỉ nghe người khác nói phong huyền tông chủ ừ lão thất phu kia mời một tên nam môn đại sư đến đây đang nghiên cứu phá trận ngắn thì nửa tháng lâu thì một tháng nhất định có thể phá trận đến lúc đó phía ngoài một trăm ngàn đệ tử khuynh xào mà vào đạp băng tâm cốc thành đất bằng phẳng người biết chỉ có những điều này hả băng vân nhíu mày Phương Minh huy đáp, tiền bối minh giám, thực lực của mấy người phương gia ta không cao, mặc dù nhất thời hồ đồ đồ phục vấn tình tông, nhưng cũng chỉ là phụ trách tuần tra ở vòng ngoài. Chuyện cơ mật quan trọng bọn ta thật không biết, cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với băng tâm cốc. Dương Khai nói, lúc trước, lão ta còn nói vấn tình tông phát một cái chiêu mộ lệnh, hứa không ít chỗ tốt, chiêu mộ một số võ giả tới dốc sức. Chuyện này ta đã biết. Băng Vân gật đầu, nếu không một cái vấn tình tông, làm sao có thể có một trăm ngàn đệ tử băng tâm cốc đệ tử mới không đủ vạn người mà thôi. Mấy năm này lớn có nhỏ có chiến đấu đánh ngã xuống, cũng tổn thất không ít. Giờ đây đã không được 7 ngàn. 7 ngàn đối 100 ngàn, chỉ riêng số người này liền khiến người ta tuyệt vọng. Đừng nói chi là vấn tình tông còn chiêu mộ không ít cường giả, còn có hai vị đế tôn tam tầng cảnh. Đại trận hộ tông một khi thật sự bị phá, băng tâm cốc coi như xong rồi. Đến lúc đó đệ tử có thể trốn ra sinh thiên chỉ sợ không có mấy người thế cục nghiêm trọng, khiến mọi người trong đại điện đều sắc mặt ứ động lại. Các nàng vốn tưởng rằng có đại trận hộ tông ở đó, vấn tình tông cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, giờ này lại hiểu rõ đây chỉ là chỉ theo ý mình mà thôi. Dương Khai ngẫm nghĩ một lát rồi nói, băng tâm cốc gặp kiếp nạn này khó khăn, nguyên nhân căn bản vẫn trên người ta, nếu ta ra mặt. Phong huyền sở dĩ không tiếc nâng lên hai phái đại chiến, tới bắc vực thế cục không để ý, đơn giản chính là muốn vì con trai của mình phong khê báo thù rửa hận, mà người giết phong khê chính là Dương Khai dương khai cảm thấy nếu mình chủ động lộ diện hẳn có thể dẫn dắt người của vấn tình tông rời đi đến lúc đó tình thế nguy hiểm của băng tâm cốc cũng liền tự sụp đổ không thể hắn lời còn chưa nói hết băng vân liền lắc đầu đám người an nhược vân tôn vân tú cùng trưởng tôn oánh rối rít lên tiếng khuyên can băng vân nói tuy nói nguyên nhân gây ra là ngươi nhưng vấn tình tông hắn đánh băng tâm cốc ta chủ ý cũng không phải một ngày hai ngày ngươi cũng biết vấn tình tông vấn tình vô thượng công là chuyện gì xảy ra đệ tử tu luyện công pháp này trong vấn tình tông không phải số ít mà băng tâm cốc ta phần nhiều là nữ đệ tử tư sắc tư chất không tầm thường đúng là lô đỉnh cao nhất cho công pháp tu luyện của bọn họ cho nên cho dù ngươi thật sự ra mặt vấn tình tông cũng sẽ không dễ dàng dừng tay thế cục phát triển trở thành như bây giờ bọn họ không thể không tiêu diệt băng tâm cốc ta ngươi ra mặt cũng vô ích bà ta nói cũng có đạo lý khiến dương khai không khỏi khẽ thở dài một tiếng băng vân đứng lên nói băng tâm cốc ta tuy rằng thế đan lực cô nhưng vấn tình tông muốn diệt tông môn ta cũng là chuyện không phải dễ dàng như vậy dương khai ngươi không cần phải lo lắng nếu đã tới vậy cứ ở mấy ngày đi tử vũ dẫn dương sư thúc của ngươi đi nghỉ ngơi dạ tử vũ lên tiếng nhìn dương khai nói dương sư thúc mời dương khai gật đầu biết băng vân cách nàng còn có chuyện cần thương nghị hắn một người ngoài cũng không nên tiếp tục lưu lại liền theo tử vũ đi ra ngoài dọc theo đường bước ra ngoài phong cảnh bên trong băng tâm cốc tuyệt mỹ mê người đẹp không sao tả xiết. Đi một đoạn, Tử Vũ bỗng nhiên hé miệng cười nói, mấy năm trước còn là sư huynh, giờ này lại thành sư thúc rồi. Dương Khai ngẩn ra, nói, Tử Vũ cô nương nếu không ngại, chúng ta cùng kể về chuyện của mình đi. Mấy năm trước lúc hai người biết nhau, Dương Khai đúng thật xưng hô với Tử Vũ là sư muội. Giờ đây một câu nói của Băng Vân lại làm cho bối phận của hắn lên một cấp bậc. Tuy nhiên điều này cũng không kỳ quái, Dương Khai cùng cơ giao chung sống, bình bối luận giao, Tử Vũ là vãn bối của cơ giao vậy dĩ nhiên được gọi dương khai một tiếng sư thúc tử vũ lắc đầu nói khó mà làm được để tổ sư biết không thể nào không dạy dỗ ta nàng dừng một chút nói đúng rồi còn phải cảm ơn dương sư thúc trong toái tinh hải giúp ta bận rộn lớn nếu không có sư thúc dẫn đi những người xấu đó tử vũ sợ là không thể thuận lợi tấn thăng như vậy chuyện nhỏ mà thôi không cần lo lắng dương khai mỉm cười hai người nói chuyện liền tới đến một chỗ trong sân nhỏ tòa nhà nhỏ tinh xảo thanh lịch trong viện một gốc cây cây hồng mai ngạo tuyết lăng xương, một cái đường đá cũng dài thật chỉnh tề. Dương sư thúc, tới băng tâm cốc chờ khách khí, nếu có gì phân phó cứ gọi là được rồi. Tử vũ dẫn Dương khai vào trong viện mở miệng nói. Ừ, ngươi đi giúp đi, ta tự đi được rồi. Dương khai gật đầu. Tử vũ cáo lỗi một tiếng, lúc này mới rời đi. Dương khai quay đầu nhìn chung quanh, khi đó mới đẩy cửa mà vào, khoanh chân ngồi tu luyện trên bồ đoàn. Ủng hộ kênh qua com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé không bao lâu lưu tiêm vân tới nàng cùng dương khai là cùng một nhóm đi tới tinh giới tuy nói đến từ tinh vực bất đồng nhưng hai người trước đây đã từng nâng đỡ lẫn nhau qua một khoảng thời gian trong bích vũ tông giữa hai người có tình cảm của sư huynh muội lại đồng sinh cộng tử trong tịch hư bí cảnh tình cảm đương nhiên người phi thường có thể so sánh sau đó đi ra từ trong tịch hư bí cảnh lưu tiêm vân liền ở lại băng tâm cốc đây đối với nàng mà nói coi như là một chỗ ở tốt Nàng tìm đến Dương Khai ngược lại cũng không có chuyện gì khác, chỉ vì mấy năm không gặp cho nên rất nhớ thôi. Một fan Hàn Huyên, Dương Khai biết được cô gái này hiện giờ quá không tệ, đã chính thức bái nhập Băng Vân môn hạ, trở thành quan môn đệ tử dưới trướng của Băng Vân. Nàng tuyệt đối có tư cách này, dù sao nàng cũng như Dương Khai vậy, đều là võ giả sông lên từ dưới tinh vực. Năm đó trong Đại Hoang tinh vực, tư chất của nàng so với Doãn Nhạc Sinh không kém chút nào. Kém chăng chỉ là bối cảnh cùng có nội tình mà thôi, cho nên mới yếu hơn Doãn Nhạc Sinh một bậc. Doãn Nhạc Sinh bái nhập Hoàng Tuyền Tông có thể trở thành Hoàng Tuyền Tông, đệ tử thân truyền của tông chủ, Lưu Tiêm Vân đương nhiên cũng có thể. Những năm này tiến độ tu vi của nàng chậm chạp, nguyên nhân chủ yếu nhất là sinh sống gian khổ, tài nguyên tu luyện không đủ. Giờ này trở thành Băng Vân đệ tử quan môn, tọa ủng thừa thải tài nguyên tu luyện, lại có lương sư dạy, tiềm chất của nàng đã bắt đầu từ từ biểu hiện. Chỉ thời gian ngắn ngủi mấy năm, đã tấn thăng đến đạo nguyên lưỡng tầng cảnh, đang đánh sâu vào đạo nguyên tam tầng cảnh. Tuy rằng nàng tu vi của vị sư thúc này so ra không bằng nhiều sư điện, nhưng tiền đồ của nàng lại rực rỡ tươi đẹp. Bên trong băng tâm cốc, nàng cùng nhiều tỷ muội lại chung sống hòa hợp, cho nên nàng đã xem nơi đây trở thành nhà của mình. Biết được những điều này, trong lòng của Dương Khai trấn an. Sau đó, Lưu Tiêm Vân lại hỏi thăm một chút chuyện mấy năm nay của Dương Khai. Ngược lại cũng không có gì đáng nói, mấy năm qua này hơn phân nửa thời gian đều vượt qua trong toái tinh hải trong, sau khi ra toái tinh hải, sau hắn đã ngựa không ngừng vó câu đi đông vực man hoang cổ địa tìm tiểu tiểu bên trong cổ địa gặp phải tứ đại thánh tôn dương khai nhặt nhạy một ít chuyện nói một lượt lưu tiêm vân nghe hứng thú say sưa nàng phát hiện bất kể khi nào cuộc sống của dương khai đều xuất hiện tinh sắc như vậy tuôn trào phập phồng đúng rồi sư muội ta có vật này đưa cho ngươi dương khai bỗng nhiên như nhớ ra gì đó lên tiếng nói lưu tiêm vân hiếu kỳ hỏi thứ gì dương khai nghiêm mặt đáp ngươi hãy buông lòng thể xác và tinh thần chớ có chống cự. Lưu Tiêm Vân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, sau khi hít sâu một hơi cả người buông lỏng xuống, ngay cả ánh mắt cũng nhắm lại. Nàng vào thời khắc này, hoàn toàn không đề phòng Dương Khai. Nói cách khác, Dương Khai nếu muốn bất lợi đối với nàng, tùy tiện có thể đánh chết nàng. Nếu không phải hoàn toàn yên tâm với Dương Khai, nàng bất kể như thế nào cũng không có khả năng như vậy. Dương Khai tìm kiếm một trận trong tiểu huyền giới, rất nhanh, lòng bàn tay lộn một cái, trên lòng bàn tay liền xuất hiện một đoàn quầng sáng tản ra ánh sáng mông lung quầng sáng nọ vừa hiện ra lại tuôn trào ra một cỗ khí tức căn nguyên thần diệu hơn nữa phóng mắt nhìn tới trong quầng sáng đó dường như sao lốm đốm đầy trời giống như một cái tinh không rút nhỏ vô số lần dưới sự hồ nghi của lưu tiêm vân nàng mở mạnh ra hai mắt ra đợi sau khi thấy rõ vật trên tay của dương khai ngạc nhiên hỏi dương sư huynh đây là cái gì dương khai nghiêm nghị đáp căn nguyên tinh tú thân thể mềm mại của Lưu Tiêm Vân chấn động, sợ hãi nói, căn nguyên tinh tú. Nàng là đại hoang tinh vực đến đây, đương nhiên biết căn nguyên tinh tú là cái gì, đây chính là căn cơ của một viên tinh tú. Một viên căn nguyên tinh tú sinh cơ bừng bừng như vậy, chỉ có một viên tinh tu luyện hoàn chỉnh, trải qua hàng tỷ năm mới có khả năng sản sinh ra. Mà sau khi không có căn nguyên tinh tú, tinh tú đó sẽ trở thành tử tinh. Bên trong tinh vực chỉ có luyện hóa căn nguyên tinh tú của một viên tinh tu luyện mới có thể trở thành tinh chủ nhưng muốn trở thành tinh chủ há là chuyện đơn giản như vậy là hư vương tam tầng cảnh cũng không nhất định có thể an toàn luyện hóa trong vô số tinh vực không biết có bao nhiêu cường giả hư vương cảnh vì luyện hóa căn nguyên tinh tú mà rơi xuống bỏ mình đạo tiêu năm đó dõi mắt cả đại hoang tinh vực chỉ có ít ỏi mấy tinh chủ doãn nhạc sinh chính là một trong số đó lưu tiêm vân cũng từng nghĩ qua đi luyện hóa lực lượng căn nguyên của một tinh tú trong đại hoang tinh vực thành tựu tinh chủ vị đáng tiếc khi bọn họ ở đại hoang tinh vực chuyện gì đều là hoàng tuyền tông định đoạt nàng căn bản không có môn lộ đi luyện hóa sau đó đến tinh giới mới biết căn nguyên tinh tú ở tinh giới cực kỳ hiếm lạ người bình thường căn bản khó gặp nàng vốn cho rằng mình cả đời này cũng không thể cùng căn nguyên tinh tú có gì qua lại nhưng không nghĩ tới giờ này không ngờ trước mặt mình liền xuất hiện một đoàn đây đây là chiếm được từ trong toái tinh hải phải không lưu tiêm vân run giọng hỏi ừ dương khai gật đầu bên trong toái tinh hải hắn chiếm được không ít chỗ tốt tìm hiểu tuế nguyệt như toa, chiếm được Phượng Hoàng Chân Hỏa cùng Sơn Hà Trung, chính mắt thấy Hồng Trần cùng Vệ Thiên hai vị đại đế tranh đấu. Căn nguyên tinh tú này cũng là một phần trong đó. Không được không được, thứ này quá quý trọng, ta không thể nhận. Lưu Tiêm Vân liền vội vàng lắc đầu, xua tay cự tuyệt nói. Dương Khai cười nói, tại sao không thể nhận, một phần căn nguyên tinh tú mà thôi, ngươi và ta quen biết nhau không quan trọng. Giờ này sư huynh coi như là tu vi thành công, khó có được tặng cho ngươi một phần lễ vật ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Lưu Tiêm Vân tuy rằng động lòng, nhưng vẫn kiên định lắc đầu nói: "Dương sư huynh, huynh nếu tặng thứ khác, sư muội tuyệt sẽ không cự tuyệt, nhưng là căn nguyên tinh tú, ta không thể nhận. Huynh luyện hóa đi, chỉ cần có thể luyện hóa nó, ngày sau huynh tu luyện cũng nhất định làm ít công to." Nghe nói võ giả luyện hóa căn nguyên tinh tú, cảm ứng vô cùng thân thiết nhu hòa đối với pháp tắc thiên địa. Cái này ta đương nhiên biết, tuy nhiên ta đã sớm là thân tinh chủ, chẳng lẽ ngươi không hiểu được sao?" Dương Khai mỉm cười năm đó trong thông đạo tinh quang lần đầu tiên đụng phải lưu tiêm vân hắn cũng đã triển lộ ra thân tinh chủ trong cơ thể sớm có hoàn chỉnh căn nguyên tinh tú hắn những năm này tốc độ tu luyện nhanh như vậy công lao thật lớn đều là bởi vì cái này lưu tiêm vân nói ta biết sư huynh có nhưng có thể luyện hóa phần thứ hai tuy rằng hiệu quả không được tốt như phần thứ nhất nhưng đối với huynh nhất định là có trợ giúp dương khai lắc đầu nói nếu muốn tặng cho ngươi ta cũng sẽ không thu hồi hơn nữa căn nguyên tinh tú ta có rất nhiều rất nhiều. Lưu Tiêm Vân ngẩn ngơ, gương mặt không tin. nàng biết Dương Khai đi Toái Tinh Hải cũng nghe Tử Vũ đề cập qua, bên trong Toái Tinh Hải dường như có một căn Nguyên Chi Hải, rất nhiều người ở nơi đó chiếm được hoàn chỉnh căn Nguyên Tinh Tú, nhưng chiếm được tối đa cũng chỉ là ba bốn phần mà thôi. Dương Khai nói rất nhiều, không thể nghi ngờ là tấm lòng rộng rãi dành cho nàng. nàng nào biết đâu rằng, Dương Khai chiếm được căn Nguyên Tinh Tú cũng không phải là ba bốn phần đơn giản như vậy, mà là nhiều hơn của ba mươi, bốn phần bên trong tiểu huyền giới tồn chữ hoàn chỉnh căn nguyên tinh tú còn đặt ở nơi đó về phần sử dụng dương khai tự có tính toán tặng lưu tiêm vân một phần cũng không coi vào đâu nhận là được rồi dương khai khi nói chuyện trực tiếp đẩy một đoàn căn nguyên tinh tú trên tay qua lưu tiêm vân thúc giục luyện tinh quyết căn bản không để cho nàng có phản ứng gì liền hòa vào trong cơ thể nàng lưu tiêm vân kêu lên một tiếng đau đớn trên mặt ít nhiều có chút khó chịu căn nguyên tinh tú cũng không phải là luyện hóa dễ như vậy bên trong toái tinh hải những tinh tú võ giả đoạt căn nguyên tinh tú đều là đoạt trước rồi tính sau tạm thời phong ấn trong cơ thể lấy tu vi tự thân chấn áp đợi sau khi trở về sẽ từ từ luyện hóa về phần có thể luyện hóa thành công hay không ai cũng không nói chính xác nói không chừng trong quá trình luyện hóa cũng sẽ bị lực lượng căn nguyên cắn trả dẫn động pháp tắc thiên địa tới người nổ tan xác mà chết ta truyền cho ngươi một bộ pháp quyết ngươi cẩn thận nghe cho kỹ có pháp quyết này tương trợ ngươi luyện hóa căn nguyên làm ít công to cũng sẽ không có nguy hiểm gì Dương Khai nghiêm mặt nói. Đã nói đến lúc này, Lưu Tiêm Vân biết từ chối cũng vô ích, lúc này nàng ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận lắng ra. Dương Khai truyền thụ luyện tinh quyết, dặn dò Lưu Tiêm Vân không được tiết ra ngoài bộ pháp quyết này. Lưu Tiêm Vân dĩ nhiên không dám không tuân. Hao tốn thời gian hơn nửa ngày, Lưu Tiêm Vân nhớ kỹ luyện tinh quyết, lúc này mới đứng dậy nói, "Dương sư huynh, ta đi về trước luyện hóa căn nguyên. Huynh ở đây có gì cần cứ gọi một tiếng là được rồi, bên ngoài viện có đệ tử canh giữ, ta biết, ngươi đi đi. Dương Khai mỉm cười. Sau khi tiễn lưu tiêm vân đi, Dương Khai liền về tới trong phòng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra nguyên tinh tu luyện. Ngày thứ ba, hắn bỗng nhiên mở mắt, mở miệng gọi, người đâu? Rất nhanh, một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới, cửa phòng bị đẩy ra, một nữ đệ tử khuôn mặt rào hảo cung kính hỏi, Dương Sư Thúc, có gì phân phó? Dương Khai đáp, ta muốn đi gặp băng vân tiền bối. Dương Sư Thúc xin mời đi theo ta. Đệ tử lúc đáp lời cũng dẫn đường đi đằng trước. Đối với Băng Tâm Cốc hiện giờ mà nói, Dương Khai chẳng những là khách nhân, cũng là bằng hữu thân mật nhất. Bên trên đã sớm phân phó xuống, mặc kệ Dương Khai có yêu cầu gì, các đệ tử cũng phải làm xong. Giờ này hắn muốn đi gặp Băng Vân, thậm chí cũng không cần thiết thông báo trước. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của nữ đệ tử kia, Dương Khai liền tới đến phía trước một cung điện. Hắn mới vừa đứng vững, trong điện liền truyền đến thanh âm của Băng Vân, "Dương Khai tới rồi sao?" Vào nói chuyện đi, bà ta hiển nhiên là đã dò xét được. Nữ đệ tử kia đưa tay ra hiệu một chút, Dương Khai gật đầu, cất bước đi vào. Cung điện này hẳn là chỗ lúc bình thường băng vân bế quan tu luyện, trang trí bên trong không xa hoa, ngược lại so ra cũng xúc tích. Lúc Dương Khai đi vào, đúng dịch thấy băng vân cất bước đi ra từ trong sương phòng. Cơ giao một tấc cũng không rời theo sát ở sau lưng bà ta. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai không khỏi trột dạ, hướng về phía cơ giao nở nụ cười vẻ mặt của cơ giao lại không nóng không lạnh, nhìn không ra tâm tình gì. Bái kiến tiền bối. Dương Khai ôm quyền hành lễ về phía Băng Vân. Băng Vân mỉm cười, nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Bà ta xoay người lại phân phó cơ giao nói, giao nhi, dâng trà. Dạ. Cơ giao nhận lệnh, lập tức chuẩn bị. Dương Khai ngồi xuống, biểu tình hơi có chút không được tự nhiên. Không nghĩ tới cơ giao lại ở chỗ này, bất quá nghĩ lại, thầy cho hai người mấy ngàn năm không gặp, giờ này xa cách gặp lại, Cơ giao một mực đi theo bên cạnh Băng Vân tận hiếu cũng là chuyện đương nhiên. Thời gian không bao lớn, hai chén trà thơm nóng hôi hổi đã chuẩn bị xong, cơ giao đầu tiên là đưa lên một ly cho Băng Vân, lại tới bên cạnh Dương Khai đặt xuống chén trà, nói: "Dương sư huynh dùng trà." "Làm phiền." Dương Khai gật đầu thăm hỏi. Hắn hiện giờ đích thực không biết trong lòng của cơ giao nghĩ như thế nào, có thể sau này tính sổ với mình hay không. Dù sao từ trên vẻ mặt của cơ giao nhìn không ra dấu vết gì bình bình đạm đạm, đối đãi Dương Khai giống như là đối đãi một người xa lạ, không còn sự nhiệt tình của ngày xưa. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mấy ngày nay bận rộn với chuyện ngoại địch, cũng chưa kịp đi gặp ngươi, ở trong cốc đã quen chưa? Băng Vân lên tiếng hỏi. Quen quen rồi. Dương Khai không ngừng gật đầu, nói, băng tâm cốc địa linh nhân kiệt, phong cảnh xinh đẹp thanh tú, nào có đạo lý không có thói quen chứ? Vậy cũng tốt. Băng Vân mỉm cười, bỗng nhiên lại nghiêm túc nói nhưng mà ngươi cũng ở lại không được mấy ngày qua hai ngày nữa ta tự mình tiễn ngươi rời đi nơi này dương khai ngẩn ra hỏi tiền bối dự tính cùng vấn tình tông quyết một trận tử chiến sao băng vân gật đầu đáp người khác đã đánh tới trước mặt băng tâm cốc ta cũng chỉ có thể tiếp chiêu nhưng có phần thắng không dương khai trầm giọng hỏi băng vân lắc đầu đáp cũng không bất quá bọn họ muốn hủy diệt băng tâm cốc ta cũng không phải chuyện đơn giản như vậy Dương Khai, nói đến đây, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Dương Khai nghiêm nghị nói, tiền bối cứ nói đừng ngại. Băng Vân thở dài nói, băng tâm cốc được gây dựng bởi tay của ta, hiện giờ tuy rằng nguy cơ sớm chiều, nhưng ta cũng hy vọng có thể để lại chút ít căn cơ. Đến lúc đó ta đưa ngươi rời khỏi, ta hy vọng ngươi có thể mang theo một vài đệ tử, dẫn các nàng rời xa bắc vực. Mặc kệ ngươi ăn bày cho các nàng ở nơi nào, nhất định phải nói cho các nàng biết, không cần vọng tưởng lấy trứng trọi đá, Trước khi cánh chim chưa lớn không được trở về Bắc vực, cho dù có lòng báo thù, cũng phải có 10 phần nắm chắc mới được. Nếu là vô tâm, vậy thì cứ an ổn ở nơi đó. Dương Khai nghe vậy trong lòng trầm xuống, biết Băng Vân đây là đang an bài hậu sự. Xem ra bà ta quyết tâm muốn cùng chết sống với Băng Tâm Cốc. Đến lúc đó, những đệ tử kia sẽ do Tử Vũ dẫn đội, Dương Khai ngươi cùng Tử Vũ cũng coi như có quen biết. Cách nàng trông cậy vào ngươi. Gương mặt của Băng Vân nghiêm nghị nhìn Dương Khai. Dương Khai cao mày hỏi, tiền bối. Thế cục, vẫn chưa nghiêm trọng đến loại trình độ này chứ. Băng Vân lắc đầu đáp, 7 ngàn đối với 100 ngàn, băng tâm cốc ta không có phần thắng chút nào. Cơ giao đứng ở phía sau băng Vân bỗng nhiên mở miệng hỏi, Dương Sư Huynh, ngươi có thể thỉnh động những sự tồn tại của đông vực chứ? Nếu có thể thỉnh động bọn họ, không cần nhiều lắm, chỉ cần hai ba vị. Dương Khai nghe vậy lắc đầu đáp, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Những thứ tồn tại mà cơ giao chỉ rốt cuộc là người nào, Dương Khai đương nhiên biết rõ mồn một, một. Đơn giản chính là mấy tôn đại thần bên trong man hoang cổ địa. Ngược lại cũng không cần đám người loan phượng ra mặt, bọn họ chỉ cần phái ra mấy yêu vương, có thể kinh hãi chẳng diện. Nhưng những người nọ đều ở trong đông vực cổ địa, cách cách nơi này quá xa. Nếu đợi Dương Khai đi man hoang cổ địa rời về cứu binh, chỉ sợ băng tâm cốc sớm bị công phá. Huống chi, bọn họ là yêu tộc, là thánh linh, tùy tiện nhúng tay chuyện của nhân loại tông môn, không làm được lại chọc giận những thứ đại đế kia lần trước lúc Loan Phượng theo Dương Khai đi Hoàng Tuyển Tông, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Là người ta chủ động trêu chọc trên đầu nàng, nàng mới giết Chu Vĩnh. Những thứ tồn tại trong man hoang cổ địa tuy rằng cường đại, nhưng một khi đi ra, giữa lúc hành sự vẫn phải có rất nhiều kiêng kỵ. Cơ giao hiển nhiên cũng biết điểm này. Nàng hỏi như vậy, bất quá là ôm một đường hy vọng, thời khắc này nghe Dương Khai trả lời, cũng không nhịn được thở dài một cái. Dương Khai trầm ngâm nói, tiền bối. Hai ngày này ta cũng cẩn thận suy nghĩ một chút, băng tâm cốc sở dĩ nguy cơ sớm chiều, đơn giản cũng là bởi vì người ta mời một vị phá trận đại sư đến đây. Băng Vân gật đầu nói, không sai, Nam Môn đại quân quả thật có chút bản lãnh. Băng tâm cốc đại trận hộ tông của ta hiện giờ đã bắt đầu xuất hiện một chút buông lỏng. Nếu cho hắn thêm 10 ngày nửa tháng, hắn chỉ sợ thật có thể phá trừ trận pháp. Dương Khai toét miệng cười hỏi, vậy nếu hắn không có 10 ngày nửa tháng này thì sao? Băng Vân ngẩn ra, nói, xin chỉ giáo cho dương khai nói ta có ý nghĩ như vậy vấn tình tông bây giờ không phải là phát ra chiêu mộ lệnh sao có lẽ ta có thể giả ý quy phụ vấn tình tông đánh sâu vào bên trong sau đó tìm cơ hội giết tên nam môn đại quân như vậy sao được băng vân cả kinh nói ta biết ngươi tinh thông lực lượng không gian nhưng giờ này cường địch bên ngoài băng tâm cốc giỏ ngó chung quanh riêng là đế tôn cảnh cũng không biết có bao nhiêu ngươi một khi lỡ tay chỉ sợ muốn trốn cũng không thoát hơn nữa ngươi đừng quên Bộ dáng của ngươi những thứ cao tầng của vấn Tình Tông nhất định là biết. Ngươi tùy tiện đi tìm nơi nương tựa, chỉ là chui đầu vô lưới thôi. Không nên không nên. Chuyện của Băng Tâm cốc ta, có thể nào để cho ngươi phạm vào nguy hiểm? Dương Khai khẽ cười nói, về vấn đề bộ dạng tiền bối không cần lo lắng. Ta chỉ cần không chạm mặt với Phong Huyền hoặc là Diêu Trác, tin những người khác sẽ không nhận ra ta. Băng Vân nhíu mày hỏi, ngươi có tu luyện bí thuật gì biến ảo hình thể sao? Dương Khai lắc đầu đáp, không phải Cơ Dao bỗng nhiên nói, ý của Sư huynh là mời Thiên Hà sư điệt xuất thủ. Dương Khai cười nhìn nàng nói, không sai. Cơ Dao suy tư một trận, gật đầu nói, Sư huynh nếu quyết định này, trái lại có thể được. Gương mặt của Băng Vân Hồ Đồ hỏi, "Thiên Hà chính là đệ tử mấy ngày trước đây theo các ngươi cùng nhau trở về đó sao?" Nàng bất quá đạo nguyên tam tầng cảnh tu vi, cho dù xuất thủ lại có thể giúp ngươi chuyện gì? Cơ Dao hé miệng cười, đáp, "Sư tôn" vị thiên hà sư điệt tuy rằng tu vi không đủ, nhưng có một khả năng hạn nhất. Khả năng gì? Cơ giao trả lời, dịch dung thuật của nàng vô cùng cao minh. Lần trước ở Thái Bình Thành, nàng đứng trước mặt đệ tử, đệ tử cũng không phát hiện sơ hở. Nếu không có Dương Sư Huynh nhắc nhở, chỉ sợ đệ tử đã bị nàng lừa. Băng vân cả kinh hô, nàng còn có bản lãnh này ư. Liên cơ giao cũng không phát hiện sơ hở, đổi thành những đế tôn lưỡng tầng cảnh khác, chỉ sợ cũng giống vậy phát hiện không được phần bản lãnh thay đổi dung mạo này đủ thấy cao minh. Dương Khai cười nói, có Thiên Hà sư điệt hỗ trợ, ta cho dù đi cậy nhờ Vấn Tình Tông cũng khả năng không lớn sẽ bị nhận ra. Chỉ cần xâm nhập vào trong bọn họ, tìm được cơ hội giết Nam Môn đại quân hoặc là bắt đi hắn, thì không người nào có thể phá trận. Băng Vân nghe vậy trước mắt sáng ngời, tuy nhiên rất nhanh lại lắc đầu cười khổ nói, vẫn không được. Mặc dù ngươi giết Nam Môn đại quân, cũng là kết quả giống như nhau. Tại sao? Lần này đến phiên Dương Khai cùng cơ giao ngạc nhiên, băng vân giận giữ nói băng tâm cốc đại trận hộ tông của ta tuy rằng rất cao nhưng lúc mở ra tiêu hao quá lớn mặc dù không có Nam môn đại quân chúng ta cũng không duy trì nổi hai tháng hai tháng sau đại trận tự sụp đổ đến lúc đó cục diện cũng không có bất kỳ thay đổi nào dương khai bình thường trở lại nói thì ra là bởi vì điều này tiền bối không cần phải lo lắng trên tay ta có một ít nguyên tinh đủ băng tâm cốc sử dụng thời gian rất lâu hơn nữa hai tháng đủ cho ta trở về một chuyến đông vực tìm người hỗ trợ chỉ cần có thể trì hoãn ở đây chút thời gian hắn hoàn toàn có thể trở về đông vực mang mấy vị yêu vương đi ra đến lúc đó đừng nói vấn tình tông với số lượng một trăm ngàn là hai trăm ngàn ba trăm ngàn cũng chỉ là đám ô hợp ngươi trở về đông vực tìm ai băng vân ngạc nhiên hỏi giao sư muội biết đó dương khai mỉm cười con ngươi của cơ giao đảo một vòng lặng lẽ truyền âm một câu cho băng vân băng vân nghe vậy thần sắc chấn động sợ hãi hỏi dương khai ngươi có thể thỉnh động bọn họ sao chỉ là chuyện nhỏ thôi bọn họ sẽ phải hỗ trợ dương khai cười tự tin không đợi băng vân phản đối nữa liền mở miệng nói vậy chuyện này cứ quyết định như vậy việc này không nên chậm trễ ta sẽ đi ngay bây giờ tìm thiên hà sư điện chuyện bể nát này của băng tâm cốc như do hắn đưa tới cho nên bất kể như thế nào hắn cũng không thể không xen vào mấy ngày nay hắn luôn luôn suy tư nên như thế nào giúp băng tâm cốc hóa giải trận kiếp nạn này giờ đây cuối cùng đã có chương trình rồi dương sư huynh chờ một chút chuyện này coi như tính thêm ta vào cơ dao vội vàng hô một tiếng nàng sao dương khai ngạc nhiên quay đầu khoát tay nói không nên không nên chuyện này một mình ta là được rồi nhiều người phiền toái hơn cơ dao nói đây dù sao cũng là chuyện của băng tâm cốc ta làm sao có thể để cho một mình ngươi mạo hiểm chứ ta nhất định phải đi cùng với ngươi sau khi nàng nói xong không đợi dương khai cự tuyệt nữa bỗng nhiên truyền âm nói dương sư huynh ngươi còn dám nói một chữ không Ta liền nói cho sư tôn ngươi vô lễ với ta." Sắc mặt của Dương Khai tối sầm, trong nháy mắt mồ hôi lạnh nhỏ giọt, lời đến khóe miệng vội vàng nuốt xuống, sửa lời nói, "Có giao sư muội cùng đi, dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn." Ha ha. Băng Vân nhìn ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không biết cơ giao rốt cuộc nói gì đó với hắn, nhưng lại khiến thái độ của hắn thay đổi lớn như thế. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không nên ngăn cản nữa. Quả thật như Dương Khai nói, nếu là hết thảy thuận lợi, băng tâm cốc có thể tránh được hủy diệt vận mạng. Bà ta phải làm tính toán vì 7000 đệ tử bên trong tông môn. Nếu các ngươi cố ý như thế, vậy thì gọi Thiên Hà đến đây đi, để ta xem trước một chút thuật dịch dung của nàng rốt cuộc ra sao, mới quyết định. Cơ Dao gật đầu nói, đệ tử gọi đại sư tỷ dẫn nàng đến đây. Nàng nói chuyện, liền lấy ra la bàn truyền tin, rót thần niệm vào bên trong. Dương Khai cũng trở về ghế ngồi xuống, gương mặt không phải tư vị, uống được miệng trà đều là khổ, lén lút quan sát cơ giao vài lần. Hắn lại phát hiện nàng giống như không có chuyện gì vậy, thật giống như vừa rồi lời kia không phải là của nàng nói vậy. Thời gian không bao lâu, tiếng cầu kiến của An Nhược Vân liền vang lên ở ngoài điện, được Băng Vân triệu kiến, lúc này mới dẫn Thạch Thiên Hà vào. Sau khi làm lễ bái kiến, An Nhược Vân hỏi, "Sư tôn, gọi đệ tử đến đây có chuyện gì sao?" Băng Vân đáp, "Cũng không có chuyện của ngươi, chỉ là muốn Thiên Hà xuất thủ làm chút ít chuyện mà thôi." Thạch Thiên Hà nghe vậy, vội vàng nói, tổ sư xin phân phó, đổ tôn nhất định toàn lực làm xong. Băng Vân cười nói, chớ khẩn trương, chỉ vì ta nghe nói thuật dịch dung của ngươi vô cùng cao minh, nên ta muốn kiến thức một chút về điều này xem có phải thật sự thần kỳ như vậy, hay không. Thạch Thiên Hà cung kính nói, chút tài mọn, sợ là không vào được pháp nhãn của tổ sư. An Nhược Vân trừng mắt với nàng nói, nếu tổ sư muốn nhìn thấy, ngươi liền thi triển một chút đi. Dạ. Thạch Thiên Hà đàng hoàng đáp ứng, vậy đệ tử biêu xấu rồi. Dương Khai gọi nàng nói, Thiên Hà, thay đổi dung mạo cho ta một chút. Thạch Thiên Hà nhìn ánh mắt trưng cầu về phía băng vân. Sau khi đợi băng vân gật đầu, lúc này mới đi tới đứng yên trước mặt Dương Khai, nhẹ giọng nói, Dương Sư Thúc, đắc tội. Lúc nói chuyện, nàng vung tay lên một cái, lấy ra một chút đồ nguồn ngang đặt trên bàn bên cạnh Dương Khai. Mấy người tập trung ánh mắt nhìn lại, phát hiện những thứ đó đều là chút ít gì đó giống như son cũng không có gì đặc biệt, cũng không thấy dao động năng lượng. Thạch Thiên Hà đầu tiên tỉ mỉ quan sát một chút khuôn mặt của Dương Khai, trên mặt lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Thời gian thật lâu mới bỗng nhiên hít sâu một hơi, hai tay như bay, lấy những vật liệu kia bôi bôi các nơi trên mặt của Dương Khai, đồng thời với thủ pháp tinh diệu vô cùng tan ra những vật liệu ấy. Ủng hộ kênh qua linkhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trước mắt bao người, tướng mạo Dương Khai rất nhanh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất vốn dĩ hắn cũng coi như là anh tuấn tiêu sái phong thần tuấn lãng nhưng dưới thuật dịch dung của thạch thiên hà này lại biến thành bộ dáng vô cùng bình thường bọn người an nhược vân nhìn mà trợn to mắt cực kỳ kỳ lạ loại biến hóa này nếu không diễn ra trước mắt mình chỉ sợ không ai dám tin một thuật dịch dung nho nhỏ lại có thể làm tới trình độ này từ đầu đến cuối không tốn đến nửa canh giờ thạch thiên hà cuối cùng lau mặt dương khai một cái lại cẩn thận quan sát gật gật đầu nói tốt lắm nàng lui lại mấy bước An Nhược Vân và cơ giao lại lập tức xông tới, quan sát gần hơn, nhưng lại hoảng sợ phát hiện ra là không nhìn ra được chút điểm sơ hở nào, người nam nhân có tướng mạo bình thường trước mặt này, dường như trời sinh chính là bộ dạng như vậy. Chỉ có một thứ không thể biến đổi đó chính là khí tức của Dương Khai. Nhưng trong vấn tình tông, người đánh nhau đối mặt với hắn cũng không nhiều lắm, Phong Huyền và Diêu Trác coi như đã từng giao đấu với hắn, nhưng chỉ cần không để lộ khí tức trước mặt bọn họ, thì bọn họ sẽ không phát hiện ra cái gì mắt băng vân sáng lên thủ pháp cao minh thiên hà thuật dịch dung này của ngươi thật ghê gớm ngay cả nàng cũng khen ngợi như vậy có thể thấy tài nghệ của thiên hà tài giỏi đến mức nào an nhược vân ngạc nhiên nói thiên hà ngươi học bản lãnh này từ ai đồng gia thái bình thành có thủ đoạn như này thạch thiên hà là đệ tử của nàng nhưng nàng cũng không có dạy thạch thiên hà những thứ này rõ ràng là người ta học được sau khi đến thái bình thành nhưng một gia tộc họ đồng nhỏ nho như vậy có tài đức gì mà lại có kỹ thuật như vậy Thạch Thiên Hà lắc đầu nói, thuật dịch dung này cũng không phải đến từ đồng gia, là đệ tử học được từ một kỳ nhân. Kỳ nhân? An Nhược Vân nghe ngẩn ra. Thạch Thiên Hà nhớ lại, nói, đó là chuyện cách đây chừng 60 năm, có một tên ăn mày bẩn thỉu đến Thái Bình Thành, bị người chê cười, có một ngày hắn bị người đánh bị thương, ngã lăn ngay trước cửa đồng gia, đệ tử đi ra ngoài làm việc trở, về nhìn thấy liền nhờ người giúp đỡ đưa hắn đến phòng chứa củi. Sau đó trước khi hắn rời đi, cố ý đến tìm đệ tử, truyền thụ cho đệ tử thuật dịch dung này coi như tạ lễ, lúc đó đệ tử cũng không coi ra gì. Sau này lúc rảnh rỗi nhàm chán chơi đùa mới phát hiện ra sự cao minh của thuật dịch dung này. Kẻ ăn mày An Nhược Vân và cơ giao lết nhau đều cảm thấy khá là khó tin. Đó không phải là kẻ ăn mày gì cả, hẳn là một vị cao nhân. Mắt băng vân sáng lên một cái thiên hàng ngươi có thể đạt được cơ duyên này, cũng là người tốt gặp tốt, là một may mắn. An Nhược Vân và cơ giao đều dối rít gật đầu. Nếu người kia thật sự là kẻ ăn mày, làm sao có thể có thuật dịch dung thần kỳ như vậy, rõ ràng là cường giả lợi hại đi lịch lãng cuộc sống. Có một số cường giả tính khí kỳ quái như vậy, cuộc sống bình thường tốt đẹp không muốn lại cứ muốn giả chứ ăn lão hổ. Đáng tiếc, băng vân lại thở dài một tiếng. Sư tôn đang đáng tiếc cái gì? An Nhược Vân nghi hoặc hỏi. Băng vân nói, cao nhân kia có lẽ là lấy phương thức này đi tìm chuyển nhân kế thừa y bát, đáng tiếc thiên hà có thể không phù hợp với điều kiện của hắn, cho nên hắn cũng không chuyển lại y bát ngược lại chỉ truyền thụ thuật dịch dung tạ lễ an nhược vân chợt hiểu gật gật đầu nói quả thật đáng tiếc nếu có thể đạt được truyền thứ y bát của cao nhân kia có lẽ lúc này thạch thiên hà đã là đế tôn cảnh như tử vũ đồng ra cũng không đến mức gặp họa diệt môn kẻ ăn mày kia có phải đầu hoãng mắt chuột miệng đầy răng vàng dương khai nghe chuyện bỗng nhiên ở bên cạnh hỏi nói thạch thiên hà ngạc nhiên nói dương sư thúc biết vị cao nhân kia sao biết đại khái dương khai gật gật đầu mặt đen lại có thể khiến thuật dịch dung vốn là một môn đơn giản thăng hoa đến trình độ này, lại là kẻ ăn mày đầu hoãng mắt chuột, người này rốt cuộc là người nào, trong lòng Dương Khai đã có ý tưởng. Kỹ thuật này xuất từ tay người kia có thể có hiệu quả thần kỳ như vậy, cũng coi như không có gì. Thấy Dương Khai không có nói tỉ mỉ về kỳ nhân kia, Băng Vân cũng không đi hỏi, chỉ gật đầu nói, thuật dịch dung này quả thật rất cao, ngay cả bổn cung nếu không cẩn thận dò xét, nói không chừng cũng bị lừa bịp rồi. Dương Khai cười nói, một kế như vậy có thể được rồi, băng vân vẫn còn lo lắng nói nhưng bên ngoài cường địch như rừng một khi người lỡ tay làm sao có thể thoát thân không bằng để cho thiên hà dịch dung cho bổn cung bổn cung tự mình xuất thủ thành công sẽ lớn hơn một chút dương khai vội vàng lắc đầu nói vậy làm sao được tiền bối là đế tôn tam tầng cảnh nếu thật đi nhận chiêu hiền lệnh chỉ sợ lập tức sẽ kinh động đến phong huyền và diêu trác đến lúc đó một khi hai người kia dò xét người nhất định sẽ bại lộ ta không giống ta chỉ là đế tôn nhất tầng cảnh Tu vi không cao không thấp, một khi bị bên kia thấy, chẳng những nhận được trọng dụng của bên kia, cũng không kinh động đến quá nhiều người, vừa lúc dễ dàng hạ thủ. Tiền bối không cần nói nhiều, chuyện này cứ quyết định như vậy, cũng không cần lo lắng an toàn của ta, nếu chuyện không thể làm, ta sẽ lập tức bỏ chạy. Băng Vân thở dài, biết Dương Khai ý đã quyết, ngược lại cũng không khuyên gì nữa, chỉ là cảm kích nói, "Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận." Dương Khai gật gật đầu, nói, "Còn có một chuyện cần tiền bối hỗ trợ." Ngươi nói, ta cần một lượng lớn không linh tinh, nếu có không linh ngọc thì càng tốt. Được. Băng Vân gật gật đầu ta sai người đi khố phòng tra xét, nếu có không linh tinh và không linh ngọc thì đều mang tới cho ngươi. Bất kể là không linh tinh hay không linh ngọc, ở tinh giới đều là thứ có nhu cầu lớn, bởi vì hai thứ này là tài liệu chính để luyện chế bí bảo chứa đồ, nhẫn không gian, vòng tay không gian đều được luyện chế từ hai thứ này. So sánh kỹ hơn, không linh ngọc cấp bậc còn cao hơn không linh tinh một tầng, mặc dù băng vân không biết dương khai muốn không linh tinh và không linh ngọc làm cái gì nhưng nàng cũng không hỏi nhiều chỉ sảng khoái đáp ứng thiên hà ngươi cũng dịch dung cho cơ giao sư thúc một chút đi dương khai nói với thạch thiên hà rồi quay đầu lại nói với cơ giao giao sư muội ta đi trước chuẩn bị một chút đợi buổi tối chúng ta lại xuất phát cơ giao nhìn hắn một cái không nghi ngờ hơi gật gật đầu dương khai thân hình thoát một cái lập tức liền ra khỏi đại điện đi khỏi đại điện hắn cũng không trở về tiểu viện của mình ngược lại trực tiếp phóng ra ngoài băng tâm cốc, không bao lâu liền đến khu vực bên cạnh đại trận hộ tông, cũng chính là nơi trước đây hắn và cơ giao cùng tiến vào. Người nào? Trưởng Tôn Oánh, bảo vệ lúc này, vừa nhìn thấy Dương Khai đi đến, lập tức từ nơi kín đáo đi ra, sắc mặt âm hàn nhìn chằm chằm Dương Khai, những tên đệ tử còn lại cũng đồng loạt thoát ra, bao vây chặt lấy Dương Khai. Trưởng Tôn sư muội. Dương Khai hướng về phía Trưởng Tôn Oánh toét miệng cười, "Là ta, không cần khẩn trương." "Ngươi Ngươi là dương sư huynh trưởng tôn oánh nhìn khẽ cao mày ngạc nhiên nói người làm sao lại biến thành như vậy nàng vừa rồi chợt nhìn thấy một tên nam tử xa lạ xuất hiện ở nơi này thật đúng là hoảng sợ nàng nghĩ đến đại trận hộ tông băng tâm cốc bất chi bất giác bị phá đâu nếu không sao sẽ xuất hiện sai sót như vậy nhưng bây giờ vừa nghe thanh âm trưởng tôn oánh liền biết người trước mắt này là dương khai chỉ là dung mạo đã xảy ra thay đổi cực lớn nàng cũng không dám nhận quen biết phụng mệnh phụng băng vân tiền bối ra ngoài làm ít chuyện, còn xin ngươi mở trận pháp một lát." Dương Khai chỉ chỉ đại trận nói. "Được, ngươi chờ một chút." Trưởng Tôn oánh cũng không có từ chối, cũng không có đi theo Băng Vân ấn chứng, bởi vì Băng Vân trước đây nói, Dương Khai là bằng hữu của Băng Tâm Cốc, tất cả yêu cầu nhất luật làm theo, không cần thông bẩm. Vừa nói chuyện, nàng liền lấy ra một tấm lệnh bài cầm ở trên tay, cẩn thận quan sát tình huống bên ngoài, sau khi xác định xung quanh cũng không có người, lúc này mới cầm lệnh bài chiếu vào quần sáng đại trận một cái. Một tia sáng đen bắn ra, đại trận đang nhắm chặt lập tức toét ra một khe hở. Dương Khai thoát một cái liền ra khỏi đại trận, đồng thời truyền âm qua nói, ngắn thì 2, 3 ngày, dài thì 5, 6 ngày, ta nhất định sẽ trở lại, đến lúc đó còn muốn làm phiền trưởng Tôn sư muội lại mở đại trận ra tiếp ứng. Không có vấn đề gì. Trưởng Tôn oánh vội vàng đáp, đợi sau khi xác định Dương Khai đã đi, lúc này mới đóng trận pháp lại vị Dương, sư thúc này hiện tại ra đi làm cái gì nhưng lại dịch dung thành như vậy. Ngu Đan đi lên trước, có chút tò mò hỏi Han. Trưởng Tôn oánh lắc lắc đầu, nói, ta đi bẩm báo với sư Tôn một chút. Lúc trước Dương Khai muốn đi, nàng không có thông bẩm chứng thực, đó là vì trước đó Băng Vân lên tiếng. Hiện tại Dương Khai đã đi, lại là cần thông báo với Băng Vân một tiếng, nàng lập tức lấy la bàn truyền tin ra, rót thần niệm vào trong. Trong đại điện, Băng Vân rất nhanh nhận được, lấy la bàn truyền tin của mình ra, vừa thấy tin tức bên trong, lập tức cười khổ không thôi, Phía dưới, cơ giao còn ngồi ngay ngắn ở đó để Thạch Thiên Hà dịch dung, vẫn chờ ban đêm phủ xuống đi chung với Dương Khai, đến trước Băng Luân Thành nhận chiêu mộ lệnh kia, nhưng không nghĩ tới Dương Khai không ngờ trực tiếp ném nàng đi, đơn độc hành động. Làm Băng Vân có chút không biết nên giải thích chuyện này với cơ giao như thế nào, nhưng nàng cũng đã nhìn ra, Dương Khai đây là cố ý gây nên, cũng không biết giữa tam đệ tử của mình và Dương Khai rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến Dương Khai có chút cố kỵ bộ dáng của nàng. Băng Luân Thành vốn là cơ nghiệp của Băng Tâm Cốc, cũng là nơi băng tâm cốc đối ngoại trao đổi vật tư, thu thập tin tức đầu mối then chốt của các phe, bên trong thành hơn phân nửa sản nghiệp đều là của băng tâm cốc. Nhưng bắt đầu từ nửa năm trước, bên trong băng luân thành bỗng không gặp được bất kỳ đệ tử băng tâm cốc nào. Vấn tình tông dùng sức mạnh vô địch phủ xuống chỗ này, chiếm băng luân thành, lấy nơi này làm cứ điểm, quảng nạp nhân tài, nhìn chằm chằm băng tâm cốc, chỉ đợi thời cơ trưởng thành liền cho băng tâm cốc một kích trí mạng, hoàn toàn hủy diệt bên trong thành kia hơn phân nửa thuộc sản nghiệp của băng tâm cốc giờ này cũng là một mảnh hỗn độn vật tư bên trong sớm đã bị tranh đoạt hầu như không còn cửa hàng cũng đã thành tường đổ vách siêu lúc này trước đại điện một nhà ở băng luân thành treo một tấm biển trên tấm biển viết to ba chữ chiêu hiền quán đây chính là nơi vấn tình tông chiêu hiền nạp sĩ từ lúc vấn tình tông phát ra chiêu hiền lệnh hứa hẹn vô số chỗ tốt đến nay đã chiêu mộ được không ít võ giả tới trước hiệu lực nếu không cho dù là thế lực đứng đầu như vấn tình tông cũng không có khả năng hội tụ được 100.000 người. Mà trong những người này, không thiếu đế tôn cảnh, vì thiếu vật tư tu luyện hoặc là dụng tâm kín đáo bị vấn tình tông, hứa hẹn đủ loại chỗ tốt tác động tới, lưu tại chỗ này phục vụ. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở trước chiêu hiền quán, một thanh niên tướng mạo bình thường đi tới, mặc dù người này trông bình thường nhưng lại ăn mặc một thân áo gấm ngọc bào, trong tay cầm một chiếc quạt giấy, ở bắc vực trời giá rét đất đóng băng không ngờ hắn lại vừa đi vừa phe phẩy quạt ra vẻ phong lưu phóng khoáng điều này khiến cho các võ giả đang đi lại trên phố nhìn thấy đều lắc đầu khinh bỉ thật là không biết xấu hổ người thanh niên kia dĩ nhiên là dương khai rời khỏi băng tâm cốc hắn một đường thận trọng đến đây cũng không kinh động tới người nào chạy thẳng đến băng luân thành hỏi thăm sơ qua nơi chiêu hiền nạp sĩ hắn liền đi tới trước chiêu hiền quán chiếc quạt xếp trên tay cũng là một bí bảo có các bậc đạo nguyên thượng phẩm cũng không biết là người nào để lại sau khi chết dù sao mấy năm qua Dương Khai giết không ít cường địch, đoạt được không ít chiến lợi phẩm, lúc này chiếc quạt này vừa lúc phát huy tác dụng. Bên ngoài chiêu hiền quán có hai tên đệ tử vấn tình tông bảo vệ, thực lực cũng không cao, chỉ là đạo nguyên nhất tầng cảnh mà thôi, nhưng ở loại địa phương này e là không có ai dám làm khó vấn tình tông, cho nên tu vi này cũng không sao, chủ yếu là có tác dụng giữ cửa thông báo. Mắt thấy Dương Khai nghênh ngang đi tới, hai tên hộ vệ liếc nhau, đều lộ ra ánh mắt khinh thường mặc dù tu vi của bọn chúng không cao nhưng dù sao cũng là đệ tử Vấn Tình Tông, thân phận bày ra ở đó, còn Dương Khai vừa nhìn thấy cũng không biết là thiếu gia của gia tộc nào, ăn mặc đỏm dáng đi rêu rao khắp nơi, dường như thật sự coi mình là một nhân vật. Nếu như là anh tuấn tiêu sái thì ăn mặc như thế cũng không sao, nhưng hắn lại bình thường vô cùng, áo gấm ngọc bào cùng chiếc quạt xếp này hoàn toàn không phù hợp với hắn, tự nhiên là bị người khác chê cười. "Đứng lại, ngươi có việc gì?" Một tên hộ vệ trong đó giơ tay ngăn lối đi của Dương Khai gương mặt lạnh lùng hỏi nói dương khai ngẩng đầu nhìn tấm biển thu chiếc quạt trên tay lại vỗ vào lòng bàn tay một cái nói đây là chiêu hiền quán ngươi nói bổn thiếu tới nơi này có chuyện gì tên hộ vệ kia nhướng mày nói ngươi là tới nhận chiêu hiền lệnh không sai dương khai mỉm cười mở quạt xếp trên tay kêu phách một tiếng dương dương tự đắc phe phẩy vài cái bộ dạng trẻ nhỏ dễ dạy nếu là tới nhận chiêu hiền lệnh vì vấn tình tông mà phục vụ hai tên hộ vệ không có tư cách ngăn trở tên nói chuyện lúc trước nhẹ nhàng gật gật đầu nói đi vào trong sau đó quẹo trái tìm mấy vị chấp sự là được dương khai hơi gật gật đầu bước dài vào nghe lời tên hộ vệ nói đi thẳng về phía trước đi sau đó quẹo trái vào bên trong một cái điện phủ ngoài dự đoán của mọi người bên trong điện phủ lại có không ít người đang xếp hàng chờ phía sau những chiếc bàn nhóm chấp sự vấn tình tông đang hỏi thăm tính danh lai lịch của những võ giả đến đầu phục vấn tình tông nếu cảm thấy không có vấn đề gì thì sẽ ghi danh tạo sách sau đó phát chiêu hiền lệnh. Có chiêu hiền lệnh trên tay liền nói rõ tạm thời sẽ thuộc sở hữu của Vấn Tình Tông, đợi sau khi phá đại trận hộ tông băng tâm cốc, diệt tông xong sẽ luận công ban thưởng. Những võ giả có thân phận trong sạch, nhận được chiêu hiền lệnh đều có đệ tử Vấn Tình Tông dẫn đi an bài làm việc. Phía sau mấy chiếc bàn đều đang xếp hàng dài. Điều này làm cho Dương Khai nhìn thấy khẽ nhíu mày, nhiều người tới nhận chiêu hiền lệnh của Vấn Tình Tông như vậy cũng không phải là tin tức tốt gì với Băng Tâm Cốc. Hắn đứng tại chỗ thoáng ngắm nhìn một cái, trong lòng hiểu rõ quy trình, lúc này cũng không chần chừ nữa, nhận đúng một chiếc bàn, đi thẳng về phía trước. Vừa đi, chiếc quạt trên tay còn không ngừng lắc lư trái phải, trong miệng lại mắng, "Cút ngay cút ngay cút ngay, chó ngoan không cản đường." Hắn bộ dạng vô pháp vô thiên, nếu người không biết nhìn thấy còn tưởng rằng hắn là đại nhân vật nào của Vấn Tình Tông. Những võ giả đang xếp hàng bị quạt đánh phải kêu đau không ngừng. Đội ngũ rất nhanh thì rối loạn, mọi người đều hướng về Dương Khai trợn mắt nhìn nhau lại không biết nông sâu của đối phương, cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Dương Khai giễu cợt cười một tiếng, căn bản không coi những người này ra gì, bọn chúng tới đây là muốn nương tựa vấn Tình Tông là địch của Băng Tâm Cốc, một khi khai chiến sẽ là địch nhân, tự nhiên Dương Khai không cần cho bọn họ sắc mặt tốt, lực đạo của quạt giấy quét ra ẩn chứa xảo kình đủ để cho những tên võ giả kia đau 10 ngày nửa tháng. Phía sau bàn án kia, chấp sự vấn Tình Tông mắt thấy Dương Khai phách lối như vậy, hoàn toàn không coi vấn Tình Tông ra gì trong lòng lập tức nổi giận hừ lạnh một tiếng nói tiểu bối chớ tạo ra tiếng động ồn ào lớn đúng vậy đúng vậy người này rất vô lễ chấp sự đại nhân giáo huấn hán một chút đau chết được không ngờ tiểu tử này lại tùy ý ra tay đánh người chấp sự đại nhân cần chủ trì công đạo cho chúng ta không thể bỏ qua cho hắn mộ đám võ giả bị đánh chúng mau mồm mau miệng tranh nhau kêu lên om sòm dương khai mặt phát lạnh đánh một trưởng vào đám người trong nháy mắt đế nguyên bắt đầu khởi động pháp tắc tới người, cả đại điện đều ầm ầm vài tiếng. Đế tôn cảnh. Trời, là đế tôn cảnh. Những tên võ giả lúc trước kêu la không ngừng lập tức sợ hãi, ngay cả mấy tên chấp sự vấn tình tông chấn giữ nơi này cũng thay đổi sắc mặt. Cho dù bọn chúng là chấp sự vấn tình tông nhưng cũng chỉ là đạo nguyên tam tầng cảnh mà thôi, đối mặt với một vị đế tôn cảnh, bọn chúng không có sức phản kháng. Dầm 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 dưới một trường này, mấy chục tên bay ra ngoài, mỗi người trong miệng đều phun ra máu tươi chật vật rơi xuống đất, nhưng khiến mọi người đều nhẹ nhàng thở ra là, cho dù uy lực của một trường này hung mãnh nhưng không lấy mạng kẻ nào, chỉ là thương thế kia không phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng là có thể khỏi. Còn dài dòng nữa ta lấy mạng chó của bọn ngươi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, lớn lỗi không ai bị nổi, dáng vẻ trời là nhất ta là nhì. Không ai dám hé răng, trong nhất thời trong đại điện yên tĩnh, kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Bùm bỗng nhiên một thân ảnh từ trong nội đường bắn ra, đứng ở phía trước mấy cái bàn, người này vừa xuất hiện mấy tên chấp sự vừa lo lắng đề phòng không dám thở mạnh một cái lập tức dối rít như nhìn thấy cứu tinh mắt lộ tinh quang vội vàng ôm quyền nói bái kiến tôn trưởng lão tôn trưởng lão là tôn bình trưởng lão thật sự là tôn bình trưởng lão tên tiểu tử kia gặp nạn rồi tôn bình trưởng lão là đế tôn lưỡng tầng cảnh hắn tuyệt đối không phải là đối thủ dám đến chỗ của vấn tình tông dương oai tiểu tử ngươi cũng không nhìn lại mình xem nghe được tiếng mọi người nghị luận lúc này dương khai mới nhìn cường giả bỗng nhiên xuất hiện kia người đến là một lão già dâu tóc bạc trắng khí tức sâu thẳm như biển tạo áp lực rất lớn cho người khác khuôn mặt gầy nhưng ánh mắt lại sáng như đuốc đâm thẳng vào tâm người tôn trưởng lão dương khai nhướng mày hắn cũng chưa quen thuộc đế tôn cảnh của vấn tình tông chỉ biết hai người phong huyền và diêu trác mà thôi tôn trưởng lão này là lần đầu tiên thấy nhưng tu vi của đối phương là đế tôn lưỡng tầng cảnh địa vị ở vấn tình tông chắc không thấp người trẻ tuổi tính khí ngươi không tốt lắm ngoài dự liệu của mọi người sau khi xuất hiện tôn bình cũng không có tìm phiền toái dương khai ngược lại cười híp mắt nói một câu dương khai cười nói là bọn chúng ồn ào qua mức bổn thiếu chỉ muốn dạy dỗ bọn chúng một chút mà thôi vừa nói thái độ lại thay đổi ôm quyền cười đùa nói ngược lại lại không nghĩ kinh động tới tôn trưởng lão đại giá thật là có lỗi trước mặt kẻ yếu làm đại gia trước mặt cường giả ra vẻ đáng thương chính là dáng vẻ của dương khai lúc này trong đại điện không có ai không coi thường nhưng sợ tu vi đế tôn cảnh của người ta mà không dám lộ ra quả thật là uất ức muốn chết không sao không sao tôn bình mỉm cười nói nếu ngươi đến chiêu hiền quán của ta thì là muốn nhận chiêu hiền lệnh dương khai gật gật đầu nói dĩ nhiên rồi nghe nói vấn tình tông chiêu hiền nạp sĩ cầu tài nhược khát bổn thiếu liền tới đây không phải tôn trưởng lão sẽ không chào đón đi làm gì có chuyện đó tôn bình vuốt râu mỉm cười nói bổn tông vô cùng hoan nghênh thanh niên tuấn ngạn như các hạ vậy. Vậy thì tốt. Dương Khai cười hắc hắc. Nhưng mà, Tôn Bình chuyển đề tài, mi mắt híp lại nói trước cảnh cáo, muốn nhận chiêu hiền lệnh cũng phải có thân phận trong sạch mới được, vấn tình tông ta không cần người không rõ lai lịch, nhất là tu vi như các hạ vậy, cho nên còn xin các hạ trả lời mấy vấn đề cho lão phu. Nếu là đế tôn cảnh trở xuống, cho dù lai lịch mơ hồ một chút cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu là đế tôn cảnh thì phải có lai lịch trong sạch có dấu vết có thể dò theo tránh cho là nhãn tuyến băng tâm cốc tới đây nằm vùng đây cũng là quy củ cái này ta hiểu dương khai mỉm cười không thấy chút hốt hoảng nào mở miệng nói chỉ là không biết tôn trưởng lão muốn hỏi cái gì tôn bình nói các hạ đến từ nơi nào tính danh là gì sư thừa ở đâu dương khai thản nhiên nói ta kêu tiêu bạch y đến từ nam vực thanh dương thần điện sư thừa cao tuyết đình cao trưởng lão miệng nói như thế trong lòng dương khai lại suy nghĩ tiểu bạch a tiểu bạch chỉ là mượn thân phận của ngươi dùng một chút, sau này cũng không nên tìm ta tính sổ. thân phận hắn đã sớm nghĩ đến, cho nên hiện tại trả lời không chút trần trừ. thanh dương thần điện tôn bình nghe vậy lập tức kinh ngạc. mặc dù nam vực cách bắc vực khá xa, nhưng đai danh của thanh dương thần điện hắn vẫn nghe qua. dù sao địa vị của thanh dương thần điện ở nam vực cũng giống như vấn tình tông ở bắc vực đều là tông môn đứng đầu. thân là đệ tử thanh dương thần điện lại xuất hiện ở trong băng luân thành bắc vực, điều này làm cho người đích thực không thể hiểu tôn bình cao mày nói đại danh của quý điện lão phu cũng sớm có nghe thấy chỉ là người xuất hiện ở chỗ này làm gì dương khai mỉm cười nói mới đột phá đế tôn cảnh không bao lâu sư tôn nói muốn ta đi một chút nhìn một chút gần nhất luôn luôn lịch lãm tinh giới trên đường đi này nghe nói chuyện của quý tông và băng tâm cốc cảm thấy thú vị liền đến coi trộm một chút thì ra là thế tôn bình không nghi ngờ gì hắn thanh niên tuấn ngạn như dương khai sau khi tấn cảnh thành công đi lịch lãm tinh giới mở mang tầm mắt là chuyện rất bình thường bản thân tôn bình trước đây cũng là như vậy chỉ là hắn không có tới nam vực chỉ đi một vòng quanh bắc cực và đông vực cho nên lời giải thích này thật không có sơ hở gì trầm ngâm một lúc tôn bình lại ngẩng đầu lên nói tuổi trẻ lại có tu vi như tiêu công tử cho dù là ở thanh dương thần điện cũng là đệ tử hạch tâm rồi chứ nói miệng không bằng chứng không biết tiêu công tử có thứ chứng minh thân phận hay không thứ chứng minh thân phận a dương khai suy nghĩ một chút bỗng nhiên khẽ lật tay một cái trên lòng bàn tay xuất hiện một lệnh bài ném cho Tôn Bình, nói, vật này đủ để chứng minh cho thân phận của ta. Tấm lệnh bài này có màu vàng rực rỡ, vừa nhìn là biết lai lịch không tầm thường. Tôn Bình nhận lấy, quan sát một hồi rồi mỉm cười nói, nghe nói lệnh bài đệ tử của quý điện chia làm 4 cấp, thiết lệnh, đồng lệnh, ngân lệnh và kim lệnh, chỉ có những đệ tử nòng cốt nhất mới có lệnh bài màu vàng, xem ra đây chính là thanh dương kim lệnh. Chất liệu lệnh bài rất đặc thù, không thể giả mạo, điểm này Tôn Bình vẫn có thể đã nhìn ra khối kim lệnh này của Dương Khai dĩ nhiên không phải hàng giả, năm đó chính Cao Tuyết Đình đã tận tay giao vật này cho hắn, tuy Thanh Dương Thần Điện không quá mặn mà việc Dương Khai gia nhập, nhưng tặng hắn một tấm Thanh Dương kim lệnh, cũng coi như hắn là đệ tử ký danh của thần điện rồi. Lần này hắn đến đây, sở dĩ hắn chọn Tiêu Bạch Y làm đối tượng giả mạo, chính là vì trên tay hắn có Thanh Dương kim lệnh. Sai. Dương Khai mỉm cười, đính chính, lệnh bài thần điện của chúng ta cũng không phải chia làm 4 cấp, mà là 5 cấp. 5 cấp? Tôn Bình nhướng mày, Dương Khai nói, lệnh bài các trưởng giữ chính là ngọc lệnh, thì ra là thế. Tôn Bình khẽ gật gật đầu, cũng không biết hắn có tin hay không, dù sao hắn cũng không biết nhiều lắm về Thanh Dương Thần Điện, tuy nhiên thấy Dương Khai nói lưu loát như vậy, không giống như đang huyên thuyên. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi chần chờ. Một vị đế tôn cảnh tới đầu phục vấn Tình Tông, tuyệt đối là một tin tức tốt, nói không chừng lúc đại chiến có thể đưa tới trợ giúp lớn, nhưng mấu chốt là hắn không thể xác định được lai lịch của Dương Khai, có trong sạch hay không nếu cự tuyệt tôn bình lại không nỡ mặt khác sẽ khiến cho mọi người cười nhạo vấn tình tông là nhát gan suy nghĩ một hồi tôn bình chợt quay đầu lại truyền âm với một tên đệ tử tên đệ tử kia nghe vậy lập tức bước ra ôm quyền với dương khai nói tào húc ra mắt sư huynh dương khai nhìn hắn một chút cũng không có phản ứng gì không biết tên này vâng lệnh tôn bình đứng ra làm gì tên tào húc kia nói tiếp mấy năm trước khi toái tinh hải mở ra tại hạ may mắn được đi vào trong đó đã từng thấy qua mấy vị thanh niên anh kiệt ở nam vực Dương Khai nghe vậy liền chột dạ, thầm kêu không xong. Hắn giả mạo Tiêu Bạch Y, chủ yếu là nghĩ rằng không có ai nhận ra Tiêu Bạch Y, mà hắn lại có thanh dương kim lệnh trong tay, thật thật giả giả, có thể nói là kế sách vẹn toàn. Nhưng lúc này nghe tên Tào Húc nói rằng, hắn cũng đã từng vào toái tinh hải, còn gặp được một số võ giả nam vực. Nếu hắn biết Tiêu Bạch Y mà nói, chỉ sợ mình sẽ bị vạch trần. Vậy sao? Dương Khai thấp thỏm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại thản nhiên không đổi sắc hờ hững nhìn hắn nói, tiêu mỗ cũng tiến vào toái tinh hải, nhưng chưa từng thấy các hạ. Tào húc cười khổ nói, tu vi tại hạ thấp kém, chỉ sợ không lọt vào mắt tiêu sư huynh, đương nhiên chưa từng thấy qua. Chưa từng thấy. Dương khai thầm thở vào nhẹ nhõm, nói, thật sao? Nhưng lúc này các hạ lại đứng ra, không biết có gì chỉ giáo. Tào húc vội nói, không dám, tuy rằng tại hạ chưa từng thấy bằng hữu thanh dương thần điện, nhưng cũng từng gặp qua một vài người ở Nam Vực. Nhất là một vị tên là Vô Thường, ấn tượng rất sâu sắc. Nếu Tiêu sư huynh đến từ Nam vực, hắn là biết người đó chứ? Vô thường sao? Dương Khai khẽ gật gật đầu, Thiên Vũ Thánh Địa vô thường, âm dương song sinh thể bẩm sinh, hung mãnh vô cùng, dĩ nhiên hắn có ấn tượng rất sâu đậm. Không để ý tới Tào Húc, Dương Khai quay đầu nhìn về phía Tôn Bình nãy giờ vẫn đang quan sát, vắt tay một cái, chỉ trong chốc lát trước mặt liền hiện ra một hình ảnh. Dương Khai nói, Tôn trưởng lão Ngươi sai Tào Húc hỏi điều này, không phải là muốn xác nhận thân phận của ta sao? hiện tại ngươi có thể hỏi hắn một chút, người trong hình ảnh này có phải là vô thường hay không? Tôn Bình lập tức quay đầu nhìn Tào Húc, tên này khẽ gật gật đầu, xác nhận không lầm. Tôn Bình cười ha hả, xem ra Tiêu công tử quả thật là cao đồ của Thanh Dương thần điện không thể nghi ngờ. Có thể ngưng tụ ra hình ảnh võ giả nam vực, trong tay lại có kim lệnh của Thanh Dương thần điện, điều này thật sự là không còn gì phải nghi ngờ nữa. Dương Khai mỉm cười nói, nói như vậy, ta có thể lưu lại chứ? tôn bình thu lại nụ cười nghiêm nghị nói còn một vấn đề cuối cùng dương khai tức giận nói các ngươi có phiền toái quá hay không bổn thiếu tới để giúp giúp vấn tình tông các ngươi không phải là tới để bị các ngươi tra khảo tôn trưởng lão nhiều lần làm khó bổn thiếu rốt cuộc là có ý gì tuy rằng vấn tình tông khó lường nhưng thanh dương thần điện chúng ta chưa chắc đã sợ đâu hắn cáo mượn oai hùm phát tiết tại chỗ khiến những võ giả đứng cạnh trợn mắt há hốc mồm thầm nghĩ quả nhiên là đệ tử xuất thân từ đại tông môn ở trên sân nhà của người ta không ngờ lại không chút nhượng bộ đổi thành bọn chúng sao có lá gan này tôn bình lại cười híp mắt nói tiêu công tử bớt giận bớt giận không không cần bức xúc có gì mọi người cùng bình tĩnh nói chuyện dương khai nghiến răng nói lão đầu một vấn đề cuối cùng thôi đó nếu ngươi còn lôi thôi nữa bổn thiếu lập tức đi ngay tuyệt đối là cuối cùng tôn bình nghiêm mặt nói dương khai tỏ ra khó chịu nói hỏi đi tôn bình nói tiêu công tử xuất thân từ thanh dương thần điện hẳn là không thiếu vật tư tu luyện không biết tại sao lại muốn nhận chiêu mộ lệnh của vấn tình tông ta dương khai cười ngạo nghễ phe phẩy cây quạt trên tay chậm rãi nói vật tư tu luyện dĩ nhiên bổn thiếu không thiếu nói không khách khí lợi ích quý tông hứa hẹn bổn thiếu cũng không coi vào đâu tuy nhiên nói tới đây dương khai bỗng nhiên cười hắc hắc nụ cười có vẻ vô cùng hèn mọn tựa như chồn bắt trộm gà vậy tuy nhiên cái gì tôn bình hỏi Dương Khai nhìn xung quanh, thấp giọng nói với Tôn Bình, "Tôn trưởng lão, bổn thiếu đối với Mỹ nữ Băng Tâm Cốc cảm thấy rất hứng thú, không biết sau khi trận chiến này kết thúc, quý tông có thể cho ta chọn vài đệ tử Băng Tâm Cốc mang về làm thị nữ không?" Tôn Bình hiểu ý, gật gật đầu cười nói, "Thì ra Tiêu công tử có chủ ý này." Nghe Dương Khai nói muốn đệ tử Băng Tâm Cốc, thật ra hắn yên tâm không ít, dù sao một vị đế tôn cảnh tới nhận chiêu mộ lệnh mà không có yêu cầu gì, vậy thì có điểm cổ quái vị tiêu công tử trước mắt này thích nữ sắc ngược lại cũng dễ nói chuyện lòng yêu thích cái đẹp mọi người đều phải có dương khai cười hì hì nói tôn bình vuốt chòm dâu gật gật đầu nói điều này không thành vấn đề nếu tiêu diệt được băng tâm cốc với thực lực tiêu công tử như vậy dĩ nhiên có thể phân cho một vài nữ đệ tử băng tâm cốc yêu cầu này của tiêu công tử tông chủ đại nhân sẽ không cự tuyệt lão phu sẽ làm chủ đáp ứng mười người được không dương khai nhướng mày Tôn Bình bật cười nói, khẩu vị Tiêu công tử cũng quá lớn đi. Hiện tại đệ tử Băng Tâm cốc cũng chỉ có 7000 mà thôi, trong khi đó vấn Tình tông ta lại có 100000 đại quân, cho dù đến lúc đó phân phối xuống, Tiêu công tử cũng không có khả năng chiếm được 10 người, 8. Dương Khai có kẻ mặc cả. Hai người là tối đa rồi." Tôn Bình nói. "Quý tông cũng quá hẹp hòi đi." Tôn Bình lắc đầu nói, "Không phải bổn tông hẹp hòi, mà là miệng nhiều cơm thiếu." dương khai thở dài một tiếng nói tôn trưởng lão bổn thiếu cũng không gạt ngươi cuộc sống của bổn thiếu quả thật rất khổ sở thật ra bổn thiếu đã có một vị hôn thê ở thần điện rồi chỉ có điều vị hôn thê kia của ta ương ngạnh chua ngoa lại vô cùng xấu xí cho nên ta mới trốn khỏi nam vực đi tới nơi này đông vực lịch lãm trong nhà thì thê tử giữ dằn khó dây dưa chẳng lẽ ra ngoài tìm vài thị nữ xinh đẹp cũng không được sao tôn trưởng lão ngươi nể tình ta con bà nó quá khổ sở cho thêm mấy người đi trong đại điện lập tức chuyển ra tiếng cười trộm mọi người nhìn đều có chút hả hê ngay cả tôn bình cũng buồn cười tuy nhiên hắn không có tâm trạng nào nghe dương khai kể lể chỉ đưa tay ra nói tào húc dẫn tiêu công tử đi gặp phong trì trưởng lão để hắn an bài nhiệm vụ cho tiêu công tử rõ tào húc lên tiếng rồi đưa tay ra hiệu nói tiêu công tử mời dương khai không đi mà vẫn đứng tại chỗ kêu ẩm lên tôn trưởng lão điều kiện của ta nhớ coi lại đó nha tôn bình đâu thèm để ý đến hắn thân hình nhoáng lên một cái đã không thấy bóng dáng. Dương Khai bùi ngùi thở dài, tỏ ra khó chịu đi ra ngoài, đi tới đâu, mọi người đều tránh lui tới đó. Ra khỏi chiêu hiền quán, Dương Khai vẫn tỏ ra chán nản không vui. Tào Húc cũng không có dám đi gần hắn sợ dính phiền phức, chỉ lầm lũi đi trước dẫn đường, rất nhanh đã ra khỏi Băng Luân Thành. Chúng ta đi đâu? Một hồi lâu sau, bỗng nhiên Dương Khai chợt lên tiếng hỏi. Tào Húc trả lời, đi tìm Phong Trì trưởng lão, ngài sẽ an bài nhiệm vụ cho ngươi phong trì trưởng lão dương khai nhướng mày nói nghe nói tông chủ quý tông cũng họ này không biết vị phong trì trưởng lão này tào húc cười nói phong trì trưởng lão chính là em họ của tông chủ cho nên tuy tu vi của ngài ấy chỉ là đế tôn nhất tầng cảnh nhưng địa vị ở trong tông lại chỉ dưới tông chủ và phó tông chủ mà thôi hiện tại ngài ấy chính là người phụ trách vây khốn băng tâm cốc thì ra là thế dương khai gật gật đầu lại hỏi vậy tông chủ đại nhân và phó tông chủ của quý tông đâu rồi Bổn thiếu mới tới nơi này, muốn đi bái kiến một chút tránh cho thất lễ. Trong mắt Tào Húc lóe lên một tia khinh bỉ, thầm nghĩ tông chủ và phó tông chủ há lại là người ngươi muốn bái kiến liền bái kiến sao? Tuy nhiên rất nhanh hắn đã thu lại ánh mắt, đáp, tông chủ trấn giữ Băng Luân Thành, phó tông chủ đại nhân cũng đang ở trong Băng Luân Thành. Vậy sao, thôi để lần sau vậy, chung quy cũng sẽ có cơ hội gặp mặt. Dương Khai Khoan Thai cười, cũng không miễn cưỡng. Rất nhanh, hai người đã tới một cái sơn cốc cách Băng Tâm cốc không tới 300 dặm bên trong sơn cốc này xây dựng không ít phòng ốc bằng gỗ, rất nhiều võ giả đang ra ra vào vào trong đó, trên không cũng có không ít người đang bay tới bay lui, nhìn qua có vẻ khá náo nhiệt. Dương Khai đảo mắt một vòng, trong lòng hơi trầm xuống. Nhiều võ giả tụ tập ở nơi này như vậy, một khi đại trận hộ tông của Băng Tâm Cốc bị phá, bảy ngàn đệ tử Băng Tâm Cốc căn bản sẽ vô lực ngăn cản. Tào Húc dẫn Dương Khai đi tới trước một căn nhà gỗ khá bề thế, cung kính nói, "Phong trưởng lão, đệ tử Tào Húc cầu kiến." "Vào đi." bên trong lập tức truyền ra một giọng nói. Tao Húc nhìn về phía Dương Khai khẽ gật gật đầu ra hiệu, rồi dẫn hắn đi vào. Bước vào nhà, hắn lập tức thấy được một trận bàn to lớn đặt giữa trung tâm gian nhà, trận bàn kia dường như là hình chiếu, trên đó hiện ra nhiều điểm sáng, còn có hình ảnh một cái địa đồ rất rõ ràng. Dương Khai nhìn lướt qua, lập tức trong lòng chấn động. Hắn nhận ra được địa đồ kia chính là khu vực băng tâm cốc, cũng không biết trận bàn này là thứ quỷ gì, không ngờ lại có công hiệu thần kỳ như thế. Lúc này, có một lão giả hơi lớn tuổi đang thấp giọng sai bảo gì đó với người bên cạnh, người nhận lệnh liền vội vàng xoay người đi ra ngoài, tỏ ra rất vội vã. Đợi người kia đi khỏi, lão giả hơi lớn tuổi lại chăm chú nhìn trận bàn trước mắt, trong miệng chợt phát ra tiếng cười lạnh. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phong chỉ cười lạnh một trận, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn nhìn Dương Khai, rồi quay sang Tào Húc hỏi, lại tới một vị đế tôn cảnh nữa sao? Có thể để cho Tào Húc đích thân dẫn người đến đây, ắt hắn phải là đế tôn cảnh không thể nghi ngờ vâng tao húc cung kính đáp tốt rất tốt phong chỉ cười lớn khẽ gật đầu với dương khai rồi ôm quyền nói không biết bằng hữu xưng hô như thế nào tuy rằng tuổi của hắn có vẻ lớn hơn nhiều so với dương khai nhưng người tu đạo lấy thực lực làm đầu dương khai đã là đế tôn cảnh như vậy có tư cách luận giao ngang hàng với hắn tiêu bạch y bái kiến phong trưởng lão dương khai cũng mỉm cười lập tức hành lễ thì ra là tiêu lão đệ phong chỉ nhướng mày hỏi không biết tiêu lão đệ từ đâu đến dương khai nói nam vực thanh dương thần điện là người nam vực phong chỉ không khỏi nhíu mày trong khoảng thời gian này số đế tôn cảnh vấn tình tông dùng chiêu mộ lệnh chiêu mộ được không ít nhưng chưa từng có võ già ở vực khác dương khai xem như là người đầu tiên hắn đưa ánh mắt dò hỏi nhìn về phía tàu húc tên kia vội nói phong trưởng lão yên tâm thân phận tiêu công tử tôn trưởng lão đã xác nhận qua không có vấn đề gì Phong chỉ gật gật đầu nói, tôn bình trưởng lão làm việc cẩn thận, nếu hắn đã nói không thành vấn đề, thì chắc chắn là ổn. Tiêu lão đệ tới thật đúng lúc, vừa lúc bên ta đang thiếu một ít nhân thủ, cần ngươi xuất lực. Dương khai gấp quạt lại, nói, phong trưởng lão cứ sai bảo là được, nếu tiêu mỗ đã nhận chiêu mộ lệnh, dĩ nhiên sẽ nghe theo ngài sai xử. Ngươi tới đây nhìn đi. Phong chỉ đưa tay chỉ vào trận bàn, ra hiệu với Dương Khai. Dương Khai vội tiến lên vài bước, đem quạt gấp cắm vào sau cổ, rồi chăm chú nhìn vào trận bàn trước mặt. Chỉ thấy trên trận bàn kia, có thể rõ ràng thấy được địa thế thu nhỏ của băng tâm cốc, trên đó đang có vô số điểm sáng lóe lên, bày ra xu thế vây chặt băng tâm cốc lại. Tuy rằng không hiểu rõ, nhưng ít nhiều Dương Khai cũng hiểu được, hiện tại băng tâm cốc đang lâm vào tình thế nguy cấp. Trận bàn câu thiên này được Nam Môn Đại sư Đích Thân bố trí ra, để tiện cho phong mỗ chấn giữ nơi này, việc bày mưu nghĩ kế ngược lại cũng tiết kiệm không ít công sức. Trong lời nói của Phong Trì tràn đầy vẻ sùng bái đối với đối vị Nam môn đại sư kia. Dương Khai cũng khen, Nam môn đại sư quả nhiên là chuyên gia trận pháp, thủ pháp thật khó lường. Phong Trì mỉm cười, ngón tay lại chỉ về một nơi, nói, "Tiêu công tử, lão phu hy vọng ngươi có thể trấn giữ chỗ này, bảo vệ trận kỳ Nam môn đại sư đã bày ra, để phòng băng tâm cốc chó cùng dứt rậu, đi tới quấy rối." "Không thành vấn đề, tuy nhiên nhiệm vụ của ta chỉ là trông coi trận kỳ bên đó thôi sao?" Dương Khai ngẩng đầu hỏi. Phong chỉ nghiêm nghị nói, chuyện này hết sức quan trọng, một khi trận kỳ bị phá, đại trận bố trí ra sẽ bị trở ngại, đến lúc đó băng tâm cốc sẽ có cơ hội thở dốc. Cho nên nhất định phải có một đế tôn cảnh đích thân chấn giữ mới được. Tuy nhiên theo tình hình chung cũng không có chuyện gì đâu, từ khi băng tâm cốc bị vây đến nay chưa từng có động tĩnh gì, song tiêu công tử cũng không thể lơ là được. Ta biết rồi. Dương Khai nghiêm nghị gật gật đầu. Phong chỉ gật đầu nói, mặt khác, lão phu sẽ phân phối 500 thủ hạ cho tiêu công tử sai bảo. Chờ đến khi Nam môn đại sư chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, Tiêu công tử cần phải phụ trách 500 thuộc hạ khởi động trận kỳ, liên kết với các trận kỳ khác, nhất định có thể một lần hành động phá vỡ đại trận hộ tông của Băng Tâm Cốc, đến lúc đó chúng ta sẽ tiến quân thần tốc, đánh thẳng vào chỗ hiểm yếu, san bằng Băng Tâm Cốc. Dương Khai ôm quyền nói, nhất định không phụ phong trưởng lão nhờ vả. Tốt tốt tốt. Phong chỉ rất hài lòng với thái độ của Dương Khai, không khỏi gật gật đầu nói, "Tào Húc, người tương đối quen thuộc đối với địa thế phụ cận?" Hãy dẫn tiêu công tử qua đó đi, 500 thủ hạ sẽ đến sau. Rõ. Tào Húc nhận lệnh, lập tức dẫn Dương Khai rời khỏi. Rất nhanh hai người đã bay đến địa điểm phong trì chỉ định. Phóng mắt nhìn tới, lúc này có gần 100 người đang trông coi một cái trận kỳ lớn, trận kỳ kia được bố trí ẩn nặc ở trên không, nhưng khi Dương Khai phóng thần niệm ra dò xét vẫn có thể phát hiện ra một chút manh mối. Khi Tào Húc và Dương Khai đến, lập tức liền kinh động đến 100 người phía dưới, khiến chúng vội ngẩng lên nhìn tào húc nhìn trái nhìn phải quát lớn nơi này ai là chủ sự một tên nam nhân trung niên ứng tiếng đi ra ôm quyền nói sư huynh là ta tào húc nhìn hắn gật gật đầu nói thì ra là hoác hãn sư đệ hắn cũng nhận ra được tên đệ tử vấn tình tông này tào sư huynh vị này là tên hoác hãn tò mò nhìn dương khai dò hỏi tào húc cất cao giọng nói vị này chính là đệ tử hạch tâm của thanh dương thần điện nam vực tiêu bạch y hiện tại tiêu công tử đã nhận chiêu mộ lệnh của vấn tình tông ta, phụ mệnh phong trưởng lão, kể từ hôm nay, hắn sẽ chấn giữ chỗ này, chư vị phải nghe theo hiệu lệnh. Vừa nghe Dương Khai đến từ Thanh Dương Thần Điện Nam Vực, đám thuộc hạ không khỏi tỏ ra cực kỳ tò mò, nhưng cũng không ai dám lên tiếng, chỉ dối rít ông quyền xưng vâng. Mặt khác, phong trưởng lão sẽ điều thêm 400 nhân thủ đến đây, đến lúc đó đều quy về dưới chứng tiêu công tử, đợi sau khi tiêu diệt băng tâm cốc xong, sẽ luận công ban thưởng, vừa nghe có thưởng hầu hết đám thuộc hạ đều kích động không thôi trái lại đám đệ tử vấn tình tông dưới trướng của hoắc hãn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều bởi vì bọn chúng biết một khi thật sự tiêu diệt băng tâm cốc xong đến lúc đó đại đa số lợi ích đều sẽ thuộc về vấn tình tông bọn chúng chỉ để lại chút canh thừa ban thưởng cho người ngoài mà thôi tiêu công tử ta trở về trước chỗ này xin nhờ công tử tào húc ôm quyền với dương khai nói ừm dương khai không nóng không lạnh gật gật đầu toát ra phong phạm cường giả đế tôn cảnh Tao Húc cũng không nói nhiều, quay đầu rời đi. Đợi hắn đi khỏi, lúc này Dương Khai mới quét một vòng nhìn trăm người phía dưới, thản nhiên nói, "Lai lịch bổn thiếu, chư vị đã rõ ràng, nhiệm vụ của bổn thiếu, chư vị cũng đã nghe được, từ nay về sau, còn phải nhờ chư vị phối hợp nhiều hơn, nếu không để nơi này ra vấn đề gì, ai cũng không kham nổi trách nhiệm này." Tên Hoắc Hãn kia liền ôm quyền nói, "Tiêu công tử nói chí phải, nếu là mệnh lệnh của phong trưởng lão, đương nhiên ta sẽ vâng theo." Dương Khai gật gật đầu nói, rất tốt, hiện tại nghe lệnh của ta. Lời vừa nói ra, sắc mặt trăm người đều nghiêm lại. Dương Khai lại hạ giọng xuống nói, đi chặt một ít gỗ về đây, dựng cho bổn thiếu một gian nhà gỗ ở nơi này. Hắn đưa tay chỉ về một khu vực bằng phẳng. Trăm tên thủ hạ phía dưới đều ngẩn cả người, vốn thấy Dương Khai nghiêm nghị oai phong, bọn họ còn không biết hắn ra mệnh lệnh gì, lúc này nghe hắn nói muốn kiến tạo một gian nhà gỗ, vẻ mặt mỗi người đều tỏ ra cổ quái, nhất là đám đệ tử vấn tình tông dưới trướng của Hoắc Hãn, vẻ mặt đều tỏ ra không vui. Bọn chúng chính là đệ tử Vấn Tình Tông, từ lúc nào lại bị người ta sai xử như vậy? Huống chi, Dương Khai chỉ là một tên đế tôn cảnh ngoại lai, có tư cách gì mà ngông cuồng sằng bậy như vậy chứ? Sao vậy? Không nghe rõ bổn thiếu nói sao? Hay là lỗ tai của các ngươi điếc hết rồi? Dương Khai hừ lạnh một tiếng, đế uy của đế tôn cảnh phóng ra, lập tức khiến trăm tên kia tỏ ra khó chịu. Lúc này liền có người ôm quyền nói, "Cẩn tuân mệnh lệnh Tiêu công tử, tên này vừa dứt lời lập tức vọt ra ngoài, hắn cũng không phải là đệ tử Vấn Tình Tông, mà là người tiếp nhận chiêu mộ lệnh mà tới, hắn không có can đảm đi khiêu khích Dương Khai. Người như vậy không phải số ít, hơn trăm người lập tức có hơn 90 tên rời đi, chỉ còn lại 5, 6 tên theo Hoắc Hãn. 5,6 tên này rõ ràng đều là đệ tử Vấn Tình Tông, chúng ỷ vào thân phận của mình, không muốn khuất phục Dương Khai. Dương Khai lại hừ lạnh một tiếng, bắt đầu điều động đế nguyên, nâng dần uy áp lên, thản nhiên nói kẻ không chấp hành mệnh lệnh bổn thiếu cũng sẽ không nương tay ta muốn nhìn xem các ngươi có thể kiên trì đến khi nào vẻ mặt hoắc hãn tỏ ra đau khổ đỏ bừng lên nói ngươi lợi dụng quyền hành làm việc tư chuyện này ta phải báo lên phong trưởng lão báo lên dương khai cười lạnh nếu phong trì trưởng lão đã ủy thác bổn thiếu trấn thủ ở chỗ này vậy thì hết thảy mọi việc ở nơi này đều phải nghe theo lệnh ta bổn thiếu mới tới mệnh lệnh thứ nhất vừa ban ra các ngươi đã dám công khai làm trái ta có giết chết đám người các ngươi để răn đe, phong trưởng lão cũng sẽ không trách tội. Ngươi dám? Hoắc Hãn giận dữ, ngươi thấy ta có dám hay không? Dương Khai nhướng mày, lại tăng uy áp thêm mấy phần. Phốc 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 phốc, đám đệ tử vấn Tình Tông còn lại không chịu nổi, miệng phun máu tươi, xương cốt trong cơ thể vang lên răng rắc, dường như tùy lúc đều có thể gãy lìa vậy. Điều này khiến cho đám người Hoắc Hãn giật nảy mình, vốn chúng còn cho rằng mình có thân phận đệ tử vấn Tình Tông, nói gì thì Dương Khai cũng phải nể mặt vài phần, không ngờ tên này lại này hung tàn như vậy, vừa lên một cái đã muốn lập uy. Tuy nhiên đúng như Dương Khai nói, cho dù chuyện này ầm ý đến tai Phong trưởng lão, Phong trưởng lão cũng sẽ không ra mặt giúp bọn hắn. Hiện tại, cường giả đế tôn cảnh nhận chiêu mộ lệnh không ít, nếu như đệ tử vẫn tình tông dưới trướng đều kiệt ngạo bất tuân như vậy, thì làm sao để trông coi được bằng lấy trận kỳ chứ? Hại tại Vấn Tình Tông đang muốn mượn lực lượng của những cường giả đế tôn cảnh này, nên cũng sẽ không để cho bọn họ có điều gì bất mãn chẳng những phong trưởng lão sẽ không ra mặt giúp bọn hắn, mà thậm chí còn trách phạt, trấn an lòng người. Cùng lắm thì chờ sau khi chiến sự kết thúc, rồi sẽ tính sổ với Dương Khai cũng không muộn. Tiêu công tử, xin dừng tay." Thân thể Hoắc Hãn run rẩy, căn bản không thể thừa nhận nổi uy áp của đế tôn cảnh, thân thể không ngừng trùng xuống, muốn quỳ sụp xuống đất, đến lúc này hắn nào còn dám ương ngạnh nữa chứ, cuối cùng trên mặt cũng xuất hiện vẻ bối rối. Nếu thật sự bị buộc quỳ xuống, vậy thì mặt mũi của hắn cũng mất sạch rồi các ngươi có nghe theo lệnh của ta không? Dương Khai lạnh giọng hỏi. Nghe, nghe, ta xin nghe theo. Đám người hoắc hãn không ngừng đáp lại. Thật là ti tiện. Cứ phải chịu chút đau khổ mới chịu đàng hoàng. Dương Khai hử lạnh, thu lại uy áp. Đám người hoắc hãn lập tức giống như bị thoát lực vậy, đồng loạt ngã ngồi dưới đất, quần áo từng tên đều thấm đầy mồ hôi. Còn không mau cút đi, trong vòng một canh giờ, nếu nhà gỗ còn chưa dựng xong, các ngươi nhất định phải chết. Dương Khai khẽ quát một tiếng, đám người hoắc hãn lập tức bỏ dậy phi thân chạy mất hiệu suất của hơn trăm tên võ giả cũng không tầm thường không đến một canh giờ không chỉ hơn nửa canh giờ một gian nhà gỗ tinh xảo đã được dựng lên dương khai cảm thấy rất hài lòng khen đám thuộc hạ mấy câu rồi khoan thai bước vào phòng đóng cửa lại ngồi xuống tu luyện trải qua chuyện ngày hôm nay ấn tượng của hơn trăm tên thủ hạ đối với dương khai đại đa số đều không tốt lắm nhất là đám người hoắc hãn mỗi một tên đều dùng ánh mắt quán độc nhìn chằm chằm tới gian nhà gỗ trong lòng thầm tính toán, chờ sau khi Dương Khai mất đi giá trị lợi dụng sẽ nói với trưởng lão tông môn xả giận giúp bọn hắn. Ủng hộ kênh qua linkhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nửa ngày sau, 400 tên võ giả còn lại cũng đã tới, hết thảy đều quy về dưới trướng Dương Khai. Dương Khai từ trong nhà gỗ đi ra quan sát, thoáng khiển trách mấy câu rồi không quản đến bọn chúng nữa, lại xoay người đi vào bên trong. Vào đến trong nhà, Dương Khai không khỏi lâm vào trầm tư, chuyến này hắn giả mạo tiêu bạch y xâm nhập vào nơi này mục đích lớn nhất chính là tìm nam môn đại quân một khi tìm được sẽ giết chết nếu không thể giết thì bắt sống nhưng hắn không nghĩ tới bản thân lại bị an bài nhiệm vụ bảo vệ một cái trận kỳ khiến hắn bây giờ bị chôn chân tại chỗ bảo vệ trận kỳ dĩ nhiên không thể chạy loạn khắp nơi huống chi hiện tại ngay cả vị trí của nam môn đại quân ở nơi nào hắn cũng không biết trong lúc nhất thời dương khai không khỏi lo lắng Nhìn khí thế của vấn tình tông bên này, trận kỳ trận bàn đều đã được bố trí, chỉ sợ không lâu nữa sẽ có thể phá vỡ được đại trận hộ tông băng tâm cốc, một khi chúng hành động, chỉ sợ sẽ vô lực xoay chuyển cục diện. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lóe lên vẻ kiên nghị, đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này, 500 tên võ giả đều đang khoanh chân ngồi phân tán ở xung quanh trận kỳ, vừa thấy Dương Khai hiện thân, chúng liền vội vã đứng lên, chờ mệnh lệnh của hắn. Không ngờ Dương Khai không thèm liếc mắt nhìn bọn chúng lấy một cái, chỉ xoay người bước ra ngoài, Tiêu công tử, một tiếng quát nhẹ truyền đến, lại là tên Hoắc Hãn đang ôm quyền kêu lên. Chuyện gì? Dương Khai nhướng mày, có vẻ không vui. Không biết Tiêu công tử muốn đi đâu. Hoắc Hãn trầm giọng hỏi. Dương Khai gửi lạnh một tiếng, nói, bổn thiếu đi đâu, ngươi quản được sao? sắc mặt Hoắc Hãn xa sầm lại, không kiêu ngạo không xiểm định nói, Tiêu công tử nói vậy sai rồi. Nếu phong trưởng lão đã điều ngươi chấn giữ trận kỳ ở nơi này, vậy thì Tiêu công tử phải nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, vô cớ rời khỏi vị trí. Phong trưởng lão biết được chỉ sợ sẽ mất hứng, nếu lỡ nơi này xảy ra chuyện gì, ai sẽ gánh chịu trách nhiệm đây? Nơi này đang yên ổn, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn. Hoắc Hãn mỉm cười nói, ai biết được, ta chỉ nói nếu lỡ mà thôi. Dương Khai nói, ta chỉ đi quan sát tình hình một chút, sẽ lập tức trở lại. Hoắc Hãn nói, đi một lúc cũng là rời khỏi vị trí, nếu Tiêu công tử vẫn cố ý làm vậy, ta sẽ bẩm báo việc này lên trên. Lúc trước Dương Khai cho hắn nếm mùi đau khổ, khiến hắn ghi hận trong lòng, lúc này có cơ hội dĩ nhiên là muốn bắt chẹt Dương Khai. Huống chi, đám đệ tử vấn tình tông bọn chúng đóng quân ở nơi này, ngoài việc trợ giúp những đế tôn cảnh tiếp nhận chiêu mộ lệnh trông coi trận kỳ ra, đồng thời còn đảm nhiệm việc giám sát những đế tôn cảnh này. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết những tên đế tôn cảnh này có đáng tin cậy hay không, dù sao mức độ trung thành của môn hạ đệ tử bổn tông vẫn đáng tin cậy hơn. Cho nên trong số những thủ hạ của mỗi một vị đế tôn cảnh nhận chiêu mộ lệnh, đều có đệ tử vấn Tình Tông, tuy nhân số cũng không nhiều, nhưng Phong Chỉ lại cần những tên đệ tử này để kiềm chế đám đế tôn cảnh kia. Thấy Hoắc Hãn tỏ ra nghiêm trọng, trong lòng Dương Khai đã căm ghét đến tận xương. Hắn cũng biết đối phương đang trả thù hắn, nhưng Hoắc Hãn đã nói vậy, hắn cũng không thể cứng rắn, một khi thật sự khiến cho Phong Chỉ chú ý, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn. Không quan sát thì thôi, cũng chẳng có gì cả. Dương Khai bĩu môi khẽ cười, rồi xoay người quay trở lại nhà gỗ, đóng sập cửa lại. Hoắc Hãn đứng tại chỗ, lộ ra nụ cười khoái chí. Rất nhanh, màn đêm đã phủ xuống. Đang suy tư đối sách, chợt Dương Khai nghe được có tiếng gì rầm to nhỏ ở bên ngoài, cẩn thận lắng nghe, sắc mặt Dương Khai lập tức tối sầm lại. Tiếng gì rầm bàn luận của 500 tên võ giả ngoài kia, không phải chuyện gì khác, chính là về hắn. Ngươi nghe gì chưa? Vị Tiêu đại nhân này của chúng ta tuy rằng lai lịch không nhỏ, nhưng lại bị hôn thê quản thúc nghiêm ngặt chuyện này đã lan truyền rộng rãi rồi nghe nói vị hôn thê của hắn vô cùng xấu xí quả thực khiến người ta không dám nhìn thẳng hơn nữa tính tình còn nóng này vị tiêu đại nhân của thanh dương thần điện bị hôn thê tra tấn không chịu nổi mới phải chạy tới bắc vực ha ha ta còn tưởng rằng hắn có đại năng lực gì đó thì ra là một tên sợ vợ thật hay giả có chuyện này sao chuyện này được chính người trong chiêu hiền quán nói ra còn có thể giả sao lúc đó có rất nhiều người chứng kiến Ta thấy, có lẽ vị tiêu đại nhân này cả đời cũng chưa thấy qua mỹ nữ, cho nên mới ba chân bốn cẳng chạy tới nhận chiêu hiển lệnh, hy vọng sau khi tiêu diệt băng tâm cốc xong, có thể được thưởng cho vài nữ nhân xinh đẹp mang về. Mang về thì sao chứ? Trong nhà có vợ giữ, chỉ sợ hắn cũng không có gan làm gì, e là chỉ có thể nhìn cho đỡ ghiền mà thôi. Đáng thương, đáng thương, một vị đế tôn cảnh mà lại lâm vào cảnh này, thật là mất mặt nam nhân. Một đồn mười, mười đồn trăm, cũng không biết là tên khốn kiếp nào truyền tin này ra hiện tại dường như cả thành đều đã biết khi dương khai ở chiêu hiền quán chỉ thuận miệng nói ra không ngờ chuyện này lại bị người ta đào bới lên châm biếm hắn không cần phải nói tuyệt đối chính là chuyện tốt do tên khốn hoắc hãn kia làm ra mặc dù chỉ là chuyện hắn bịa đặt ra nhưng bị người bàn tán sau lưng như vậy nhất là lại là những thủ hạ trên danh nghĩa của mình dương khai không khỏi tức anh ách cảm thấy thật mất mặt không nhịn được hừ một tiếng nghe được tiếng hừ tiếng nghị luận bên ngoài mới hơi ngừng lại tuy nhiên sau đó bọn chúng lại liếc nhau bĩu môi cười lạnh thẹn quá hóa giận hoắc hãn nhìn về phía nhà gỗ khẽ cười lạnh liên tiếp hai ngày sau dương khai vẫn ở lì trong nhà có hoắc hãn ngăn trở và giám sát khiến hắn không thể không nghĩ kế khác thân mang thần thông không gian nếu dương khai thật sự muốn rời đi chỉ một tên võ giả đạo nguyên tam tầng cảnh nhỏ bé sao có thể phát hiện được chứ chỉ có điều nơi này dù sao cũng là trong lòng địch hắn cần phải hành động một cách cẩn trọng ngày thứ ba dương khai đang ngồi bên trong nhà gỗ chợt nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài sau đó giọng nói của tào húc liền chuyển đến tiêu công tử tào húc cầu kiến dương khai nhướng mày không biết tào húc chạy tới làm gì mấy ngày trước sau khi hắn dẫn mình tới nơi này cũng chưa từng xuất hiện lại không ngờ hôm nay lại tới đây hắn mang theo tâm trạng hoài nghi mở cửa phòng phe phẩy quạt bước ra còn chưa đứng vững từ phía đối diện đã chuyển đến một tiếng hừ trong trẻo nhưng lạnh lùng ẩn chứa sự tức giận cực lớn ngay sau đó là một cỗ khí tức bài sơn đảo hải ập tới dương khai biến sắc lui bịch bịch về sau mấy bước Trợn tròn mắt nhìn tới, chỉ thấy Tao Húc ở trước mặt đang cười khan đứng đó, mà bên cạnh hắn còn có một nữ nhân mặc áo trắng như tuyết. Nữ nhân này chỉ đơn thuần nhìn thân hình thì rất hấp dẫn, dáng người mảnh mai, mị lực vô hạn. Nhưng khi nhìn lên khuôn mặt lại khiến người ta vô cùng thất vọng. Khuôn mặt đầy tàn nhang, phân bố ở khắp nơi trên mặt, mắt tí hí một mí, mũi tẹt, miệng rộng, ánh mắt mặc dù có thần thái, nhưng bị những thứ trên khuôn mặt tô điểm khiến nó biến thành bé nhọn như đao, làm người ta không rét mà run bộ dạng xấu xí như vậy quả thực không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả cũng không biết nàng phạm tội tay trời gì mà bị ông trời trừng phạt như vậy ngươi 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 hai mắt dương khai sắp lồi ra ngoài hoảng sợ hô lên nhưng nửa ngày cũng không thốt nên lời giỏi quá ha không ngờ ngươi lại chạy tới đây khiến bổn tiểu thư phải nhọc công đi tìm nữ nhân xấu xí lập tức nghiến răng nghiến lợi mắt lộ hung quang dường như chỉ hận không thể rút xương lột ra dương khai ra nhai ngấu nghiến vậy Dương Khai vã mồ hôi hột, run run tay chỉ, "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nữ nhân này lại tới đây. Nữ nhân trước mặt tuy rằng bộ dáng vừa xấu xí vừa xa lạ, nhưng Dương Khai liếc mắt một cái đã nhận ra. Cơ Dao. Ngược lại cũng không phải nhãn lực Dương Khai cao minh cỡ nào, mà là trong nháy mắt vừa thấy mặt, Cơ Dao đã cố ý phóng ra một chút khí tức của bản thân. Dương Khai và Cơ Dao đã chung sống với nhau thời gian không ngắn, tự nhiên không lạ gì khí tức này. Cơ giao có hình dạng như vậy, rõ ràng là đã được Thạch Thiên Hà dịch dung, nhìn bằng mắt thường hoàn toàn không thể nhận ra. Trước đó vài ngày hắn đơn thân độc mã rời khỏi Băng Tâm Cốc, chính là vì không muốn kéo cơ giao vào trong kế hoạch của mình, không ngờ nàng lại đích thân tìm tới tận cửa, hơn nữa lại còn do đích thân Tào Húc dẫn tới. Đây là tình huống gì chứ? Dương Khai kinh hãi, lén lén liếc nhìn Tào Húc, tên kia cười khan nói, "Tiêu công tử, vị cô nương này nói là có hôn ước với ngươi, cố tình tới tìm ngươi, cho nên" ha ha, tiêu công tử xin thứ lỗi. Âm thanh tào húc vô cùng cứng nhắc, có vẻ rất là bất đắc dĩ. Hôn ước, mặt dương khai đen lại. Mà 500 tên võ giả ở gần đó cũng đang tò mò nhìn lại, vừa thấy khuôn mặt của cơ giao, từng tên đều biến sắc. Một số kẻ tâm lý yếu không nhịn được, lập tức xoay người nôn liền một bãi. Xấu quá, xấu quá, xấu quá. Chẳng trách tiêu đại nhân phải trốn khỏi nam vực. Nếu ta gặp phải một nữ nhân đã có hôn ước từ trước như vậy, ta cũng sẽ bỏ trốn. Đáng thương, thật là đáng thương, dù gì cũng là một vị đế tôn cảnh, sao lại dính phải hôn ước với một nữ nhân như vậy chứ? Sĩ khả sát bất khả nhục, cưới một người con gái như vậy, không bằng tự tử chết quách cho xong." Hàng loạt tiếng nghị luận nổi lên dồn dập, đại đa số võ giả đều tỏ ra đồng cảm với Dương Khai. Dù sao cũng là một vị đế tôn cảnh, muốn loại mỹ nhân gì mà chẳng có chứ? Không ngờ lại bị bức hôn lấy một người như vậy, ai có thể chịu đựng được chứ?" Lại nói, cho dù có tắt đèn làm việc thì cũng bị ám ảnh Trái lại, đám đệ tử vấn tình tông dưới trướng hoác hãn không nhịn được vẻ hả hê, chố mắt xem kịch vui. Thế nào? Cơ giao bước lên trước một bước, khí thế bức người, hôn ước do phụ mẫu sắp đặt, người dám không nghe sao. Tuy rằng bổn tiểu thư lớn lên nhan sắc trông cũng bình thường, nhưng người muốn kết hôn với ta còn có rất nhiều, nếu hôm nay người dám không nghe, ta lập tức chặt chân của ngươi. Nhan sắc bình thường. Tao húc choáng váng, thầm nghĩ vị cô nương này cũng thật là mạnh miệng. Tướng mạo như vậy, quả thực là sỉ nhục hai chữ bình thường mà ngươi nhận lầm người rồi ta không nhận ra ngươi đi mau đi mau dương khai lấy tay che mặt ra vẻ không dám nhìn cơ dao đồng thời lặng lẽ truyền âm với cơ dao sao ngươi lại chạy tới đây chỗ này rất nguy hiểm mau trở về đi cơ dao nổi điên quát họ tiêu kia đừng có không biết xấu hổ nếu tông chủ không hạ lệnh ngươi cho rằng bổn tiểu thư nguyện ý hạ hôn ước với ngươi sao nàng cũng đồng thời truyền âm nói dám chạy trốn bỏ ta lại lần trước ở trong cổ địa còn lừa gạt ta chiếm tiện nghi ta, ngươi cho rằng chuyện đó cứ như vậy là xong sao? Sao ngươi biết hiện tại ta lấy họ tiêu? Ai nha, chuyện lúc trước ngươi cũng biết đó, ta bị ép bất đắc dĩ mà. Dương Khai vừa truyền âm vừa sợ hãi nói, hôn ước kia không tính, không tính, từ nay về sau ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, cả đời không qua lại với nhau nữa. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chuyện ngươi có vị hôn thê giữ dằn mấy ngày nay đã truyền khắp cả băng luân thành tìm hiểu chút là biết liền nếu không có chuyện đó ta còn không biết tên giả của ngươi là tiêu bạch y đó nhưng ngươi yên tâm lai lịch của ta cũng được dựng lên rất hoàn mỹ vấn tình tông không thể phát hiện ra được cơ dao nhanh chóng trả lời đồng thời ngoài miệng lại quát lên tiêu bạch y ngươi còn có lương tâm hay không năm xưa nếu không phải ta giúp ngươi ngươi đã sớm bỏ mạng trong miệng giã thu ở nơi hoang dã rồi bây giờ lại muốn lật lọng chiếm hết tiện nghi của ta rồi lại muốn bội tình bạc nghĩa sao chiếm tiện nghi 500 tên võ giả lập tức dòng tai lên nghe, mỗi người đều nhìn Dương Khai như người trời. Không bội phục không được, nữ nhân xấu xí như vậy, chỉ sợ cho không cũng không ai dám. Vậy mà Dương Khai lại có gan chiếm tiện nghi người ta, loại khẩu vị này, không khỏi cũng quá tạp đi. Tranh cãi ẩm ý chẳng những khiến 500 tên võ giả gần đó hứng thú quan sát, mà thậm chí còn kinh động đến những võ giả đang trông coi trận kỳ ở phía xa. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều nhìn lại phía này. Sau khi thoáng nghe ngóng, bọn họ đều biết được có một người tên là Tiêu Bạch Y bị vị hôn thê hung hãn tìm tới tận cửa. Chuyện Tiêu Bạch Y có vị hôn thê vô cùng dữ dằn xấu xí, mấy ngày nay đã truyền khắp, cho nên mọi người đều tỏ ra hứng thú xem trò vui, muốn biết Dương Khai sẽ giải quyết như thế nào. "Chiếm tiện nghi." Dương Khai vã mồ hôi lạnh đầm đìa, thầm chột dạ, vẻ mặt không được tự nhiên. Mọi người nhìn sắc mặt của hắn, xác nhận quả thật là có chuyện như vậy, không khỏi bội phục. "Ngươi chạy tới vấn tình tông nhận chiêu mộ lệnh để làm gì?" sao không nói cho ta không biết? Không phải là nhìn chúng mấy đệ tử nữ trắng trẻo xinh đẹp của băng tâm cốc đó chứ? Ta cho người biết, ngươi chớ si tâm vọng tưởng, dám dẫn về một người ta giết một người, dám dẫn về hai người ta giết cả đôi. Ngay cả của quý của người ta cũng cắt xuống. 500 tên võ giả cười ẩm lên, tuy rằng bộ dạng hiện tại của cơ giao quả thực không ai dám mở miệng khen, nhưng lời này cũng thật là mạnh miệng, quả nhiên là nữ tử vô cùng hung hãn, đổi thành nữ nhân bình thường khác sao dám nói ra những lời này chứ nhất là Hoắc Hãn, ở bên cạnh đang cười không thể khép miệng lại được, hắn chỉ ước gì Dương Khai càng xui xẻo càng tốt. Quá lắm, quá lắm rồi. Dương Khai vội vàng truyền âm, người khác không biết cơ giao hình dáng ra sao, nhưng hắn lại rõ ràng, một nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng như vậy lại nói ra những lời này, quả thật cũng khó cho nàng. Hắn thầm thở dài, tiếp tục truyền âm nói, cũng tốt, vậy làm náo loạn lên đi, phối hợp với ta một chút, đợi cơ hội đánh với ta một trận. Cơ Dao trong lòng vừa động, vội vàng đáp, "Được." thật là thô bỉ mà dương khai tỏ ra đau lòng thốt lên tay run run chỉ cơ dao khổ sở than thở tiêu bạch y ta cả đời tiêu sái sao lại gặp một nữ nhân thô bỉ như ngươi chứ ông trời không có mắt ông trời không có mắt cơ dao giận dữ nói ngươi còn dám chê bổn tiểu thư nói rồi thân hình nàng thoát một cái liền vọt tới hai tay huy động dáng liên tiếp lên người dương khai vừa ra tay vừa mắng chửi không ngừng nghỉ khiến cho người ta nhìn mà khiếp đảm dương khai cản trái cản phải nhưng lực bất tòng tâm không lâu sau đã bị cơ dao xé nát quần áo trông vô cùng chật vật hai nữ nhân này không ngờ cũng là đế tôn cảnh tiêu đại nhân là đế tôn cảnh vậy mà lại hoàn toàn không phải là đối thủ có thể thấy được tu vi nữ nhân này so với tiêu đại nhân còn cao hơn nghe nói tiêu đại nhân xuất thân từ thanh dương thần điện nam vực còn nữ nhân này xuất thân từ đâu chứ lúc trước mọi người thấy náo nhiệt còn không xem cơ dao ra gì nhưng hiện tại cơ dao vừa ra tay đã bạo lộ ra tu vi đế tôn cảnh khiến mọi người thầm run sợ Nữ nhân đanh đá không sợ, nhưng nữ nhân vừa đanh đá vừa có thực lực thì tuyệt đối đáng sợ. Đủ rồi. Dương Khai nổi giận quát lên một tiếng, thúc giục đế nguyên chấn văng cơ giao ra, mắt lộ hung quang nói, chớ có cua tay múa chân với bổn thiếu nữa, nếu không đừng trách bổn thiếu không khách khí với ngươi. Cơ giao ngẩn ra, tỏ vẻ không ngờ Dương Khai lại dám ra tay với nàng, tuy nhiên rất nhanh đã nổi điên lên, tiêu bạch y, ngươi dám ra tay với ta sao? Bổn tiểu thư liều mạng với ngươi dứt lời nàng liền lật tay một thanh trường kiếm kêu choang một tiếng hiện ra đâm về phía dương khai dương khai không kịp né tránh bị xén mất một mảnh lớn trang phục thiếu chút nữa đã bị đâm thủng bụng tiện nhân muốn chết dương khai nổi giận ngút trời điều động đế nguyên hiện ra một trường ấn to lớn đánh thẳng tới cơ dao dầm dầm ùình đế tôn cảnh xuất thủ khí thế bất phàm khiến sắc mặt đám võ giả đang quan sát bên ngoài đại biến ngược lại cơ dao lại nhẹ nhàng phá giải sát chiêu của dương khai sau đó phát ra một loạt kiếm mang bao phủ Dương Khai lại đánh nhau đánh nhau thật rồi đây chính đánh nhau sống chết hai người này đã có hôn ước sao lại đánh nhau ầm ĩ đến mức này chứ tính tình Tiêu đại nhân không tốt lắm mà nữ tử kia lại không thể nói lý vừa nãy 500 tên võ già đều say sưa xem trò vui nhưng khi thấy Dương Khai và Cơ Do động thủ thật sự thì đều thấp thỏm lo âu không biết có bị liên lụy đến mình hay không trái lại tên hoắc hãn kia lại tỏ ra vô cùng hả hê thầm cổ vũ cho cơ dao ước gì cơ dao một kiếm thọc chết dương khai mới tốt Tao húc thì vã mồ hôi hột trần chờ đứng tại chỗ một hồi rồi vội vàng bay về nơi phong trì đang ở lúc này đang có hai cường giả đế tôn cảnh động thủ với nhau đã không còn là chuyện hắn có thể can thiệp hắn chỉ có thể bẩm báo lại chuyện này với phong trì mời hắn ra mặt xử lý trên bầu trời dương khai và cơ dao đang liều mạng khó phân thắng bại như thể hai kẻ có thâm cừu đại hận gặp nhau vậy vừa đánh vừa mắng chửi nhau không thôi những tiếng ầm ầm không ngừng truyền ra, hai người đánh từ nơi này đến nơi khác, vô cùng kịch liệt. Phía dưới, không ít đế tôn cảnh đều ngẩng đầu quan sát, tuy nhiên nhóm bọn hắn không liên quan gì tới Dương Khai và Cơ Giao, nên dĩ nhiên sẽ không đi lo chuyện bao đồng. Sau khi thoáng nghe ngóng, biết được chuyện gì đang xảy ra, không khỏi buồn cười. Đánh một hồi lâu, chiến trường đã sớm rời đi. Đúng lúc này, phía dưới xa xa chợt truyền tới một giọng nói: Tiêu Công Tử, các ngươi đang làm gì đó? Dương Khai tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn lại thấy Phong Chỉ đang vội vàng chạy đến, vẻ mặt rất tức giận. Dương Khai sao thèm để ý đến hắn chứ, vẫn chuyên chú giao chiến với Cơ Dao, chuyển sang một địa điểm khác. Nam Môn đại quân ở bên đó sao? Cơ Dao vừa phóng ra sát chiêu, vừa lên tiếng hỏi. Ừm, um, mấy ngày qua ta đã lặng lẽ đi tới đó dò xét mấy lần, tuy không dám xâm nhập vào bên trong, nhưng chắc chắn Nam Môn đại quân ở đó, vị trí cụ thể thì không rõ lắm, ta và ngươi phải lưu ý nhiều hơn. Hắn có đặc điểm gì? Cơ Dao hỏi chưa từng thấy qua cũng không nhận ra tuy nhiên hắn là đại sư trận pháp phụ trách phá trận nhất định bên cạnh có cường giả bảo vệ nhìn xem nơi nào có nhiều đế tôn cảnh tập trung ở một chỗ là được được cơ giao đáp lời phóng thần niệm ra dò xét khắp nơi không được dương khai đáp lại gương mặt phong chỉ không khỏi trở nên lạnh lẽo phong trưởng lão nam môn đại sư đang ở phía đó không thể để cho bọn họ tới gần nếu không sẽ quấy nhiễu đến nam môn đại sư tào húc vừa thấy phương hướng dương khai và cơ giao di chuyển vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Không cần ngươi nói ta cũng biết, chỉ có điều hiện tại hai người này đang giao chiến kịch liệt, nếu không phân sinh tử chỉ sợ sẽ không dừng lại. Sắc mắt phong chỉ xa sầm xuống, áo não nói, sớm biết có kết quả này, bổn tọa sẽ tuyệt đối sẽ không dẫn nữ nhân kia tới đây. Tào húc cười khổ nói, ai mà biết thiếu nữ kia không nói lý lẽ như vậy. Việc này không nên chậm trễ, mau ngăn bọn họ lại quan trọng hơn. Phong chỉ vừa ra lệnh xong, lập tức phi thân về phía dương khai và cơ giao. Ở bên đó, Đúng lúc này, Dương Khai bỗng nhiên biến sắc, lặng lẽ nháy mắt ra dấu với cơ giao, nói, bên đó có một đế tôn lưỡng tầng cảnh, hai đế tôn nhất tầng cảnh, chính là người bảo vệ Nam môn đại quân. Hai người liếc nhìn nhau, rồi song song bay về phía đó, chiêu thức đánh tới đối phương vẫn vô cùng hung mãnh. Không lâu sau, hai người đã đến gần vị trí đã dò xét. Phóng mắt nhìn tới, Dương Khai liền thấy được một trung niên nam tử khôi ngô đang bố trí trận kỳ, bên cạnh hắn còn có ba vị đế tôn cảnh bảo vệ một người trong đó là đế tôn lưỡng tầng cảnh, hai người còn lại là đế tôn nhất tầng cảnh. Nam môn đại quân. Hai mắt Dương Khai sáng ngời, nhìn thẳng tới nam tử khôi ngô đang bày trận kia. Kẻ nào dám càn rỡ ở đây, mau chóng cút khỏi nơi này. Tên cường giả đế tôn cảnh lưỡng tầng cảnh ngừng đầu, lạnh giọng quát. Ra tay. Dương Khai khẽ quát lên. Cơ giao hưởng ứng, liền vỗ một trường vào Dương Khai. Uy lực một trường mày khiến phong vân cũng phải biến sắc, đánh thẳng vào lồng ngực hắn, Dương Khai oa lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi xuống như vẫn thạch. Phương Hướng rơi xuống kia, dĩ nhiên chính là vị trí của Nam Môn Đại Quân. Cùng lúc đó, ánh mắt Cơ Giao hiện lên vẻ tàn khốc, thét lớn. Tiêu Bạch Y, hôm nay nơi này chính là mồ chôn của ngươi. Nàng vừa thét lên vừa phi thân xuống, khí thế kia như thể muốn đuổi tận giết tuyệt đối thủ vậy. Cơ Giao hạ xuống ngay sát khi Dương Khai tiếp đất, hai người lập tức đồng loạt chuyển hướng, phóng thẳng về phía trước. Cơ Giao không còn giữ lại thực lực nữa một kiếm quét ra, thiên địa kêu lên ong ong. Đế tôn lưỡng tầng cảnh, ba tên đang bảo vệ Nam môn đại quân hơi biến sắc, quát lớn, tên cường giả đế tôn lưỡng tầng cảnh dĩ nhiên lập tức xuất thủ, chặn cơ giao lại. Dương Khai không quan tâm, lao thẳng tới Nam môn đại quân, vẻ mặt lạnh lùng, khí huyết ngất trời, nào có vẻ gì như đang bị thương chứ. Nam môn đại quân mặc dù là một trận pháp đại sư, nhưng tu vi bản thân cũng không yếu, cũng là cường giả đế tôn nhất tầng cảnh, vừa thấy Dương Khai hung hăng đánh tới, Nam Môn đại quân tuy rằng hoảng sợ, nhưng cũng không hoảng loạn, liền lui về phía sau mấy bước, lạnh lùng nhìn lại. Tiểu tặc phương nào, lại dám tấn công Nam Môn đại sư? Một tên đế tôn nhất tầng cảnh hét lớn, bay ra ngăn lại. Cút ngay. Dương Khai quá lên một tiếng, bấm tay phát ra một luồng nguyệt nhận chém về phía trước. Tên đế tôn nhất tầng cảnh kia thấy nguyệt nhận đánh tới, hừ lạnh một tiếng, điều động đế nguyên toàn thân định phòng thủ, nhưng hắn không ngờ tới mức độ sát thương và quỷ dị của nguyệt nhận, vừa tiếp xúc với luồng nguyệt nhận, lớp đế nguyên bảo vệ đã lập tức sụp đổ, hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng tế ra bí bảo phòng hộ, cản ở trước người. Nhưng đã muộn, Dương Khai đã đánh tới trước mặt, một trưởng vỗ lên đầu hắn. Bụp một tiếng, vị đế tôn nhất tầng cảnh này không kịp phản ứng, lập tức bị đánh vỡ đầu, óc văng ra tung tóe. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.